Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 5. Ta liếc mắt, nói thật giống như cái kia ở giữa nhà vệ sinh nữ không có khủng bố nghe đồn đồng dạng, nữ sinh từ trước đến nay nhát gan, nhà vệ sinh nơi này lại âm u, tăng thêm tivi tiểu thuyết dẫn đạo, dễ dàng lệnh nữ sinh sinh ra kinh khủng mơ màng, nghe đồn liền sẽ sinh ra, chẳng qua đã Lâm Tuyết muốn nói, vậy liền để nàng làm một chút kể chuyện tiên sinh. Lâm Tuyết nói, trước kia cái này nhà vệ sinh phát sinh qua bắt nạt sự kiện, một cái nữ sinh bị một đám nữ sinh kéo vào nhà vệ sinh ẩu đả, còn bắt lấy tóc của nàng liều mạng hướng trên tường đụng, đánh xong sau liền lột sạch nàng quần áo chụp ảnh, nếu dám cáo lão sư, ảnh chụp lập tức cái chụp tóc đi lên. Bị ức hiếp nữ sinh tự nhiên không dám lộ ra, cứ việc thụ lại lớn ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng quá phận chính là, đám kia nữ sinh nhìn nàng dễ khi dễ, thế mà cố ý đem video, ảnh chụp phát cho cái khác nam đồng học nhìn, dùng cái này đến nhục nhã nàng. Nữ sinh chịu không được thống khổ như vậy cùng sỉ nhục, ban đêm thế mà tại nhà vệ sinh cắt cổ tay tự sát, thi thể ngày thứ hai mới bị phát hiện, máu đem nhà vệ sinh sàn nhà toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn qua tựa như bày một tấm giấy đỏ, nhà vệ sinh trên tường viết mấy chữ, thiện nhân thấp, ác nhân lấn, máu về lưu, người giết hết. Nữ sinh xảy ra chuyện về sau, trường học liền tay điều tra chân tướng sự tình, về sau những nữ sinh kia bị tra ra tới, chẳng qua cũng chỉ là bị nghỉ học lấy làm trừng phạt. Lúc đầu chuyện này cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới vài ngày sau, những nữ sinh kia tất cả đều chết tại trong nhà vệ sinh, các nàng bỏ vào trong miệng đầy phân, đầu tất cả đều đè vào trên tường, mà trên tường gạch men sứ đã bị đâm đến nhão nhoẹt, còn có rất nhiều vết máu, các nàng rõ ràng là gặp trở ngại mà chết. Trừ những nữ sinh kia tử trạng thảm thiết bên ngoài, trước đó trên tường hàng chữ kia lại hiện ra tới, thiện nhân thấp, ác nhân lấn, máu về lưu, người giết hết. Sau đó, chuyện này liền bị phong tỏa, bởi vì khá là quái dị, những nữ sinh này tất cả đều bị nghỉ học, làm sao sẽ còn bên trên nơi này nhà vệ sinh. Trường học đem giám sát điều ra đến, cũng mảy may không gặp các nàng có vào trường học vết tích. Chẳng qua không có tường nào gió không lọt qua được, trường học là địa phương nào. Cái này sự tình dù cho phong phải lại gấp, cái kia cũng có thể cho ngươi gạt ra một đường nhỏ đến, cái này sự tình rất nhanh liền truyền đi xôn xao, chẳng qua trường học một mực không có thừa nhận. Cho nên mọi người cũng làm như nghe đồn tới nghe. Lâm Tuyết sau khi nói xong, rụt rụt đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua nhà vệ sinh nữ sâu kín nói, Lâm Nguyên, ta mới vừa rồi cùng Tiểu Mạn đã đi vào qua, cảm giác có chút âm trầm trầm. Ta lại lật một chút bạch nhãn, nhà vệ sinh nữ ban đêm khẳng định âm trầm trầm, cãi lộn mới dọa người. Lâm Tuyết, vậy ngươi bình thường đi nhà xí có hay không cảm thấy âm trầm trầm, hoặc là có nghe được người khác nói cái này nhà vệ sinh tà môn? Ta hỏi. Lâm Tuyết lắc đầu, tầng lầu này là lớp 12, nơi này nhà vệ sinh ta không cần đến, tối nay là lần đầu tới. Vậy ngươi nói cùng thật đồng dạng, khủng bố không khủng bố, đi vào ngốc một lần liền biết, cũng đừng tại cái này mình dọa chính mình. Ta lấm lấm liệt liệt nói, chẳng qua cái này linh dị xã đã thu xếp cuối cùng một đạo khảo nghiệm ở đây, vậy nói rõ cái này nhà vệ sinh nữ vẫn có chút mờ ám. Ta dẫn đầu đi vào, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn theo sát sau đó. Hai người bọn họ cùng hiếu kỳ bé con đồng dạng, đầu không ngừng hướng chung quanh nhìn, làm cho giống như lần đầu tiên tới bên trên nhà vệ sinh nữ đồng dạng, nhưng nên hiếu kỳ không phải ta sao. Tiến đến về sau, ta đột nhiên phát hiện nhà vệ sinh nữ cùng nhà vệ sinh nam có cách biệt một trời, nhà vệ sinh nữ tương đối mà nói tương đối sạch sẽ, nhà vệ sinh nam sau khi đi vào có thể nói là dơ giấy bẩn thỉu kém, có chút bên trên xong liền nước không xông, còn có một đại bang tránh bên trong đằng vân giá vũ. Ngậm điếu thuốc đầu một đám người tại kia thổi nước, hơn nữa có tránh bên trong xem phim, còn đem thanh âm mở lớn nhất, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Các ngươi cái này nhà vệ sinh nữ cùng nhà vệ sinh nam so ra, thật đúng là cách biệt một trời. Ta đối Lâm Tuyết khích lệ đến. Cái gì cách biệt một trời? Phân tương đối tốt ăn sao? Nãy giờ không nói gì Trương Tiểu Mạn đột nhiên lạnh lùng đến một câu, đem bên cạnh Lâm Tuyết phốc một tiếng làm cười. Hảo nam không cùng nữ đấu. Ta không ngừng sờ lấy ngực, đem ngực khẩu khí kia cho vuốt lên trở về. Ta vòng quanh nhà vệ sinh nữ đi một vòng, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, liền rất bình thường một cái nhà vệ sinh nữ, xem ra vừa rồi Lâm Tuyết các nàng thật sự là mình dọa mình, chẳng qua ta có chút không hiểu, linh dị xã hội cho chúng ta một đạo đưa phân đề sao. Chỉ mong là như thế này đi, ta cũng tỉnh một chút công sức. Nhà vệ sinh nữ cũng không có bao nhiêu, ba người chúng ta người đứng kia lắc lư thực sự nhàm chán. Nửa giờ về sau, ta liền vây được treo lên ngáp,
hai nữ cũng là không ngừng chơi lấy điện thoại khả năng miễn cưỡng vượt qua, không phải sớm ngạt chết. Nhàm chán lúc, ta liền thuận tay đi lật nhà vệ sinh ở giữa cửa, hết thảy có 7 gian, mỗi một gian cửa đều nửa đậy lấy hoặc là toàn bộ triển khai. À, không đúng, giống như có một gian là đang đóng, vừa rồi chúng ta lúc tiến vào vì cái gì không có chú ý tới. Chẳng lẽ nơi này đâu có người, kia nàng không phải ở đâu ngốc nửa giờ rồi, sẽ không phải là bị ta dọa đến không dám đi ra rồi hả? Vậy ta thật thành kẻ cầm đầu. Suy suy, chiều ta Lâm Tuyết nhắc nhở, sau đó cho nàng một cái ánh mắt, ra hiệu nàng đi gõ cửa. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn kịp phản ứng về sau, trên mặt cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ, cái này cho thấy, các nàng lúc tiến vào cũng không nhìn thấy cái này nhà vệ sinh ở giữa cửa đóng. Lâm Tuyết đi ra phía trước gõ cửa một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi, xin hỏi bên trong có người sao? Không trả lời, toàn bộ nhà vệ sinh nữ đều yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ, ta càng là liền thở mạnh cũng không dám, sợ hù dọa người khác, người nói ban đêm tại nhà vệ sinh nữ trông thấy một cái nam nhân, sẽ là một loại gì cảm giác. Lâm Tuyết thấy không ai ứng, lại gõ mấy lần, đồng học, người ở bên trong à? Vẫn không có người nào trả lời, chẳng lẽ bên trong không ai, vậy làm sao khóa ngược lại? Ta làm một cái thủ thế, ra hiệu Lâm Tuyết đá mấy cước cửa, làm ra một bộ phá cửa nhi nhập dáng vẻ. Lâm Tuyết dựa theo chỉ thị của ta đá mấy cước cửa, nhưng bên trong đều thờ ơ, nhìn qua giống như hoàn toàn chính xác không có người. Nhà vệ sinh ở giữa tường cũng không cao, đã không có người ứng, vậy ta liền bò đi lên xem một chút làm sao cái chuyện. Ta duỗi dài tay nắm lấy đầu tường, sau đó một chút xíu bò lên, lại thuận thế lật một cái, lật đến nhà vệ sinh thời gian mặt. Trong này quả thật không có người, nhưng rất kỳ quái, lại có một chút tiền giấy cho cùng mấy nén hương. Chẳng lẽ cái này nhà vệ sinh nữ chết thật qua người? Cái kia cũng không có người tại nhà vệ sinh ở giữa bái tế người chết à? Vẫn là nghe đồn là thật. Ta mở cửa, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn ở bên ngoài trông thấy những cái kia tiền giấy cho cùng hương, lập tức hơi kinh ngạc cùng sợ hãi, bởi vì có người chết cho nên mới có những vật này. Đúng vào lúc này, Lâm Tuyết thét lên một tiếng, ta hỏi làm sao vậy, ban đêm tại nhà vệ sinh nữ rít gào lên có thể sẽ dẫn tới người. Lâm Tuyết chỉ đối diện tường, ta thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thấy tường trên đó viết, thiện nhân thấp, ác nhân lấn, máu về lưu, người giết hết. Kiểu chữ là dùng máu viết thành, tinh hồng mà khủng bố, còn có giọt máu thuận tường chảy xuống, từng giờ từng phút rơi trên sàn nhà. Chỉ chúng ta xoay người công phu liền thêm ra một nhóm chữ bằng máu, trên tường chữ vẫn là cùng Lâm Tuyết nói cái kia nghe đồn tương tự, hẳn là, nghe đồn là thật. Kỳ thật như loại này nghe đồn. Ở trường học loại địa phương này không có 1.000 cũng có 800, ta căn bản liền không có để trong lòng, nhưng hiện chuyện đang xảy ra cũng quá nan giải thả, còn có nhà vệ sinh ở giữa đốt thừa tiền giấy cho cùng cung cấp hương. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn dọa cho phát sợ, hai người đều trốn ở phía sau của ta, Trương Tiểu Mạn càng là quên hiềm khích lúc trước, lôi kéo ta phía sau góc áo không chịu buông ra, tại sao lưng ta duỗi ra cái đầu nhỏ hai con đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn về phía trước. Hai vị mỹ nữ, không cần sợ. Mặc dù xuất hiện chữ bằng máu, nhưng vẫn không có cái gì dị thường. Ta an ủi các nàng. Tiểu Mạn, người thành tích tốt, người nói hàng chữ này đến cùng là cái gì cái ý tứ? Lâm Tuyết y nguyên không chịu buông ra góc áo của ta hỏi. Trương Tiểu Mạn nhíu mày, nâng cầm lên suy nghĩ một hồi lâu, nếu như kết hợp người cái kia cố sự, ý tứ liền rất rõ ràng, người thiện lương chỉ cần cúi đầu xuống, liền sẽ bị người ác nhân khi dễ, làm huyết dịch chảy trở về thời điểm, liền phải đem người giết hết. Đem người giết hết, người nào, Lâm Tuyết không hiểu hỏi. Hẳn là những cái kia khi dễ nàng người a, Trương Tiểu Mạn đáp. Lâm Tuyết vẫn là không hiểu, những cái kia khi dễ nàng nữ sinh đều tử quang, vì cái gì trên tường sẽ còn xuất hiện những chữ này. Ta hừ lạnh một tiếng, vậy đã nói rõ, không chỉ dừng những nữ sinh kia muốn chết, tất cả tiến cái này nhà vệ sinh người, đều phải chết. Không có khả năng. Cho tới bây giờ không có chân chính nghe nói qua có người tại cái này trong nhà vệ sinh chết qua. Lâm Tuyết liều mạng lắc đầu, không tán đồng ta thuyết pháp. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái này nhà vệ sinh nữ đến cùng cất giấu cái gì mờ ám. Vì cái gì linh dị xã muốn đem nó làm khảo nghiệm. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta nhìn thấy nhà vệ sinh tấm gương bắt đầu chảy xuống vẩn đục đỏ nước. Không, đây không phải là đỏ nước, là huyết dịch đỏ thắm. Loại kia mùi tanh gay mũi lập tức tràn ngập toàn bộ nhà vệ sinh nữ, đem cả khối tấm gương nhuộm thành một khối đỏ kính. Trừ tấm gương, liền sàn nhà cũng bắt đầu không ngừng phần phật bốc lên máu, liền cùng ống nước vỡ tan đồng dạng,
huyết thủy mãnh liệt mà ra, rất nhanh liền đem tất cả sàn nhà ướt nhẹp, thậm chí đem giày của chúng ta đáy đều thấm ướt. Ta nhấc một chút chân, phát hiện có chút dính, là chân huyết. Máu chảy trở về, Lâm Nguyên, không bằng chúng ta đi thôi, nơi này thật là khủng khiếp, nghe đồn có thể là thật. Lâm Tuyết sát ta góc áo sợ hãi hô, thanh âm đều có chút run rẩy, Trương Tiểu Mạn cũng giống vậy, chẳng qua nàng cũng không có mở miệng nói chuyện với ta, nhưng ta có thể cảm giác được nàng kéo lấy ta góc áo tay tại run nhẹ nhẹ. Đúng vào lúc này, điện thoại di động ta đột nhiên vang một chút, là có người gửi nhắn tin tới. Ta từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, phát hiện là số xa lạ, trên đó viết, đi mau, cục trong cục, bọn hắn muốn mạng ngươi. Câu nói này viết rất huyền, thấy ta một mặt ngây ngốc. Cái gì cục trong cục, bọn hắn muốn ta mệnh, bọn họ là ai, tại sao phải ta mệnh? Ta bên này vừa xem hết tin nhắn, bên kia Lâm Tuyết ngay tại không ngừng thúc giục ta rời đi, nhìn trận thế này tăng thêm tin nhắn, để ta cảm giác nhà vệ sinh nữ cái này sự tình cực kỳ không đơn giản. Mệnh so cái gì đều trọng yếu, tình huống không đúng, lập tức rút lui, đây là mập mạp mang ta tiến âm hành nói câu nói đầu tiên, hắn nói mặc dù mình cùng cái thần côn đồng dạng, nhưng cũng gặp qua không ít nguy hiểm, hắn không có gì bản lĩnh thật sự, có thể một đường an toàn sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ lòng bàn chân sát qua dầu. Ta cắn răng một cái, liền kéo lấy hai nữ bắt đầu ra bên ngoài chạy, ngay tại lúc này, đột nhiên cửa liền không gặp, biến thành lớp kín tường thật dày, trên tường có trương mặt quỷ. Tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn mặt quỷ, còn có hai cái nanh thật dài, phát ra màu xanh hàn quang. Đây là cái gì quỷ đông tây? Nhìn qua tốt làm người ta sợ hãi. Trương Tiểu Mạn rốt cục lại mở miệng nói chuyện. Dạ xoa, trông coi địa ngục dạ xoa. Mặt ta sắc lập tức trở nên trắng bệch. Dạ xoa là địa ngục bên trong ác nhất quỷ, chẳng những ăn người, liền quỷ cũng ăn, ác chi cực. Địa ngục, đây là địa ngục, Lâm Tuyết gấp, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Xem ra đều có chút hối hận muốn vào linh dị xã. Ta sờ sờ đầu của nàng an ủi, đừng khóc, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi có việc. Nghe thấy ta câu nói này, Lâm Tuyết cảm xúc mới hòa hoãn một điểm, cũng không có như vậy sợ hãi, liền Trương Tiểu Mạn nhìn ánh mắt của ta đều có chút biến hóa. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Tuyết hỏi. Yên tâm, ta nhất định có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng đầu tiên chúng ta phải đem nơi này làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có đầu này tin nhắn nói là có ý gì. Ta nhìn một chút điện thoại, đã cách chúng ta tiến đến có 40 phút, lại chống đỡ 20 phút liền có thể thông qua khảo nghiệm, đã ra không được, kia ngay ở chỗ này lại ở lại 20 phút, thuận tiện để lão tử nhìn xem nơi này có cái gì yêu ma quỷ quái. Không đúng rồi, vì cái gì linh dị xã muốn chúng ta ở chỗ này đủ một cái giờ. Hẳn là, chúng ta gặp phải tà môn sự tình cùng cái này có quan hệ. Trước kia mặc dù từng có kinh khủng nghe đồn, nhưng giống như cũng chưa nghe nói qua có ai ở đây gặp tà qua. Lâm Tuyết phân tích nói. Ta bóp một chút mặt của nàng, tán dương, Lâm Tuyết, người thật thông minh. Lâm Tuyết ngách đầu lên cười nói, đúng thế, cùng ngươi thần côn này nhiều, tự nhiên có thể học được ít đồ. Ta lập tức một trận cuồng choáng, hiện tại liền Lâm Tuyết cũng cười ta là thần côn. Chẳng qua nàng phân tích nhiều có đạo lý, bởi vì chúng ta trên người bây giờ, tất cả đều nhiễm phải âm khí. Có nhiều chỗ âm khí tương đối nặng, thậm chí còn kèm theo oán khí, nếu như ngẩn đến thời gian lâu dài, trên thân liền sẽ nhiễm phải loại vật này, kia tự nhiên mà vậy liền sẽ gặp ta, nhưng ta đối cái này cũng không lo lắng, ngược lại tin nhắn câu nói kia để trong lòng ta thẳng lên u cục, cục trong cục đến cùng là cái có ý tứ gì. Đúng vào lúc này, tấm gương đột nhiên phát ra chi 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 thanh âm. Giống như có móng tay tại trên mặt kính cào đồng dạng, nghe được nổi da gà đều lên một thân. Một lát sau, trên gương máu bắt đầu đồng loạt rơi xuống, cùng thời tiết mưa to nóc nhà giọt nước đồng dạng, sau đó ta nhìn thấy trong gương đứng 5 cái nữ hài tử, các nàng tất cả đều mặc đồng phục, thất khiếu chảy máu đứng ở bên trong, đảo trắng bệch ánh mắt chừng mắt chúng ta nhìn. Cái này 5 nữ hài, chẳng lẽ chính là bị bắt nạt nữ sinh hóa thành lệ quỷ lấy mạng những cái kia nữ hài sao? Chẳng lẽ quấy phá không phải nữ hài kia, mà là này một đám chết thảm nữ hài. Quỷ, quỷ a, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đồng thời hô, sau đó trốn ở đằng sau ta không dám ra tới. Các ngươi là ai, vì sao ở đây quấy phá? Ta đối trong gương đám nữ hài tử hỏi. Thiện nhân thấp, ác nhân lấn, máu về lưu, người giết hết. Một cỗ âm thanh khủng bố quấn thành một đoàn, từ trong gương chui ra, nghe được người lỗ tai run lên, toàn thân phát lạnh. Ta nhíu mày, nếu như nghe đồn là thật, kia những cô bé này xem như hại người cuối cùng hại mình, nói câu không dễ nghe, gọi chết chưa hết tội,
các nàng vì sao có như thế lớn oán khí? Linh dị xã biết chuyện này sao? Nếu như biết, cái kia thanh cái này xem như khảo nghiệm, quả thực chính là để cho chúng ta tới chịu chết. Nếu như ta không có đoán sai, cái này nhà vệ sinh nữ chỉ cần ngốc đến nửa giờ trở lên, trên thân nhiễm âm khí, quỷ liền ra tới lấy mệnh. Làm sao bây giờ, Lâm Nguyên, ta rất sợ hãi, hiện tại chúng ta chạy lại chạy không được. Lâm Tuyết trốn ở đằng sau ta run lẩy bẩy, Trương Tiểu Mạn thì không ra, nhưng ta cũng có thể cảm giác được thân thể nàng tại run nhẹ nhẹ, bởi vì trước ngực của nàng đã nhanh dán lên phía sau lưng của ta, nếu như là người bình thường khả năng còn không cảm giác được. Trương Tiểu Mạn có thiên nhưng ưu thế, nàng chỉ cần tới gần một chút xíu, ta đều có thể cảm giác được. Không cần sợ, ta đến trừng trị các nàng. Thấy đám kia nữ quỷ không nói lời nào, ta cũng không do dự nữa, quyết định trước đem các nàng thu phục lại nói. Ta móc ra mấy trương hoàng phù, sau đó giải xuống trên mặt đất, lập tức trên đất huyết thủy ngừng lại, vừa rồi tràn qua chúng ta lòng bàn chân huyết thủy cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng phù phát ra kim quang, đưa chúng nó ngăn tại chúng ta 5 cm bên ngoài. Kiếm ra khỏi vỏ, quỷ thần kinh, gỗ đào tránh, hồn bay ra, đi. Ta đem đào mộc kiếm múa đến bốn phía sinh phong, sau đó đem kiếm như là đạn đồng dạng bay ra ngoài, trực tiếp đâm về quỷ dị kinh khủng tấm gương. Làm đào mộc kiếm nhanh đến đạt trước gương thời điểm, đột nhiên năm con nữ quỷ miệng lấy khó mà tin nổi góc độ trương ra, liền cùng lỗ đen đồng dạng, phát ra bén nhọn lại chói tai tiếng kêu to. A, a, thanh âm cùng gió lốc đồng dạng từ trong gương truyền đi ra ngoài, bay ra ngoài đào mộc kiếm lập tức ba một tiếng, gãy thành vô số cắt, ba người chúng ta người thì bị chấn động đến bay ngược ra nửa mét, kém chút liền đụng vào trên tường, lỗ tai tức thì bị chấn động đến ong ong vang lên, chậm mấy chục giây sau mới khôi phục thính lực. Thật mạnh âm lực, ta che lấy đau nhức lỗ tai, giống như màng nhĩ đều muốn bị chấn điếc đồng dạng, chỗ chết người nhất chính là, thế mà đào mộc kiếm đều bị chấn đoạn. Những cái này nữ quỷ đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì oán khí lớn như thế? Đây quả thật là chết chưa hết tội sao? Hoàng phù, mau nhìn. Lâm Tuyết tại sau lưng dắt lấy góc áo của ta hô. Ta vội vàng cúi đầu xem xét, phát hiện vừa rồi trên đất hoàng phù đã bị huyết thủy thấm ướt, đồng thời biến thành màu đỏ tươi, không đầy một lát liền cùng mùa hè kem đồng dạng, chậm rãi hòa tan, hoàng phù tan biến, huyết thủy lại một lần nữa chậm rãi tràn qua đến. Nhưng lượng lại so trước đó hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ tràn qua chúng ta ống quần, hai nữ ở sau lưng dọa đến oa oa trực khiếu, ngay từ đầu còn mưu toan nhón chân lên giãy dụa một chút, nhưng huyết thủy càng ngày càng nhiều, căn bản muốn tránh cũng không được. Hỏng bét, cái này nhà vệ sinh nữ quỷ so ta tưởng tượng bên trong muốn chật nhiều, cái này căn bản cũng không phải là kiểm tra, đây là nghĩ lấy mạng chúng ta. Năm con nữ quỷ, bằng vào ta hiện tại đạo hành căn bản cũng không phải là đối thủ. Ta đối Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết hô. Nghĩ lấy mạng chúng ta. Vì cái gì a? Chúng ta cùng linh dị xã lại không cừu không oán, chúng ta chỉ là nghĩ thêm vào mà thôi. Lâm Tuyết rất không minh bạch. Linh dị xã sự tình, chúng ta tạm thời mặc kệ, hiện đang nghĩ biện pháp ra ngoài lại nói. Vừa rồi coi là nhà vệ sinh nữ nhiều nhất chỉ có một con nữ quỷ, không nghĩ tới là năm con, còn cực kỳ mãnh, bằng vào ta hiện tại đạo hành căn bản không phải đối thủ. Không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta làm sao ra ngoài? Cửa biến thành lấp kín tường, chúng ta liền đường đi ra ngoài đều bị phá hỏng. Lâm Tuyết sợ hãi nói, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thiện nhân thấp, ác nhân lấn, máu về lưu, người giết hết. Trong gương thanh âm càng lúc càng lớn, những cái kia nữ quỷ y nguyên không ngừng gãi tấm gương, hiện tại tấm gương đã bị cào ra mấy đầu khe hở. Ta nhìn thấy một con trắng bệch tay từ trong gương đưa ra ngoài, cái khác nữ quỷ cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn ra bên ngoài bò. Đến rồi, những cái này quỷ đông tây rốt cục muốn ra tới, vừa rồi ta vẫn luôn không có cảm giác đến âm khí, hiện tại tấm gương hở ra mở, lập tức nhà vệ sinh liền biến thành âm 5 độ, lạnh đến ba người chúng ta thẳng phát run, liền huyết thủy đều bốc lên hơi lạnh. CMN, thật là lớn âm khí, những người này đến cùng là thế nào chết? Vì sao âm khí kinh khủng như vậy? Hiện tại hai nữ cũng không lo được nhiều như vậy, lạnh đến ở phía sau ôm thật chặt ta, hai cỗ thân thể mềm mại không hề cố kỵ dính sát phía sau lưng của ta, ta trong lòng nhất thời vui một chút, đêm nay muốn thật bàn giao ở chỗ này cũng là đáng. Người giết hết, còn lại ba câu các nàng cũng không niệm, tóc tai bù xù cùng Sadako đồng dạng từ trong gương ra bên ngoài chạy, miệng phun đen nhánh chất lỏng, cùng mực nước đồng dạng, sền sệt, cực kỳ buồn nôn. Đợi các nàng triệt để chạy đến, đoán chừng liền sẽ không chút do dự hướng chúng ta nhào tới.
Ta thấy thế cũng không thể ngồi chờ chết, vội vàng từ trong ba lô móc ra bát giác linh đan, này linh đan có thể trấn quỷ, có thể để cho quỷ bảo trì bất động, toàn thân phát run, thậm chí có thể đem bọn chúng dọa chạy. Ta cắn nát ngón tay, sau đó đem giọt máu tại linh đan cấp trên, tiếp lấy dùng sức lung lay linh đan. Oán khí tán, hồn hóa âm, lấy ở đâu về đi đâu chớ trở về. Ta thì thầm trong miệng đưa quỷ chú, hy vọng có thể đưa các nàng oán khí khu đi, sau đó đưa tiễn. Ngay từ đầu còn tốt, những cái kia nữ quỷ đình chỉ kêu rên cùng gầm rú, dựng thẳng lên tóc dài cùng móng tay đều rụt trở về, cũng không dãy giụa, cái gương vỡ nát cũng ngay tại chậm rãi chữa trị. Nhưng qua thêm vài phút đồng hồ về sau, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn phanh tiếng nổ, trên tay của ta bát giác linh đang bạo tạc, tám cái sừng đều biến thành mảnh vỡ, đây chính là thanh đồng. Những cái này nữ quỷ quá mạnh, căn bản liền không tại phạm vi năng lực của ta bên trong, chúng ta duy nhất có thể còn sống sót phương pháp chính là trốn. Thừa dịp các nàng không có ra tới trước đó, chạy đi. Ta đã bỏ đi đối kháng nữ quỷ, bởi vì ta thi Mao Sơn thuật tất cả đều mất đi hiệu lực, những cái này nữ quỷ cấp bậc căn bản cũng không phải là ta có thể giải quyết, không nghĩ tới linh dị xã đào cái như thế lớn hố cho ta nhảy, lão tử nếu là ra ngoài, nhất định phải tìm bọn hắn tính sổ sách, làm cho bọn hắn gà chó không yên. Ta nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện nhà vệ sinh nữ căn bản cũng không có cái gì có thể dùng công cụ. Vậy cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, ta đẩy ra phía sau Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, nổi lên khí lập tức vào tới bức tường kia dạ xoa tường, nếu như tường này chỉ là ảo giác, ta mấy lần liền có thể đem nó phá tan, bởi vì cửa nhà cầu nữ vốn chính là cửa gỗ, không chịu được mấy lần giày vò. Có thể để ta không tưởng được chính là, thân thể ta còn không có đụng tới, lập tức có một con màu xanh biếc quỷ thủ từ trong tường mặt đưa ra ngoài, may mắn ta kịp thời đình chỉ thân thể. Không phải hậu quả khó mà lường được, bởi vì ta nhìn thấy trên tường dạ xoa quỷ nở nụ cười. Sống, cái đồ chơi này là sống. Nếu như ta đi qua, nó sẽ đem ta kéo đi nơi nào? Địa ngục sao? Nhìn ta dừng lại thân thể, con kia màu xanh biếc quỷ thủ lại rụt trở về, dạ xoa nụ cười quỷ dị cũng biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi hết thảy giống như ảo giác. Lâm Nguyên, ngươi làm sao dừng lại rồi? Lâm Tuyết vỗ nhẹ bả vai ta hô. Ngươi! Vừa rồi không nhìn thấy trong tường mặt vươn ra quỷ thủ. Ta hỏi nói, còn có, vừa rồi trên tường dạ xoa cười, người cũng không nhìn thấy. Lâm Tuyết lắc đầu, biểu thị không thấy, ta lại nhìn một chút Trương Tiểu Mạn, nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng nhìn biểu tình cũng biết, chuyện vừa rồi nàng cũng không thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy nhưng thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Quá tà môn quỷ dị. Hiện tại liền ta cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, chúng ta đến cùng gặp phải cái gì quỷ đông tây. Hiện tại đánh lại đánh không lại chạy không thoát, thật chẳng lẽ muốn nằm tại chỗ này. Lâm Nguyên, Lâm Tuyết, là ta hại các ngươi, nếu như không phải ta khăng khăng muốn vào linh dị xã, các ngươi cũng sẽ không làm thành dạng này, hiện tại chúng ta ra không được, đoán chừng ba người đều muốn ở chỗ này cho ăn quỷ. Vừa rồi nãy giờ không nói gì Trương Tiểu Mạn đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy đến. Quả thực để ta hơi kinh ngạc, nàng đối Lâm Tuyết xin lỗi rất bình thường, nhưng có thể nói xin lỗi ta, vậy nhưng thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Lâm Tuyết ôm chặt lấy nàng, đồ ngốc, nói đều là lời gì, coi như chúng ta đêm nay chết cùng một chỗ, ta cũng không hối hận. Trương Tiểu Mạn cảm động đến chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, sau đó nàng từ Lâm Tuyết trong lồng ngực chui ra, sau đó hướng ta đưa tay ra, kia Lâm Nguyên ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta khờ cười sờ sờ đầu. Cái này có cái gì tha thứ không tha thứ, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, ăn âm hành cơm vốn là gặp nguy hiểm, không thể bảo vệ tốt các nàng, là trách nhiệm của ta. Ta vừa định đưa tay đi cùng Trương Tiểu Mạn nắm tay, đột nhiên nhà vệ sinh ở giữa cửa phanh một tiếng mở ra, là vừa rồi đang đóng nhà vệ sinh ở giữa, vì cái gì đột nhiên cửa lại vang một chút, giống như có người muốn ra tới đồng dạng, nhưng cái kia vừa mới rõ ràng liền không có người. Ngay tại ta kỳ quái thời điểm. Trương Tiểu Mạn đột nhiên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái cười tà, trong lòng ta lập tức lạc một chút, không thích hợp, Trương Tiểu Mạn có vấn đề. Nhưng ta muốn tránh đã tới không kịp, Trương Tiểu Mạn tay liền cùng rắn đồng dạng, sấm sét giống như nắm đi qua, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên từ nhà vệ sinh ở giữa lóe ra tới một cái bóng đen, ta chỉ cảm thấy một trận gió từ trên mặt thổi qua, sau đó liền có một cái tay thay thế ta cùng Trương Tiểu Mạn nắm đi lên. Thiên môn bên trong người. A. À. A, à, Trương Tiểu Mạn đột nhiên nghẹn ngào kêu thảm lên,
mặt liền cùng quạt điện đồng dạng không ngừng co quắp, chỉ chốc lát liền ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Ngươi cũng quá non, liền quỷ nhập vào người cũng nhìn không ra sao. Liền ngươi chút bản lãnh này, tại âm hành sớm muộn mất mạng. Người tới người xuyên quần đen áo đen, một đầu ánh nắng tóc đen, tóc cắt ngang trán vừa mới che hơn phân nửa con mắt, anh tuấn gương mặt không mang bất kỳ biểu lộ gì, sau lưng có một cái chiếc hộp màu đen, người này chính là thiên môn đương gia trời một, cùng lần trước toàn thân áo trắng hoàn toàn tương phản. Rất đẹp trai tiểu ca ca, lần này liền Lâm Tuyết trông thấy hắn đều phạm hoa si, chẳng qua trời đè ép cây không để ý đến nàng, mà là xoay người lại chăm chú nhìn khối kia tấm gương. Trương Tiểu Mạn bị quỷ nhập vào người rồi, chuyện khi nào, trách không được nàng vừa rồi như thế khác thường, ta nhìn Trương Tiểu Mạn nói, vừa rồi thật sự là quá bất cẩn, nếu như Trương Tiểu Mạn thật cùng mình nắm tay, hậu quả kia không tưởng tượng nổi, cùng bị quỷ nhập vào người người nắm tay, kia quỷ hồn liền chuyển rời đến trên người của ngươi, từ đó khống chế thân thể của ngươi. Ai, không đúng, ngươi làm sao tại nhà vệ sinh thời gian chạy đến? Ngươi là từ hầm cầu bên trong leo ra sao? Ta kỳ quái hỏi. Nào có người không đi cửa, trực tiếp từ nhà vệ sinh thời gian mặt leo ra. Trời một không trả lời vấn đề của ta, hắn nhíu mày, đối tấm gương tự nhủ, tốt một cái cục trong cục. Cục trong cục, kia không vừa vặn ứng tin nhắn bên trong câu nói kia sao? Cục trong cục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trời một lại là làm sao tiến đến, vì cái gì có thể từ nhà vệ sinh ở giữa chạy đến? Ôm lấy đầy cõi lòng nghi vấn, ta chỉ có thể không ngừng hỏi trời một. Mà Lâm Tuyết thì chiếu cố ngã trên mặt đất bị quỷ trải qua thân Trương Tiểu Mạn, nàng giống như đặc biệt dễ dàng bị quỷ nhập vào người, có rảnh phải gọi Thi Ngôn giúp nàng tính hạ bát tự mới được. Trời một mãi mãi cũng là tấm kia băng tuyết mặt, hắn cao lãnh nhìn xem trong gương nữ quỷ, cau mày, cái này khiến ta có chút kỳ quái, đến cùng là dạng gì cục, thế mà có thể để cho âm hành đệ nhất nhân lông mày đều nhíu lại. Đúng vào lúc này, đột nhiên trời một ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần nhà, bảy thi chấn sát. Còn có hai cỗ thi thể đến cùng ở đâu? Lúc này trên trần nhà đột nhiên hiện ra một tấm tái nhợt nữ nhân mặt, gương mặt này mặt không có chút máu, còn nổi lên rất nhiều màu nâu đen mạch máu, nhìn qua dị thường khủng bố, nhưng dù cho dạng này cũng không khó coi ra, gương mặt này khi còn sống còn mang theo một chút non nớt. Nhân quả tuần hoàn, nợ máu liền phải máu trả, không phải tạo oán khí khó tiêu, người thiên môn bên trong người không nên quản cái này sự tình, mời nhanh chóng rời đi. Trên trần nhà nữ nhân sâu kín nói, thanh âm cùng lão máy ghi âm hộp băng đồng dạng, nghe để người toàn thân đều nổi da gà. Cái này người đối ta còn hữu dụng, hắn không thể chết. Trời một chỉ ta, sau đó nói tiếp, oan có đầu, nợ có chủ, người cũng không nên lạm sát kẻ vô tội. Ha ha, oan có đầu nợ có chủ, phàm là tiến cái này nhà vệ sinh nữ dính vào ta âm khí người, chết. Giết, lập tức, trong nhà vệ sinh huyết thủy như là thủy triều đồng dạng dâng lên. Sau đó hóa thành từng cái quỷ trảo tại trên đầu chúng ta xoay quanh, chẳng qua từ đầu đến cuối đều không có xuống tay, tấm gương lúc này ba một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, năm con nữ quỷ tranh nhau chen lấn ra bên ngoài bò, trên trần nhà nữ quỷ thì hóa thành vô số mặt quỷ dán tại phía trên, nhìn thấy người có chút cảm giác mê man. Người đi trước, từ vừa rồi cái kia nhà vệ sinh ở giữa phía dưới đi. Trời một mặt sắc bắt đầu có chút biến hóa, chẳng qua khí thế y nguyên mênh mông, hắn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Chung quanh mặc dù cuồng phong gào thét, âm khí bức người, nhưng không có đồ vật dám tới gần chúng ta. Không được, ta sẽ không vứt xuống ngươi, ta nói. Ta Mao Sơn người há lại hạng người ham sống sợ chết, trời một là vì ta mới xông vào nơi này, tình huống bây giờ còn không công khai, ta sao có thể bỏ xuống hắn liền đi, dạng này quá không có nghĩa khí. Đi mau, ra ngoài bên ngoài hành lang nghe ta chỉ thị, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, ngươi trực tiếp trên lầu nhảy đi xuống. Không muốn đi thang lầu, mệnh năng bảo trụ, nhiều nhất quảng cái bán thân bất toại. Trời từng cái mặt lạnh lùng nói ra, biểu lộ lại không gợn sóng, nếu như hắn không phải cái biểu tình này, ta đều cho là hắn tại nói đùa ta, quảng cái bán thân bất toại ta còn không bằng chết đi coi như xong. Trương Tiểu Mạn dạng này thiên kim đại tiểu thư còn có người chiếu cố, áo cơm không lo, ta mẹ nó đến lúc đó nằm ở trên giường không phải cũng là chờ chết. Nghe trời một khẩu khí, ta minh bạch cái này nhà vệ sinh nữ đồ vật không đơn giản. Ta lưu lại cũng chỉ là vướng víu, còn không bằng rút lui trước ra ngoài bên ngoài chờ hắn chỉ thị. Hạ quyết tâm về sau, ta ôm lấy Trương Tiểu Mạn sau đó cùng Lâm Tuyết nhanh chóng đi vào trước đó trời vừa ra tới nhà vệ sinh ở giữa, nhưng ta nhìn chung quanh cũng không có nhìn thấy có thể đi ra địa phương, trời nói chuyện đi xuống dưới, cái này không phải liền là chui hố sao.
Lâm Tuyết cũng có một dạng nghi vấn, nàng nhìn xem phía dưới hố hỏi, chúng ta đi như thế nào? Một đầu đâm vào nơi này. Ta cũng không biết làm sao ra ngoài, nhưng trời một tuyệt đối sẽ không lừa phỉnh chúng ta, một đầu xông tới cũng quá khoa trương, nhưng có thể nhảy vào đi thử một lần. Ta ôm lấy Trương Tiểu Mạn không chút do dự nhảy vào nhà vệ sinh ở giữa sứ trong túi, đột nhiên một vệt ánh sáng hiện lên, ta liền ra tới, mà lại thân ở nhà vệ sinh nữ bên ngoài trên hành lang, phía trước chính là cửa nhà cầu nữ, nhưng cửa đóng chặt, ta căn bản đẩy không ra, khe cửa dưới đáy không ngừng chảy ra âm lãnh gió. Qua mấy giây sau, Lâm Tuyết cũng đi theo ra tới, nhưng ta thấy không rõ nàng là thế nào ra tới, liền cùng trong không khí đột nhiên chui ra tới một người giống như, thật xinh kỳ quái. Thật quỷ dị, ta làm sao đột nhiên liền nhảy đến nơi đây rồi? Lâm Tuyết biểu lộ kinh ngạc hỏi. Ta nhún vai, biểu thị mình cũng không biết, cái này nữ nhà vệ sinh đồ vật bên trong quá mãnh, rất nhiều thứ đều tại ta đạo hành bên ngoài, lần này may mắn trời lão đại liều mình cứu giá. Không phải ba người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta về sau gọi thiên một đằng sau đều mang cái ca chữ, một là cảm tạ, hai là tôn kính. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ta trong ngực Trương Tiểu Mạn meo meo mắt, tay chân cũng bắt đầu động, đợi nàng mở mắt ra trông thấy ta thời điểm, lập tức liền phải phiến ta. Người cái thối thần côn, ôm lấy ta làm gì, nhanh buông ta xuống, lại nghĩ chiếm ta tiện nghi, nhìn ta không quạt chết ngươi. Trương Tiểu Mạn không ngừng giãy giụa lấy. Còn đưa tay đánh ta, dọa đến ta tranh thủ thời gian buông tay, nhưng Trương Tiểu Mạn lại trực tiếp từ ta trong ngực ném tới trên mặt đất, trực tiếp đem cái mông quẳng ra hoa. OMG, bản công chúa eo, Trương Tiểu Mạn che eo từ dưới đất bò dậy, chỉ vào người của ta chính là dừng lại chửi ầm lên, thêm vô ảnh cước đạp mạnh, nhưng đều cho ta từng cái tránh thoát. Sau bởi vì Lâm Tuyết ở bên cực lực giải thích Trương Tiểu Mạn mới hiểu được sự tình tiền căn hậu quả, biết mình là bị quỷ nhập vào người. Ta chỉ là ôm lấy nàng ra tới, mà không phải nghĩ chiếm nàng tiện nghi, nàng lúc này mới tắt máy hết giận, chẳng qua nàng y nguyên không cho ta sắc mặt tốt nhìn, đoán chừng lần trước thao trường quả chạy sự tình, nàng còn đang tức giận. Hiểu lầm giải trừ về sau, Trương Tiểu Mạn nói lên tình huống lúc đó, nói nàng nhìn thấy tấm gương năm con nữ quỷ tranh nhau chen lấn từ trong gương muốn bỏ lúc đi ra, lập tức dọa đến che mắt. Nhưng lại tại nàng nhắm mắt lại thời điểm. Đột nhiên những cái kia nữ quỷ tiếng thét chói tai tất cả đều biến mất, chung quanh trở nên rất yên tĩnh, liền ta cùng Lâm Tuyết thanh âm cũng không có nghe được, nàng chỉ nghe được trên trần nhà có người đang gọi nàng danh tự, nàng vô ý thức mở mắt ra đi nhìn nóc nhà, đúng vào lúc này, nàng đối đầu một đôi tràn đầy máu tươi trong mắt, sau đó bất tỉnh nhân sự, chuyện về sau nàng cũng không biết, liền làm sao ra tới nàng cũng không biết, chẳng qua nghe Lâm Tuyết nói nàng bất tỉnh nhân sự thời điểm đến cái rất đẹp trai tiểu ca ca. Nàng lập tức tiếc nuối muốn khóc lên, phi thường hối hận mình bị con kia nữ quỷ cho thân trên, còn muốn lôi kéo chúng ta về đi xem một cái Lâm Tuyết nói tiểu ca ca đến cùng hình dạng thế nào. Ta nơi nào còn dám đi vào, nàng mới vừa rồi là không biết bên trong là cái tình huống như thế nào, phải biết đoán chừng cả một đời cũng không dám lại đến nhà vệ sinh, chẳng qua nữ thần khởi sướng hoa si đến, cũng cùng bình thường nữ sinh không có gì sai biệt, thật sự là liền mệnh đều có thể không cần. Đúng vào lúc này. Đột nhiên trong nhà cầu nữ mặt truyền ra trời một thanh âm, Lâm Nguyên, người giúp ta nhờ cái lời nói cho Thi Ngôn, gọi nàng cầm một bộ băng quan tài tới, cũng ở bên trong chuẩn bị 3 ngày đồ ăn, người chỉ có thời gian 3 tiếng. Nếu như không tới 3 canh giờ lại nên làm như thế nào? Ta hỏi, vậy cái này trường học người, tất cả đều phải chết. Trời một lời nói đến mức không có chút nào gợn sóng, nhưng lại đem chúng ta dọa đến khí tức rung động, toàn trường thầy trò hết thảy được bao nhiêu người. Không có 1 vạn cũng có mấy ngàn a, tất cả đều phải chết. Mặc dù ta biết trời một không bao lâu, nhưng hắn cái này người tuyệt đối sẽ không lắc lư người, cũng sẽ không nói ngoa, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng về sau, ta cơ hồ là ngựa không dừng vó hạ lầu dạy học, sau đó hỏa tốc chạy tới cửa hàng của mình tìm Thi Ngôn, vì không liên lụy Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn 2 người, ta gọi các nàng tranh thủ thời gian riêng phần mình về nhà, thật vất vả mới thoát hiểm, không cần thiết lại để cho các nàng xuống nước. Ta căn dặn các nàng nếu như ta xảy ra chuyện. Kia tuyệt đối không được lại tiến cái này trường học, ta sẽ không vứt xuống trời một mặc kệ, nếu như hắn xảy ra chuyện, kia chứng minh ta cũng sẽ không còn sống. Đến cửa hàng về sau, đã nhanh 12 giờ, Thi Ngôn đã sớm tắt đèn đi ngủ, ta gõ một hồi lâu cửa mới đem nàng cho đánh thức. Thi Ngôn mở cửa dụi dụi mắt nói lão bản, người cái này nửa đêm canh ba không đi ngủ cảm giác chạy tới gõ cái gì cửa. Người ngày mai không cần lên khóa. Sau khi nói xong nàng giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng ôm chặt lấy mình, lão bản, ta
ta là đứng đắn nhân viên, chỉ làm việc không bán thân, người mơ tưởng quy tắc ta. Lặn cái rắm, ta đều ngủ trong tiệm bao nhiêu lần, muốn lặn sớm lặn, làm gì đợi đến hôm nay trở về còn đêm hôm khuya khoắt trở về chạy. Tình huống khẩn cấp, ta cũng lười cùng với nàng múa mép khua môi, vội vàng đem đêm nay phát sinh sự tình đều một năm một mười nói với nàng. Nàng sau khi nghe lập tức sắc mặt đều biến, oán thi thiên táng, bảy thi chấn sát, thật độc ác cục trong cục, trách không được liền thiếu đương gia cũng không dám động thủ, đoán chừng hắn lưu lại là cùng nữ quỷ đàm phán, mà lại đã đàm phán thành công, không phải hắn sẽ không gọi ngươi tới nhờ ta muốn băng quan tài. Oán thi thiên táng là cái gì? Bảy thi chấn sát lại là cái gì? Băng quan tài cái này đêm hôm khuya khoắt lại phải đi đâu mà tìm đây? Ta đột nhiên phát hiện kiến thức của mình quá ngắn, Mao Sơn quỷ đạo bên ngoài đồ vật, ta gần như cũng không biết, xem ra sau này được nhiều hướng thi ngôn lĩnh giáo mới được, đi theo mập mạp sớm muộn cũng chỉ sẽ rơi vào cái ngồi ăn rồi chờ chết hạ tràng, mặc dù mập mạp vô tội nằm thương, nhưng ta cảm thấy là hắn đáng đời. Thi ngôn cùng ta giải thích nói, oán thi thiên táng chính là đem chết được oan khuất, hoặc là chết thảm có oán khí thi thể táng tại trên trời, cái này trên trời tự nhiên không phải thật sự trời, mà là đỉnh đầu của người bên trên, thường thấy nhất chính là trần nhà, mà nhà vệ sinh nữ trần nhà chính là phù hợp cái gọi là thiên táng. Oán thi là không thể thiên táng, người sau khi chết muốn quay lưng đất vàng, mặt hướng thiên không, dạng này đã có thể thông qua đại địa giảm bớt thi khí, lại có thể tản mất một phần nhỏ oán khí, nhưng thiên táng hoàn toàn tương phản, nó chỉ muốn đem thi thể táng tại trên trời bên ngoài, hạ quan tài thời điểm thi thể vẫn là phản lấy nằm, chính là mặt hướng dưới, lưng hướng lên trời, dạng này oán khí căn bản tán không đi, sẽ tụ tập tại trên trời cùng một đóa màu đen mây đen đồng dạng thật lâu không tiêu tan. Sau khi nói đến đây, ta cuối cùng đã rõ vì cái gì ngẩng đầu liền có thể trông thấy con kia nữ quỷ mặt, nguyên lai thi thể của nàng chính là được chôn cất tại trên trần nhà, mà lại là mặt hướng dưới, chúng ta người phía dưới ngẩng đầu không phải liền là vừa vặn cùng nàng mặt đối mặt sao? Nếu như không phải như vậy, vậy chúng ta đoán chừng nhìn thấy chính là sau gáy nàng, quỷ hồn quấy phá cũng không phải làm loạn, có một định đạo lý. Thi ngôn còn nói, đem nữ thi thiên táng người phi thường độc ác. Nhà vệ sinh là địa phương nào, chắc hẳn mọi người đều biết, đây chính là mùi thối huân trời, cứt đái cái rắm cái gì cũng có, phàm là sau khi chết táng tại nhà vệ sinh vị trí, tuyệt đối sẽ không sống yên ổn, đồng thời hậu đại hoặc là người nhà khẳng định phải không may cả một đời, người nói cái này đem nữ thi thiên táng người độc ác không độc ác. Ta thở dài, đến cùng là cái gì thù cái gì oán, liền người ta sau khi chết đều không buông tha, muốn hạ độc thủ như vậy. Trách không được nhà vệ sinh con kia nữ quỷ hung mãnh như vậy. Đoán chừng mấy trăm năm đều hóa không tiêu tan cái này oán khí. Thi ngôn nói nữ thi thiên táng về sau, còn nói lên bảy thi chấn sát, cái gọi là bảy thi chấn sát chính là dựa theo thất tinh bắt đầu phương thức bài vị, đem mỗi bộ thi thể đều đặt ở bảy viên bắt đầu tinh vị trí, mà muốn chấn thi thể ở giữa, bảy thi chấn một thi, vì chấn trụ thi thể sát khí đồng thời lại đưa nó phong ấn, không để nó ra tới gây sóng gió. Ta nói đây là chuyện tốt ha, nếu như không phải cái này bảy bộ thi thể, đoán chừng trường học đã sớm máu chảy ra sông, hẳn là trong trường học cũng đã tới cao nhân, thấy nhà vệ sinh nữ có tà mị, cho nên sử xuất cái này bảy thi chấn sát đến phong ấn thi thể. Thi ngôn lập tức liếc mắt, nàng nói muốn thật sự là dạng này liền tốt, cỗ kia nữ thi cũng sẽ không lại ra tới gây sóng gió, kém liền kém tại cái này bảy thi chấn sát cũng không phải cái gì biết điều người khô ra tới sự tình. Bảy thi chấn sát tên như ý nghĩa, kia là muốn tìm bảy bộ thi thể. Mà lại cái này bảy bộ thi thể cũng là có yêu cầu, thi thể nhất định phải là nam, không thể là âm lịch xuất sinh, mà lại muốn bình thường tử vong, không thể có oán khí. Có thể dựa theo ngươi vừa rồi nói, kia bảy bộ thi thể chẳng những tất cả đều là nữ tính, mà lại giống như chết được rất thảm, cho nên một khi bảy thi chấn sát phá phong, kia bảy bộ thi thể quỷ hồn liền ra tới ăn thịt người tâm huyết, nhưng chỉ sợ chính là, các nàng còn vô cùng có khả năng bị trần nhà cỗ kia nữ thi khu xử, bố cục này chung cuộc rốt cuộc là ai? Quả thực rắn hiết tâm địa, quá độc ác, những cô bé này đến cùng khi còn sống làm chuyện gì? Muốn như thế đối với các nàng, người vừa rồi nói trên người các nàng còn mặc đồng phục, lại là ở trường học, hẳn là các nàng đều là học sinh. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, nhưng vô cùng có khả năng chính là cái này trường học học sinh, bởi vì trên người đồng phục cùng ta giống nhau như đúc, ta lại tiếp tục hỏi thi ngôn liên quan tới băng quan tài sự tình. Thi ngôn nhíu mày, nói băng quan tài thực sự có chút khó làm. Mà lại lấy kinh tế của ta thực lực, đó cũng là đem thận bán cũng mua không nổi. Băng quan tài là dùng Bắc Cực ngàn năm hàn băng rèn đúc mà thành, thả bên trong thi thể kia là ngàn năm bất hủ, vạn năm không thay đổi,
người bình thường nhà cái kia mua được. Ta nghe xong liền gấp, trời một kia đang chờ chúng ta đi cứu mệnh đâu, tìm không thấy băng quan tài, vậy hắn không phải lành lạnh. Ta xem xét thời gian, đã qua sắp đến một giờ. Thi Ngôn vội vàng đè lên bờ vai của ta, ra hiệu ta không nên gấp gáp, mặc dù chân chính băng quan tài không có, nhưng cũng có thể tìm vật thay thế. Còn có vật thay thế, ta nghe xong liền vội hỏi là cái gì? Thi Ngôn nghịch ngợm chừng mắt nhìn, tủ lạnh. Tủ lạnh, ta lập tức khai khiếu, tủ lạnh hình dạng cùng quan tài không sai biệt lắm, mà lại cùng Thi Ngôn nói băng quan tài cũng không kém bao nhiêu, nghĩ đến băng quan tài có rơi, hưng phấn đến ta kém chút ôm lấy Thi Ngôn dơ lên hôn mấy cái. Chẳng qua cái này hơn nửa đêm, đứng đắn siêu thị hoặc là đồ điện bày đều đóng cửa, chỉ có một ít linh tinh tinh tiểu điếm mới mở cửa. Không còn có thời gian chậm trễ, ta cưỡi phá xe đạp liền chở Thi Ngôn bắt đầu tìm có bán tủ lạnh mặt tiền cửa hàng, trên đường bị Thi Ngôn tốt dừng lại tổn hại, nói mập mạp còn có một cỗ xe điện, mặc dù keo kiệt một điểm, nhưng nói thế nào cũng là tự động a, ta đây là nhân lực, keo kiệt lại tốn sức, chính là so đi đường nhanh như vậy một chút điểm. Ta nghe xong liền không vui lòng. Ta một cái học sinh, có cái xe đạp cũng không tệ, ngươi một cái tên ăn mày còn ngại ba ngại bốn, không vui lòng mình xuống đất đi. Tìm đại khái 20 phút, chúng ta mới tìm được một nhà không đóng cửa hàng nhỏ, bên trong vừa vặn có tủ lạnh bán, chẳng qua là cái không tốt lão bản, trông thấy chúng ta bộ dạng này, không chút do dự liền làm thịt chúng ta một đao, so bình thường quý 1/3 giá cả, đây cũng không phải là chính quy cửa hàng hoặc là siêu thị, giá cả đều là tùy ý hắn nói, vạn nhất đụng phải oan đại đầu. Vậy hắn lại mạnh mẽ kiếm một số lớn. Tình huống khẩn cấp, ta cũng không có thời gian cùng hắn giải dòng, vì chơi một, ta đành phải khẽ cắn môi móc ra tiền ra mua, mệnh nhưng so sánh tiền trọng yếu. Ta không biết thi thể lớn bao nhiêu, cho nên mua một đài tương đối lớn tủ lạnh, giấu một người đều tuyệt đối không có vấn đề, một hơi hoa 8.000, vừa ý đau chết lão tử, muốn tìm ra cái kia hại ta người, ta tất lột ra hắn. Xe đạp khẳng định là không có cách nào đem tủ lạnh vận chuyển đi qua. May mắn lão bản này còn có chút lương tâm, bao vận chuyển, qua thêm vài phút đồng hồ hắn liền mở một đài xe hàng ra tới, chúng ta trơn tru đem tủ lạnh nhấc đi lên, sau đó thẳng đến trường học. Đến cửa trường học về sau, ta bàn giao lão bản nói là trường học nào đó mỗ sư phụ mua tủ lạnh, bảo an mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là cho qua, tủ lạnh vận đến lầu dạy học dưới đáy về sau, chúng ta liền đem lão bản đuổi đi, giải quyết tủ lạnh về sau, ta mới vỗ đùi hô. Hỏng bét, trời lão đại còn nói muốn chuẩn bị 3 ngày đồ ăn, một bận rộn cấp quên. Sau khi nói xong ta lại lén đi ra ngoài mua 3 ngày đồ ăn trở về, phần lớn là một chút đồ hộp bánh mì. Ta có chút kỳ quái, trời một mua những vật này làm gì? Chẳng lẽ thi thể còn muốn ăn cơm hay sao? Đây không phải là quấy phá, vậy đơn giản thành tinh. Thi Ngôn cũng lắc đầu, biểu thị không rõ ràng trời một ý đồ, chờ thêm đến liền biết. Hai chúng ta hợp lực đem tủ lạnh mang lên tầng cao nhất, lúc đầu coi là Thi Ngôn một cái nữ hài tử không có khí lực gì, nhưng không nghĩ tới, ta đi lên sau lưng đều không thẳng lên được, mồ hôi đầm đìa, đầu đầy mồ hôi, nàng ngược lại tốt, một bộ nhẹ nhõm tự tại dáng vẻ, liền một giọt mồ hôi đều không có lưu, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng mới vừa rồi là không phải động cái gì tay chân, bởi vì ta cảm giác tủ lạnh giống như cũng không có như vậy nặng, giống như cả đài tủ lạnh đều là ta một người dùng lực chuyển xong đồng dạng. Đem tủ lạnh đem đến nhà vệ sinh nữ về sau, ta hô một câu trời lão đại, mấy giây qua đi, trời vừa từ cửa nhà cầu nữ đi ra, đem ta cùng Thi Ngôn giật nảy mình, ta nói ngươi có thể ra tới vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, còn phí như thế lớn lực làm gì. Chẳng qua ta nhìn y phục của hắn phá mấy cái động, trên thân còn có không rõ vết máu, có vẻ như ở bên trong trải qua một trận ác đều đấu, hẳn là, những cái kia nữ quỷ đã bị hắn thu phục rồi. Trời một lắc đầu, không thể đi. Ta đã cùng nữ quỷ đạt thành giao dịch, nàng muốn ngươi mang hai người tới, ta lưu tại cái này, 3 ngày sau đó, nếu như không gặp được người, nơi này tất cả mọi người muốn chết, không một may mắn thoát khỏi. Cái kia hai người, tên gọi là gì, ta vội vàng hỏi. Trời một lần đáp, một cái gọi Triệu Gia Doanh, một cái gọi Kha Đạt. Triệu chủ nhiệm, Triệu Gia Doanh là chúng ta cái này trường học chủ nhiệm, ngày đó ta còn trông thấy hắn cùng Bạch Doãn tiến văn phòng, tiến nhanh đi thời điểm. Ta nhìn thấy hắn bàn tay heo ăn mặn chiếm một chút Bạch Doãn tiện nghi. Người kia kêu là Kha Đạt ta liền không biết, Triệu chủ nhiệm còn dễ nói, nhưng cái này Kha Đạt ta trong biển người mênh mông đi đâu cho ngươi tìm đi, Trung Quốc có bao nhiêu trong lòng người không có điểm số sao? Liền hai người tên sao? Còn có hay không khác tin tức? Ta vội vàng hỏi. Trời một lắc đầu, sau đó tiến vào trong tủ lạnh,
5 giây qua đi, tủ lạnh liền biến mất không còn tăm hơi, thật giống như hòa tan trong không khí đồng dạng, ta còn tưởng rằng cái này băng quan tài cho nữ thi, không nghĩ tới là trời một mình dùng, trách không được hắn muốn 3 ngày đồ ăn, chẳng qua nơi này không có điện, tủ lạnh cũng không hề dùng a. Nhưng vừa rồi trời một không nói gì, nói rõ cái này tủ lạnh là có thể làm băng quan tài dùng, người này cao thâm khó dò, không hổ là âm hành long đầu đại ca, ta lúc nào khả năng gặp phải hắn dạng này đạo hành. Nói là ở đây làm giao dịch con tin, kỳ thật ta là lưu tại nơi này choáng váng nàng, 3 ngày trong vòng hoàn toàn không có vấn đề, 3 ngày sau, hết thảy phó thác cho trời. Trời một thanh âm từ trong không khí truyền ra, sau đó không còn âm thanh nữa. Ta vội vàng đẩy ra cửa nhà cầu đi vào, nhà vệ sinh nữ mọi chuyện đều tốt tốt, hoàn hảo không chút tổn hại, giống như trước đó cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, không gặp nữ quỷ, cũng không thấy trời một. Thi Ngôn sau khi đi vào, nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua trần nhà, sau đó lại liếc một cái tấm gương, tiếp lấy đi đến trước gương sờ mấy lần. Vì cái gì chỉ có 5 bộ thi thể, còn có 2 cỗ đâu? Thi Ngôn sờ sờ tấm gương liền biết có bao nhiêu bộ thi thể rồi. Ta đừng nói có bao nhiêu cỗ, liền trong gương có thi thể ta đều chưa từng biết, chẳng lẽ ta cùng bọn hắn chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Đừng nói trời một, liền Thi Ngôn ta cũng là 8 con ngựa cũng không đuổi kịp, đến cùng là bọn hắn quá mạnh, vẫn là ta đạo hành quá yếu rồi. Đừng nói trời một, liền Thi Ngôn ta cũng là 8 con ngựa cũng không đuổi kịp, đến cùng là bọn hắn quá mạnh, vẫn là ta đạo hành quá yếu rồi. Chẳng qua ta đối Thi Ngôn thân phận bắt đầu hiếu kỳ lên, tên tiểu khất cái này rốt cuộc là ai, làm sao cái gì đều hiểu, hẳn là, nàng cũng là âm hành người. Thi Ngôn sờ sờ tấm gương, sau đó lại bắt đầu quan sát địa phương khác đến, xem ra hình như là đang tìm cái khác 2 cỗ thi thể, nhưng tìm nửa ngày giống như đều không có đầu mối. Trước đó trời một cũng đã nói lời tương tự, không biết hắn tìm tới mặt khác 2 cỗ thi thể không có, sớm biết vừa rồi liền hỏi hắn. Ta nói, 7 thi chấn sát không phải dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí sắp đặt sao? Chỉ có chiếu vào bắt đầu thất tinh phương vị tìm, kia chẳng phải là được rồi. Thi Ngôn lắc đầu, nàng nói lúc đầu đích thật là dạng này, nhưng có cái gương này về sau, cũng không cần dựa theo cố định phương vị sắp xếp, bởi vì lợi dụng tấm gương chiết xạ hoặc là phản chiếu nguyên lý cũng được. Bằng không, kia 5 bộ thi thể cũng không có khả năng tất cả đều chôn ở tấm gương phía sau. Dựa theo Thi Ngôn vừa nói như vậy hoàn toàn chính xác đau đầu, trong nhà cầu nữ mặt tấm gương phi thường lớn, có thể phản chiếu hoặc là chiết xạ đến địa phương rất nhiều, mà lại dạng này tính toán, tất cả phương vị cũng chỉ có 7 cái này cái 7 thi chấn sát người biết, muốn tìm được cái khác 2 cỗ nữ thi, trừ phi đem toàn bộ nhà vệ sinh nữ cho lật lên. Được rồi, cục này chung cuộc quá phức tạp, thiếu đương gia đều chưa từng nhìn thấu. Chỉ bằng 2 chúng ta, suy nghĩ đến hừng đông đều chưa hẳn có kết quả. Thi Ngôn nói, vẫn là mau chóng đem thiếu đương gia nói 2 người kia tìm ra tương đối thực tế. Ta thở dài, Triệu chủ nhiệm còn dễ nói, người kia kêu là Kha Đạt, ta đi đâu mà tìm đây, cùng tên một cái thành thị không có 1.000 cũng có mấy trăm, ta một cái học sinh làm sao có thể tất cả đều đem bọn hắn tìm ra, muốn đi những thành thị khác hoặc là đi xa hải ngoại, liền càng đừng đề cập. Thi Ngôn vỗ nhẹ bờ vai của ta nói thiếu đương gia là nhân vật nào, ta vạn vạn không nghĩ tới hắn thế mà có thể đem sinh mệnh phó thác ở trên người của ngươi, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là không muốn phụ lòng hắn tín nhiệm đối với ngươi mới tốt. Ngẫm lại cũng thế, chuyện này vốn là không liên quan trời một sự tình, nhưng hắn lại đặt mình vào nguy hiểm, đem sinh mệnh phó thác tại ta, mặc dù hắn là muốn cầu cạnh ta, nhưng phần tình nghĩa này ta không thể không báo, dù cho liều mạng cũng phải đem người kia cho gảy ra tới. Về sau ta lại hỏi Thi Ngôn một vấn đề, nói cục này chung cuộc đã có đoạn thời gian, vì cái gì trước đó không phá, ngược lại ta tiến nhà vệ sinh nữ thời điểm mới phá, chẳng lẽ thật là chúng ta 3 người tại nhà vệ sinh nữ dạo chơi một thời gian quá lâu, trên thân dính vào âm khí. Vẫn là thật sự trùng hợp như vậy, cái kia cũng không đúng, chúng ta đụng vào, tối đa cũng chỉ chúng ta chết, nhưng bây giờ đã phát triển thành nữ quỷ muốn đồ trường học. Thi Ngôn nói, cục này chung cuộc bị phá chỉ có một cái nói đầu. Đó chính là có người muốn hại 3 người các ngươi, nhưng kết quả phát sinh thành dạng này, đoán chừng cái kia muốn hại ngươi người cũng dự đoán không đến. Ngươi nói là, hắn chỉ là muốn hại ta, không nghĩ tới kết quả nữ quỷ quá hung mãnh, thế mà nghĩ đồ trường học. Thi Ngôn nhẹ gật đầu, hoặc là nói người kia căn bản không nghĩ tới, trong nhà cầu nữ vật kia có thể ra tới. Cùng Thi Ngôn trò chuyện sau khi, chúng ta mới riêng phần mình về dừng chân, đã nửa đêm. Ta có chút lo lắng Thi Ngôn có thể hay không ra trường học. Không nghĩ tới Thi Ngôn lại nói, không cần lo lắng cho ta, trước kia không có đồ ăn thời điểm,
cái gì tường không có vượt qua, ta mở khóa, sao ngươi ăn muối còn nhiều, chính là muốn đi đường trở về có chút khó chịu. Thi Ngôn ta lời này tính nghe rõ, hóa ra cái này người trước kia tay chân không sạch sẽ, một đói liền chui người ta trong ổ trộm đồ, về sau ta phải đem đồ vật xem trọng. Cùng Thi Ngôn chia ra về sau, ta liền về ký túc xá đi ngủ, một đêm đều lật qua lật lại không ngủ, thật vất vả lúc rạng sáng ngủ, lại mơ mơ màng màng làm lấy ác mộng, mộng thấy con kia nữ quỷ đem ta kéo vào nhà vệ sinh nữ, chờ ta ngẩng đầu nhìn rõ ràng mặt của nàng thời điểm, phát hiện gương mặt kia thế mà là Bạch Doãn, dọa đến ta cả người lật xuống giường quảng tỉnh, may mắn kia hai tên gia hỏa đã đi học, không phải ta phải cho bọn hắn giễu cợt chào phúng một lúc lâu. Hôm nay lên lớp cả ngày đều không có tinh thần. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cũng mặt mày ủ rũ, sắc mặt còn có chút tái nhợt, rõ ràng là thụ tối hôm qua chuyện này ảnh hưởng, các nàng đã bỏ đi tiến linh dị xã ý nghĩ, chẳng qua ta gọi các nàng thử liên hệ một chút linh dị xã, nhưng đối phương liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn không có tin tức. Trương Tiểu Mạn lập tức liền giận, vận dụng gia đình mình lực lượng, nhưng y nguyên tìm không ra linh dị xã người, cái này khiến ta có chút kinh ngạc. Đối Trương gia đến nói, trường học liền địa phương lớn bằng bàn tay. Lấy nhân lực của bọn họ vật lực thế mà đều bó tay toàn tập, cái này linh dị xã đến cùng có cái dạng gì thần thông. Không có biện pháp sau khi, chúng ta đành phải tìm được trước đó kia hai cái linh dị xã người liên hệ, ải tử cùng Bạch Doãn. Vốn cho rằng có thể trên người bọn hắn tìm tới điểm đường tác, nhưng để người không tưởng tượng được chính là, bọn hắn thế mà một mực phủ nhận cùng linh dị xã có liên quan, cũng không thừa nhận cùng chúng ta tiếp nhận đầu, nói lại tìm bọn hắn liền phải cáo lão sư hoặc là cáo gia trường. Bởi vì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn học tập cùng sinh hoạt, nhất là cái kia ải tử, khí diễm cực kỳ phách lối. Ta liền ha ha, tìm bọn hắn hỏi mấy câu, làm sao liền ảnh hưởng đến sinh hoạt cùng học tập, mình đã làm gì sự tình trong lòng mình không có điểm bức số sao. Bọn hắn ngậm miệng không nhận chúng ta cũng không có cách nào, chẳng qua bọn hắn như thế khác thường, nhất định có mở ám. Trương Tiểu Mạn bắt đầu mướn người theo dõi bọn hắn, nghĩ trên người bọn hắn tìm tới điểm đường tác, Trương gia cũng không phải ăn chay. Liền Trương Tiểu Mạn một đứa con gái, linh dị xã làm hại kém chút để nàng mất mạng, lấy Trương Hổ cá tính, khoản nợ này khẳng định phải tính với người rõ ràng, đã ải tử cùng Bạch Doãn trên thân có văn chương, vậy khẳng định là cắn hai người này không thả. Ta thì không có quá nhiều công phu đi để ý gặp hắn nhóm, bởi vì ta muốn tìm ra cái kia gọi Kha Đạt người, không phải ba ngày sau, tất cả chúng ta đều không sống được. Ta đầu tiên nghĩ đến, Kha Đạt có phải hay không là cái này trường học học sinh. Thế là ta bắt đầu điều tra trường học danh sách. Phụ trách đăng ký trường học tổng danh sách chính là một cái gọi Lý Hải Nam lão sư, ta cho hắn nhét một đầu đại Trung Hoa, sau đó nói bằng hữu đến tìm thất lạc thân nhân, rất nhiều tư liệu đều không rõ, mời hắn giúp đỡ chút. Hữu lễ dễ làm sự tình, tình hình trong nước chính là như vậy, trường học cũng không ngoại lệ, mà lại chỉ là tra cái danh tự, hắn cũng không mất mát gì không trái lệ. Lý Hải đem danh tự đánh lên về phía sau. Phát hiện trường học cũng không có gọi cái tên này học sinh, họ Kha có mấy cái, chính là không có gọi Kha Đạt, ta vỗ đầu một cái, đậu đen rau muống, thua thiệt một điếu thuốc lá, đoán sai, nguyên lai cái này người không phải trường học học sinh. Ta ước chừng đoán chừng dưới, Lâm Tuyết nói cái kia nghe đồn đại khái thời gian phát sinh ở 3 năm trước đây, mặc dù nghe đồn không thật, nhưng thời gian hẳn là chênh lệch không xa, coi như cái này gọi Kha Đạt chính là học sinh, cũng sớm tốt nghiệp, nghĩ đến đây cái ta đầu đều đau. Ở trường học còn tốt lo liệu, ra xã hội, kia tìm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, biện pháp duy nhất chính là tìm đồn công an đăng ký nhân khẩu hỗ trợ, nhưng ta một cái học sinh, sao có thể trong nhận thức người. Lúc này ta liền nghĩ đến Mập Mạp, có lẽ hắn có nhân mạch. Ta vội vàng gọi điện thoại cho Mập Mạp, sau đó đem chuyện xảy ra tối hôm qua đều nói với hắn, cũng hỏi hắn có biết hay không cục cảnh sát người ở bên trong. Mập Mạp cười ha hả. Nói hắn bản ra mạng lưới quan hệ so Internet còn muốn lớn, liền không có hắn không biết đạo, hắn ban đêm liền giúp ta liên hệ trong cục bằng hữu, mời hắn ăn bữa cơm uống cái rượu, lại nhét bao thuốc, loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên nước chảy thành sông. Nghe Mập Mạp nói như vậy ta cứ yên tâm, may mắn ta trong tiệm có hai người trợ giúp, quỷ sự tình tìm Thi Ngôn, nhân sự tìm Mập Mạp, chính ta đổ tiết kiệm không ít công phu, thiếu quẳng rất nhiều té ngã, về sau được nhiều khai triển nhân mạch mới được. Không phải về sau cái này âm hành đường cũng không tốt đi, làm không tốt, chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao trời một cây to này ta là ôm định. Lúc buổi tối, ta cùng Mập Mạp chuyên môn chọn một nhà tương đối tốt phòng ăn chiêu đãi hắn trong cục bằng hữu, uống rượu cũng là 800 một bình, đau lòng ta tay đều tại rút gân, đây không phải uống rượu, là tại uống máu của ta,
nhưng không có cách, cầu người làm việc liền phải bỏ được, đây chính là tình hình trong nước, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Qua ba lần rượu về sau, mập mạp trong cục bằng hữu kia rốt cục đáp ứng xuống, hắn gọi Đồng Tam, năm nay hơn 40 tuổi, đỉnh đầu đã chọc không ít, nhưng quan giai giống như không cao, cao ta cũng mời không nổi a, có thể làm việc là được. Đồng Tam cũng là thực sự người, ăn uống no đủ sau cũng không chậm trễ công phu, lập tức liền trở về cục giúp chúng ta cha. Ta cùng mập mạp cũng không nóng nảy trở về, ngốc kia trong nhà ăn chờ tin tức, một lát sau Đồng Tam liền phát tới tin tức, thành phố này có mấy cái gọi Kha Đạt, nhưng có một cái tại ta trường học, chẳng qua không phải học sinh, hắn là lão sư. Nghe thấy Đồng Tam nói cái này Kha Đạt là lão sư, ta lập tức vỗ đùi, nói ta làm sao không nghĩ tới đâu, trước đó cha học sinh, quả thực là không có cha lão sư, hại ta không tốt nhiều như vậy công phu. Biết Kha Đạt là lão sư liền dễ làm, chỉ cần tìm trước đó cái kia quản đăng ký lão sư hỏi một chút, lập tức liền sẽ biết, cũng không biết cái này Kha Đạt có phải là nữ quỷ muốn người kia. Mặc dù bây giờ cái kia quản đăng ký lão sư đã tan tầm, nhưng ta vẫn là gọi điện thoại đến hỏi liên quan tới Kha Đạt lão sư tin tức, ai bảo hắn thu ta một đầu đại trung hoa, thu lễ vậy thì phải làm việc, ta quản hắn tan tầm không hạ ban, cái này cũng là tình hình trong nước, ha ha. Lão sư kia cũng rất là bất đắc dĩ, chẳng qua vị này Kha Đạt lão sư hắn nhận biết, cũng không cần đi thăm dò cái gì máy tính, trực tiếp liền nói cho ta biết hắn điện thoại liên lạc, đồng thời nói hắn là giáo Anh ngữ, hiện tại quản lớp 12, tại cái này trường học dạy học cũng nhiều năm rồi, trước đó đi ra quốc, sau khi về nước vẫn tại cái này trường học dạy học. Có Kha Đạt điện thoại về sau, ta không nói hai lời liền đánh tới, nhưng ta không có cho thấy thân phận, làm đầu bên kia điện thoại hỏi ta là ai thời điểm. Ta ra vẻ mê hoặc đáp, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Nàng trở về. Đầu bên kia điện thoại sau khi nghe, thế mà hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó thanh âm đều có chút biến, ngươi, ngươi là ai? Ta nhìn hắn khẩn trương như vậy, biết người này khẳng định có chút cố sự, thế là cũng không che che lấp lấp, nói có chuyện tìm hắn, sau đó hẹn một cái địa điểm gặp mặt. Hắn do dự sau khi, liền nói tốt, ta cũng lười đổi chỗ, trực tiếp gọi hắn tới này cái phòng ăn. Vừa rồi tiểu tử kia nhưng thật không phải là người, điểm cả bàn đồ ăn còn không có ăn đủ một nửa đâu, ta cùng mập mạp đau lòng cũng không có bỏ được đi, hiện tại vừa vặn, còn có thể ăn thứ hai bữa. Qua đại khái nửa giờ sau, Kha Đạt liền đến, hắn nhìn qua hẳn là mới chừng 30 tuổi, mặc một bộ lam áo sơ mi, mang theo kính mắt nhã nhặn, ngũ quan coi như đoan chính, nói chuyện mang theo một cỗ phong cách Tây, đây là rất nhiều Anh ngữ lão sư trung điểm, không biết ta thăng lên lớp 12 sau có phải là từ hắn giáo. Kha Đạt đến sau nhìn thấy ta cùng mập mạp, biểu lộ có chút kỳ quái, hắn tò mò hỏi, các ngươi hai vị tìm ta có chuyện gì? Chúng ta quen biết sao? Về sau hắn vừa chỉ ta nói mới vừa rồi là ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Ngươi nhìn qua tựa như là cái học sinh, nên không phải ngươi muốn chỉnh cổ lão sư à? Ta cười khổ lắc đầu, lão sư này cũng quá để mắt ta, gặp được sư phụ ta đều cùng giống như chuột thấy mèo, không có việc gì ai dám gọt ra như vậy một chút. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Ta cũng không biết làm sao mở miệng nói, bởi vì trời một con bàn giao ta tìm hai người này, những chuyện khác ta hoàn toàn không biết. Ta suy tư hồi lâu, sau đó trong lòng mới có chủ ý, ta đem Lâm Tuyết tại nhà vệ sinh nữ nói cái kia nghe đồn nói ra. Kha Đạt sau khi nghe, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, hắn vỗ bàn một cái nói, loại này nhàm chán nghe đồn trường học không có 1.000 cũng có 800, sao có thể làm thật? Nếu như người thật sự là trường học học sinh, nên học tập cho giỏi, mà không phải trầm mê ở những cái này lời nói vô căn cứ. Sau khi nói xong, quay người liền muốn đi. Mập mạp gặp hắn muốn đi, vội vàng đứng dậy đem hắn sách trở về, lấy mập mạp hình thể, bắt một cái vẻ nho nhã lão sư, vậy còn không phải cùng sách một con gà con đồng dạng. Thật vất vả mới tìm được hắn, cái kia dễ dàng như vậy liền để hắn chạy đi, ta còn trông cậy vào dùng hắn đi đổi trời lão đại đâu. Đây chính là âm hành long đầu đại ca mệnh, ta cũng không thể có sơ suất. Hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như là gây chuyện, ta cần phải báo cảnh. Một lần nữa ngồi trở lại cái ghế Kha Đạt chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra, không còn đối với chúng ta khách khí. Ngươi có thể đến, liền chứng minh cái này sự tình trong lòng ngươi có cái đáy, không phải ngươi cũng sẽ không chạy tới người xa lạ cái bẫy. Ta nói. Kha Đạt nghe xong, sắc mặt lại biến. Chẳng qua lần này hắn không nhao nhao cũng không náo, cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Các ngươi đến cùng là ai? Muốn thế nào? Mau nói. Kha Đạt một chén rượu vào trong bụng về sau, sắc mặt trở nên hồng nhuận lên,
nói chuyện cũng không có như vậy nhã nhặn, thanh âm so trước đó lớn mấy phần. Ta cũng không nghĩ lại cùng hắn thừa nước đục thả câu, đem trong nhà vệ sinh phát sinh sự tình đều cùng hắn nói một lần, sau đó hỏi hắn nhà vệ sinh kia nữ quỷ hắn có biết hay không. Tại sao phải điểm danh gọi hắn? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tin, ta đều làm tốt lên rất nhiều thuyết phục hắn, có thể để ta không tưởng được chính là, hắn nghe xong ta nói sau đó, lập tức đem kính mắt hái xuống, ôm lấy chén rượu gào khóc, một bên khóc thiên về một bên lấy rượu quát mạnh, ta cùng mập mạp cũng không ngăn cản, uống nhiều rượu, lời nói liền nhiều, chúng ta không phải liền là nghĩ như vậy sao? Hắc hắc, ba chén rượu vào trong bụng về sau, Kha Đạt sắc mặt hồng nhuận không ít. Hắn xoa xoa nước mắt đem kính mắt một lần nữa đeo lên, để các ngươi chê cười, ta một cái lão sư dạng này, thực sự là thất lễ. Nơi nào, Kha lão sư đây là tính tình bên trong người, chúng ta kính nể, ở đâu ra thất lễ. Mập mạp thế mà còn đập lên mông ngựa, cái này người không hổ là lão hoạt đầu. Ta liền không có mập mạp như thế nói năng ngọt xớt, trực tiếp liền hỏi Kha Đạt biết chút ít cái gì. Cái kia nhà vệ sinh nữ nữ quỷ có phải là hắn hay không nhận biết? Không phải làm sao lại điểm danh muốn hắn đi đâu. Kha Đạt thở dài, nói chuyện này đều là lỗi của hắn, trách không được người khác, đều oán chính mình. Ta nghe xong càng mộng, nói ngươi đừng tại đây bản thân kiểm điểm A, thời gian không nhiều, trời lão đại nguy cơ sớm tối, ngược lại là nói cho ta một chút đến cùng là cái gì chuyện. Kha Đạt lại sẽ một chén rượu uống vào bụng, sau đó phun miệng đầy mùi rượu cùng chúng ta nói lên chuyện đã xảy ra. Kha Đạt nói, cái kia nghe đồn kỳ thật cũng không tất cả đều là giả, sự tình phát sinh ở 3 năm trước đây, hắn giáo kia ban học sinh bên trong, có một cái nữ hài tử thích hắn, cô bé kia gọi Tiền Thi Mị, chính là về sau chết trong nhà cầu học sinh. Tiền Thi Mị một mực thầm mến Kha Đạt, về sau có một ngày, nàng đút cho Kha Đạt một tấm thư tình. Kỳ thật giống Tiền Thi Mị loại đến tuổi này, thích lão sư rất bình thường, nhưng loại này thích phần lớn đều là mang theo một loại sùng bái cảm xúc ở bên trong, cũng không phải là tình yêu chân chính. Tăng thêm lão sư cái tầng quan hệ này, Kha Đạt đương nhiên là rất uyển chuyển cự tuyệt Tiền Thi Mị, cũng căn dặn nàng hẳn là đem tâm đặt ở học tập bên trên, nếu quả thật muốn nói yêu đương, hẳn là tìm niên kỳ tương tự, mặc dù Kha Đạt cũng không phải là phi thường để sướng quá sớm yêu đương. Chẳng qua Kha Đạt quá coi thường Tiền Thi Mị đối với hắn yêu, nàng cũng không có vì vậy từ bỏ, ngược lại tăng lớn truy Kha Đạt thế công, sống sờ sờ trình diễn một trận học sinh truy lão sư sân trường tiết mục. Đồng thời vì có thể cùng Kha Đạt tiếp xúc nhiều, nàng cố gắng học tập Anh ngữ, còn lên làm khóa đại biểu. Có câu nói rất hay, nam truy nữ, cách ngọn núi, nữ truy nam, cách tầng xa, cứ việc hai người tuổi tác chênh lệch 10 tuổi. Có đoạn thời gian Kha Đạt thất tình, vừa vặn khi đó Tiền Thi Mị một mực đang bên người làm bạn hắn, an ủi hắn, cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ để bọn hắn cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Có thiên ban đêm, Kha Đạt thương tâm uống rượu quá nhiều. Đúng lúc đụng phải Tiền Thi Mị đến tìm hắn, hai người trò chuyện một chút liền không minh bạch phát sinh chuyện này, sự đức mất đi, liền rốt cuộc không tìm về được. Hai người bước ra bước đầu tiên, đối với Tiền Thi Mị đến nói, là vui sướng, bởi vì rốt cuộc đem thích người đuổi tới tay, nhưng đối với Kha Đạt đến nói, kia là một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng đen, rơi xuống về sau, rốt cuộc không quay đầu lại được, hắn chỉ có thể kiên trì cùng Tiền Thi Mị cùng một chỗ, hắn không dám nói không. Bởi vì hắn biết một cái dạng này niên kỷ nữ hải đem lần thứ nhất giao cho hắn ý vị như thế nào, nếu như hắn không chịu trách nhiệm, hậu quả khó mà lường được. Cứ như vậy, Kha Đạt cùng Tiền Thi Mị giấu giếm tất cả mọi người cùng một chỗ, về sau Kha Đạt chậm rãi phát hiện, mình thế mà cũng thích Tiền Thi Mị, nhưng hắn biết dạng này một đoạn dị dạng tình yêu là không có kết quả tốt, chẳng qua hắn lại hung ác không hạ tâm cùng Tiền Thi Mị nói chia tay, hắn không muốn thương tổn Tiền Thi Mị, cũng không nỡ. Hắn an ủi mình nói chờ Tiền Thi Mị lớn lên một điểm, đối với mình sùng bái chi tình giảm bớt về sau, liền sẽ không lại thích mình, khi đó liền sẽ mình rời đi. Nhưng mấy cái tuần lễ sau, phát sinh một kiện để Kha Đạt sụp đổ sự tình, Tiền Thi Mị mang thai, càng làm cho Kha Đạt sụp đổ chính là, Tiền Thi Mị không nguyện ý đi bệnh viện đem hài tử đánh dụng. Mang thai cũng không phải việc nhỏ, nếu như cái này sự tình bị người phát hiện, kia Kha Đạt liền xong. Cái này sự tình có thể hủy đi nghề nghiệp của hắn kiếp sống, còn có nhiều năm qua dựng nên lão sư hình tượng. Kha Đạt mỗi ngày đều cho Tiền Thi Mị làm tư tưởng công việc, hy vọng nàng có thể đem trong bụng hài tử đánh dụng, nói nàng hiện tại còn trẻ, về sau tốt nghiệp, còn có thể lại mang một cái. Nhưng Tiền Thi Mị quá yêu Kha Đạt, nàng nói đây là hai người bọn họ cộng đồng hài tử, nàng tình nguyện nghỉ học cũng không nguyện ý đánh dụng. Nói đến đây,
Đột nhiên mập mạp liền cầm lên rượu trên bàn bình nghĩ nện Kha Đạt, may mắn cho ta kịp thời ngăn cản. Mập mạp mắng, ngươi có phải hay không người đến? Ngươi một cái lão sư thế mà đem nữ học sinh bụng ngủ lớn rồi. Ngươi có hay không sư đức? Ngươi xứng đáng lão sư cái nghề nghiệp này sao? Ngươi xứng làm lão sư sao? Nàng mang con của ngươi, ngươi làm sao hạ thủ được giết nàng? Ngay từ đầu Kha Đạt còn rất áy náy cùng hổ thẹn, mập mạp mắng hắn cũng không nói lại, nhưng nghe đến câu nói sau cùng thời điểm, lập tức một mặt ngây ngốc nói ta cũng không có giết nàng. Mập mạp nghe mới buông xuống trong tay bình rượu, nói TV đều là dạng này diễn, lão sư vì danh dự của mình cùng lợi ích, cuối cùng đều sẽ đem nữ học sinh cho giết, đồng thời tiền thi mị cũng thật chết tại trong nhà vệ sinh. Kha Đạt vội vàng đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, nói hắn thật không có giết tiền thi mị, nàng là bị người khác giết chết. Nghe Kha Đạt vừa nói như vậy, ta lập tức nhớ tới cái kia nghe đồn, ta gọi mập mạp đừng ngắt lời, để Kha Đạt nói tiếp. Kha Đạt nói tiếp, tiền thi mị không muốn đánh dụng trong bụng hài tử, bụng cũng là càng ngày càng lớn, cùng với nàng một cái túc xá ba cái kia nữ đồng học rất nhanh liền phát hiện nàng mang thai sự tình, chỗ chết người nhất chính là, ba cái kia nữ đồng học cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Các nàng dùng cái này đến uy hiếp tiền thi mị, để tiền thi mị cho các nàng tiền, giúp các nàng giặt quần áo, làm bài tập, cái này còn không chỉ, các nàng còn nói cho những người khác, trước trước sau sau hết thảy cộng lại có 7 người khi dễ mang thai tiền thi mị. Vừa mới bắt đầu đều vẫn là miệng uy hiếp, về sau vừa có không từ, liền mấy người kéo nàng tiến nhà vệ sinh ẩu đả. Kha Đạt cũng không phải không biết chuyện này, nhưng hắn không dám quản, hắn sợ người khác biết đứa bé này là của hắn, mà lại hắn có cái lòng dạ hẹp hòi. Hắn cảm thấy tiền thi mị nếu như không chịu đựng nổi, liền sẽ mình đi đem hài tử đánh dụng. Nhưng hắn đánh giá thấp tiền thi mị đối với hắn yêu, dù cho dưới tình huống như vậy, nàng y nguyên không chịu đem hài tử đánh dụng, thậm chí về sau đều ngậm miệng không nói bị bắt nạt sự tình. Về sau có một ngày, Kha Đạt thu được tiền thi mị tự sát tin tức, ngay tại trong nhà cầu nữ mặt, nghe đồn nói là tiền thi mị không chịu nổi khi dễ, sau đó lựa chọn tự sát, nhưng Kha Đạt biết đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Tiền thi mị trong bụng có con của hắn, là tuyệt đối sẽ không tự sát, hắn biết tiền thi mị nguyên nhân cái chết khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng biết vậy thì thế nào, Kha Đạt không dám truy tra, hắn sợ hãi mình cùng học sinh sự tình sự việc đã bại lộ, hắn chỉ có thể đem tất cả sự tình cùng nghi vấn nuốt vào trong bụng. Lại về sau hắn lại thu được 7 cái nữ sinh tử vong tin tức, hắn tưởng rằng tiền thi mị âm hồn bất tán, trở về báo thù. Thế là hắn hàng năm sẽ tại tiền thi mị ngày rỗ đêm hôm đó ẩn vào nhà vệ sinh nữ đốt vàng mã bái tế, hy vọng nàng trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Nghe xong Kha Đạt, ta biết ba đầu manh mối, thứ nhất, nguyên lai tại cái kia nhà vệ sinh ở giữa đốt vàng mã người là Kha Đạt. Thứ hai, tối hôm qua là tiền thi mị ngày rỗ, trách không được nàng sẽ mạnh như vậy. Thứ ba, tiền thi mị có vẻ như không phải tự sát. Kha Đạt đem trong lòng bí mật nói ra về sau. Giống như cả người đều tốt hơn nhiều, hắn lại rót một chén rượu nói, đều tại ta, là ta hại chết thơ mị, ta không xứng làm lão sư, nàng vẫn là hoa quý tuổi tác, không nên cứ như vậy chết rồi. Không có việc gì, nàng không phải cũng kéo 7 cái đệm lưng sao? Không lỗ, mập mạp vỗ nhẹ Kha Đạt bả vai an ủi. Ta vội vàng liếc một cái mập mạp, có dạng này an ủi người sao? Đây không phải lửa đổ thêm dầu, thật sự là nói nhảm. Kha Đạt nghe mập mạp quả nhiên càng thương tâm, giống như những cái kia nữ hài chết tất cả đều là lỗi của hắn đồng dạng, liên tiếp phiến mình ba cái to mồm, nói những cái kia nữ hài còn nhỏ, đều không đáng chết, cái này tất cả đều là lỗi của mình. Ta hừ lạnh một tiếng, hung hăng vỗ xuống bàn nói, tiền thi mị thì thôi, nhưng mấy cô gái kia thật sự là chết chưa hết tội, các nàng còn nhỏ. Đều cao trung, tâm địa như thế độc ác, về sau bên trên xã hội cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chẳng qua Kha Đạt cũng hoàn toàn chính xác phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm, nếu như hắn sớm cho kịp ra tới ngăn cản, hoặc là cái này 8 đầu nhân mạng cũng sẽ không chết. Mập mạp cũng đi theo ta vỗ xuống bàn, nói ta nói rất đúng, nếu như không phải Kha Đạt quá tự tư, khả năng sự tình liền sẽ không là như vậy kết quả. Kha Đạt mắt đỏ gật đầu, đúng thế, đều tại ta quá tự tư, nếu như không phải ta trốn tránh, các nàng cũng sẽ không chết. Nói ta cảm giác bầu không khí giống như biến. Thế nào liền thành phê phán đại hội rồi. Trời một vẫn chờ ta đi cứu mệnh, nào có ở không ở đây phân ai đúng ai sai. Kha Đạt giống như cũng nhớ tới đến, hắn đẩy kính mắt hỏi, các ngươi tới tìm ta không phải nói có người muốn gặp ta sao? Đúng, tiền thi mị muốn gặp ngươi, ta sâu kín nói. Kha Đạt sau khi nghe, mộng một chút,
Sau đó ha ha phá lên cười, nói không biết là ta uống say vẫn là hắn uống say, Tiền Thi Mị đã sớm chết, làm sao gặp nàng. Là chết rồi, cho nên muốn gặp ngươi không phải người, là quỷ. Ngay tại nàng chết đi cái kia nhà vệ sinh nữ, ta sợ hắn không tin mình nghe được, cho nên ta nói câu nói này thời điểm từng chữ nói ra, nói đến rõ ràng. Không có khả năng, Kha Đạt dùng sức phất phất tay, cái kia nhà vệ sinh nữ ta đi qua mấy lần, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thơ mị quỷ hồn, ta là lão sư, ta không tin thế giới này có quỷ. Ngươi không tin có quỷ, vậy ngươi lại nửa đêm đi nhà vệ sinh nữ tế bái. Ta lạnh lùng mà hỏi, kia là đối người chết truy điệu, cùng có quỷ hay không hoàn toàn không quan hệ. Kha Đạt tiếp tục ngoan cố chống lại nói, ta mặc kệ ngươi tin hay không, trời tối ngày mai ngươi muốn đi với ta một chuyến nhà vệ sinh nữ, ta cam đoan ngươi có thể nhìn thấy Tiền Thi Mị. Nếu như hắn không đi, ta trói gô cũng phải đem hắn buộc đi qua. Kha Đạt nhíu mày, bắt đầu có chút nửa tin nửa ngờ, ngươi nói là thật. Nói nhảm, không phải ta tại cái này cùng ngươi kéo con bê đâu. Mập mạp dương lên chai rượu trong tay nói biết cái này rượu đắt cỡ nào không? Mấy trăm một bình, đủ ta uống một tháng băng hồng trà. Kha Đạt suy xét nửa phút, sau đó mới đập bàn quyết định cùng chúng ta đi, dù sao trong trường học, cũng không sợ chúng ta đùa nghịch hoa dạng gì, mà lại bí mật cũng nói cho chúng ta nghe, càng thêm không có gì tốt kiêng kỵ. Kha Đạt đi về sau, ta thở ra một hơi dài, rốt cục giải quyết một cái, còn lại chính là Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm gia hỏa này dáng dấp lấm la lấm lét, một bộ hèn mọn dạng, vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện, liên quan tới hắn ăn học sinh đậu hũ sự tình, ta cũng sớm có nghe thấy, ngày đó ta nhìn hắn tiến văn phòng trước đó còn đem bàn tay hướng Bạch Doãn cái mông, liền một người như vậy, không biết Tiền Thi Mị cùng hắn có gì liên quan. Tiểu ca, người kia cái gì Triệu chủ nhiệm, chúng ta lúc nào giải quyết hắn? Mập mạp miệng ngậm cây tăm, đánh một cái ở một cái, gia hỏa này gọi hắn đến làm việc. Không nghĩ tới mình ăn thành cái viên cầu. Ta nhíu mày, Triệu chủ nhiệm gia hỏa này không thể trực tiếp xuống tay, ta loáng thoáng cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt lành gì, phải nghĩ biện pháp tra một chút hắn nhìn có hay không mở ám, muốn làm không tốt trời một không có cứu được, hai chúng ta đổ trước lật thuyền, muốn thực sự không được, đem hắn trang bao tải khiêng qua đến, cái này sự tình mập mạp nhưng quen tay. Đi, đêm nay lật tiến hắn văn phòng điều tra thêm người này nội tình. Ta đem cuối cùng một chén rượu rót vào bụng, sau đó mang theo mập mạp trở lại trường học. Lãnh đạo trường học đều có phòng làm việc riêng, Triệu chủ nhiệm văn phòng ngay tại phòng học ký túc xá lầu 2, đoạn thời gian này lão sư đều tan tầm, cả tòa lâu đen như mực, một chiếc đèn đều không có, cực kỳ yên tĩnh. Ta cùng mập mạp vụng trộm sờ lên lầu 2, đợi khi tìm được Triệu chủ nhiệm văn phòng thời điểm, chúng ta lập tức thất thần, bởi vì văn phòng lại có thể có người, thật sự là tất chó, chẳng lẽ một chuyến tay không a? Triệu chủ nhiệm cũng không giống như thế chịu khó người, làm sao tan tầm còn ngốc ở văn phòng, ta cảm giác có mở ám. Nghĩ tới đây, ta cũng không tính đi vội vã, mà là cùng mập mạp hai người úp sấp bên cửa sổ, vỉnh tai cẩn thận lắng nghe trong văn phòng bên cạnh động tĩnh. Không lắng nghe còn không biết, trong này thế mà không chỉ một người, mà là có hai người, thanh âm một nữ nhân, một cái khác chính là Triệu chủ nhiệm thanh âm. Ta cùng mập mạp cẩn thận nghe xong, nguyên lai trong này nữ nhân là cái lão sư. Cái này lão sư cùng Triệu chủ nhiệm có bẩn thỉu giao dịch, muốn dùng thân thể đổi lấy lợi ích, hai người nửa đêm ở bên trong tiêu giao đây. Ta cùng mập mạp đồng thời lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ, sau đó giơ lên ngón tay giữa, phi. Cái này thần thánh sân trường, vì cái gì cũng sẽ có loại này hoạt động. Thật sự là mỗi một góc đều có hắc ám. Người cái ma quỷ, nói đến so hát phải đều êm tai, đúng, ta thăng chính sự tình thế nào? Lão sư hỏi. Yên tâm. Bao tải trên người ta, thăng chính chuyện nhỏ, về sau ngươi muốn dạy cái kia ban liền dạy cái kia ban. Triệu chủ nhiệm trả lời. Nghe bên trong hai người đối thoại, ta cùng mập mạp hai người tức giận đến mặt đều đỏ, trực tiếp thấp giọng mắng một câu, cầm thú. Triệu chủ nhiệm thế mà lợi dụng chức quyền làm ra loại này giao dịch, quá đáng ghét. Qua một hồi lâu, theo một tiếng gầm nhẹ, liền không có âm thanh, mấy phút đồng hồ sau, nữ liền nói, lão Triệu ta trở về. Không phải kia đồ đần muốn hoài nghi ta. Triệu chủ nhiệm ừ một tiếng, cũng không nhiều lời nói, đoán chừng mệt mỏi muốn chết, không còn khí lực nhiều lời. Theo văn phòng giày cao gót vang lên, ta cùng mập mạp lập tức hoảng, dưới tình thế cấp bách chạy lên trên lầu đầu bậc thang miêu, qua mấy giây sau, cái kia nữ liền đi tới đầu bậc thang, ta bốc lên nguy hiểm hướng xuống ngắm, trông thấy mặt của nàng về sau, ta lập tức nhận ra nàng là ai.
Đây là trường học của chúng ta thực tập lão sư, họ Trương, giáo âm nhạc. Trương lão sư đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu, đến trường học của chúng ta thực tập hẳn là có nửa năm đi, dáng dấp, chẳng qua dáng người thành thục, trước sau lồi lõm, bình thường khi đi học liền mang giày cao gót thêm trang phục chính thức, không lên lớp liền xuyên đầu tiểu bạch váy ngắn tại kia thao trường lắc, hấp dẫn một sóng lớn nam sinh ánh mắt, không nghĩ tới nàng cùng Triệu chủ nhiệm lại có một chân, vẫn là cái phụ nữ có chồng, thật vì nàng lão công lo lắng, trên đầu phải lục thành cái dạng gì rồi. Trương lão sư sau khi đi, mập mạp nói, trường học này làm sao loạn thành dạng này, có lão công thực tập lão sư vì phụ chính cùng trường học chủ nhiệm nhặt được, đây là dạy học chồng người địa phương, không phải xã hội đùa nghịch lưu manh nha, còn có sư đức sao. Bọn hắn có thể dạy cho học sinh cái gì, gia trưởng còn thế nào yên tâm đi hài tử giáo đến trên tay của bọn hắn, đây không phải chồng người, đây là hại người. Ta nói người cũng đừng dáng một gậy chết tươi một thuyền người, bất kỳ cái gì ngành nghề đều có âm u một mặt, cũng có ánh nắng chiếu không tới góc tối rơi, có tốt chồng người tiên phong, tự nhiên cũng có hại người bại hoại, chỉ là hai anh em ta không may, tận gặp được những cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Trương lão sư sắc mặt ửng đỏ, quần áo không chỉnh tề rời đi về sau, Triệu chủ nhiệm cũng không có theo sát sau đó, không biết ở văn phòng làm những thứ gì, ta cùng mập mạp ngay từ đầu sợ xuống dưới cùng hắn đụng vào ngực, về sau thực sự nhìn không được, hai người lại trượt xuống. Ta cùng mập mạp hai người một lần nữa đem lỗ tai dán tại trên cửa, nhưng văn phòng rất yên tĩnh, không còn có truyền ra động tĩnh gì, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, một mình hắn ở bên trong, chẳng lẽ lẩm bẩm sao? Tiểu ca, cái này Triệu chủ nhiệm chẳng lẽ muốn ở bên trong qua đêm à? Mập mạp nhỏ giọng hỏi. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, trong lòng ta là hy vọng hắn đi nhanh một chút, như thế chúng ta liền có thể đi vào lật hắn văn phòng. Qua một hồi lâu, chúng ta đột nhiên nghe đến bên trong chuông điện thoại di động vang, Triệu chủ nhiệm tiếp sau cũng không có lập tức nói chuyện, đoán chừng điện thoại đầu kia trước nói. Mười mấy giây sau, Triệu chủ nhiệm mới cười ha hả, mới vừa vặn vận động xong, mệt chết người, Trương Lệ này nương môn thật là có chút bản lĩnh. Triệu chủ nhiệm dừng lại sau khi, lại cười ha ha nói, về sau cưới được loại nữ nhân này coi như thảm, trên đầu muốn đỉnh lấy xanh xanh thảo nguyên, đi, ta hiện tại liền xuống đi. Triệu chủ nhiệm sau khi cúp điện thoại, ta cùng mập mạp thức thời trở về trước đó cái kia đầu bậc thang, nhưng kỳ quái là, Triệu chủ nhiệm chưa hề đi ra. Ta cùng mập mạp thủ đại khái 10 phút đồng hồ, hai người đều có chút ngây ngốc, hai mặt nhìn nhau về sau cũng không có biện pháp quá tốt, lại lần nữa chạy về bên cửa sổ. Lần này là triệt để không có tiếng, giống như người đã không ở chính giữa bên cạnh một người. Chẳng lẽ Triệu cầm thú đã đi rồi? Mập mạp lập tức cho Triệu chủ nhiệm lấy cái khó nghe lại thích hợp hoa tên. Ta lật một chút bạch nhãn, nói ta nào biết được, vừa rồi lại không thấy người ra tới, hiện tại bên trong lại không có động tĩnh, cái này sự tình có chút kỳ quặc, vừa rồi nghe hắn trong điện thoại đối thoại, hẳn là muốn đi ra ngoài. Bất kể rồi, trước trượt vào xem lại nói, nếu như Triệu cầm thú tại, vậy ta tại chỗ liền chơi chết hắn. Mập mạp nói, từ trong túi móc ra một đầu tinh tế dây kẽm. Gia hỏa này, cùng Thi Ngôn là một đường chi khâu, cái này quen thuộc thủ pháp, đoán chừng trước kia làm không ít tổn hại âm đức sự tình. Mập mạp chơi đùa sau một lúc, chỉ nghe thấy ổ khóa phát ra một tiếng nhỏ bé soạt âm thanh, cửa ban công liền ứng thanh mà mở. Chúng ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền đại khí cũng không dám nhiều thở một chút, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào văn phòng. Tiến văn phòng về sau, phát hiện không có bất kỳ ai, chính là lưu lại một cỗ kỳ quái hương vị, ta cùng mập mạp đều ngầm hiểu lẫn nhau, biết đồ chơi kia là chút cái gì. Ai, kỳ quái, Triệu cầm thú đến cùng đi đâu rồi, vừa rồi cũng không gặp hắn xuống thang lầu. Mập mạp gãi đầu, liên tiếp hiếu kỳ. Ta làm một cái chớ lên tiếng động tác, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, tầng lầu này mặc dù chỉ có một đầu thang lầu, nhưng cũng không chỉ có một văn phòng, có khả năng hắn đi những văn phòng khác. Cũng có khả năng vừa rồi chỉ là đi nhà xí, vạn nhất hắn quay trở lại đến phát hiện chúng ta liền xong con bê. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp lại nhìn không được hỏi một câu. Ta nói trước lật qua hắn văn phòng có gì có thể nghi đồ vật, sau đó lại tính toán sau. Vừa rồi Triệu chủ nhiệm hành động, tăng thêm lời hắn nói, ta đã xác định Tiền Thi Mị vì cái gì điểm danh muốn hắn đi, cái này Vương Bát Độc Tử khẳng định đối nàng hạ thủ, Tiền Thi Mị lần này gọi hắn đi, không chừng là đòi mạng hắn. Triệu chủ nhiệm văn phòng có một đài máy tính, còn có rất nhiều văn kiện, chúng ta xem một lần về sau, phát hiện cũng không có cái gì mờ ám, ngược lại là trong máy vi tính bên cạnh có thật nhiều loại kia tiểu thị tần, không nghĩ tới cái này người như thế ác tha,
thế mà ở văn phòng nhìn những vật này, còn có thể hay không muốn chút mặt, ta vội vàng gọi mập mạp copy một phần, sau đó phát cho ta gánh tội chứng. Mập mạp lúc này lại phát ra một tiếng thấp giọng hô, ta hỏi làm sao vậy, hắn nói những cái này tiểu thị tần không thích hợp, nhìn giống hiện trường đập. Đậu đen rau muống, ta bảo ngươi copy, ngươi lại tại chỗ nhìn, cháu trai này có thể hay không dựa vào điểm phổ. Chẳng qua có một số việc hoàn toàn chính xác đáng giá nghiên cứu một chút, ta vội vàng cũng xông tới cùng một chỗ nhìn. Ta đi, cái này mẹ nó không phải Triệu chủ nhiệm sao? Ta cũng phát ra một tiếng thấp giọng hô, chỉ vào trên máy vi tính tiểu thị tần nhân vật nam chính nói. Chúng ta lại nhìn xuống, phát hiện nhân vật nữ chính rõ ràng đều là học sinh, mập mạp tức giận đến mắng to câu, cái này Triệu Cầm Thú thật không phải là người. Chờ một chút, đúng vào lúc này, ta đột nhiên đè lại mập mạp tay, không để hắn tiếp tục theo con chuột, phòng ngừa hắn tiếp tục đè xuống một bộ. Tiểu ca, làm sao rồi? Mập mạp hỏi. Ta nhíu mày, mục không chuyển chử trừng mắt màn ảnh máy vi tính, muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời cái gì. Tiểu ca, ngươi không phải đâu, thế mà thích xem loại vật này. Ta lắc đầu, biểu thị không phải hắn nghĩ như vậy, mà là lần này tiểu thị tần bên trong học sinh ta biết, nàng không phải người khác, chính là ngự tỷ phạm 10 phần Bạch Doãn. Cái kia bá khí 10 phần, kiêu căng bướng bỉnh hội học sinh hội trưởng. Ta lắc đầu, biểu thị không phải hắn nghĩ như vậy, mà là lần này tiểu thị tần nữ sinh kia ta biết, nàng không phải người khác, chính là ngự tỷ phạm 10 phần Bạch Doãn, cái kia bá khí 10 phần, kiêu căng bướng bỉnh hội học sinh hội trưởng. Trong video Bạch Doãn không có phản kháng, nhưng biểu lộ lại có chút khó xử, nhìn không ra phải chăng bị buộc. Tiểu ca, cô gái này ngươi biết, mập mạp hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Nói tính nhận biết đi. Mập mạp nhíu mày nói cô gái này không thích hợp, có phải hay không là bị người hạ thuốc rồi. Mập mạp vừa nói như vậy ta cũng có loại cảm giác này, mà lại nhìn kỹ Bạch Doãn mi tâm có chút đen, cái này sự tình tuyệt đối không đơn giản. Ta mặc dù cùng Bạch Doãn không phải rất quen, nhưng tính cách của nàng, liếc mắt liền có thể mò thấy, kia Triệu chủ nhiệm bị ổi như thế, Bạch Doãn là không thể nào để ý hắn, khẳng định là cháu trai này dùng thủ đoạn gì. Những cái này tiểu thị tần bên trong muội tử cũng tuyệt đối không phải là tự nguyện, lão sư còn có thể là trèo chức vụ của hắn quyền lợi cho mình mưu cái thuận tiện, nhưng những cái này muội tử tham hắn cái gì? Chúng ta sau khi xem xong, mập mạp ba một cái liền đem máy tính cho đóng, sau đó liền mắng, cái này Triệu Cầm Thú nhưng thật không phải là người, hại nhiều như vậy muội tử, ta quốc gia liền phải thêm cái cắt xén hình phạt, chuyên môn đối phó mấy tên khốn kiếp này. Ta tuyệt đối đồng ý mập mạp thuyết pháp. Triệu chủ nhiệm chỉ là mấy tên cặn bã này đại biểu một góc của băng sơn, đoán chừng còn có rất nhiều loại này lợi dụng chức vụ đến giết hại vô tội thiếu nữ người. Triệu chủ nhiệm là cái gì người, chúng ta đã triệt để hiểu rõ, nhưng chúng ta bắt đầu hiếu kỳ hắn là làm sao làm được. Là đe dọa dụ lợi, vẫn là hạ dược, nhìn tiểu thị tần bên trong nội dung, hẳn không có mạnh đến thủ đoạn, trọng yếu nhất chính là, vừa rồi là cú điện thoại kia ai gọi cho hắn. Hắn muốn đi làm gì? Ta trước đó nghe rõ rõ ràng ràng, hắn giống như muốn xuống dưới, hẳn là. Nếu như lần này chúng ta có thể theo tới hắn, đoán chừng có thể hiện trường bắt hắn cho bắt được, nhưng hắn không ở văn phòng, cũng không có xuống thang lầu, vậy hắn người đến cùng đi đâu rồi? Mập mạp tức giận đến nghiến răng, không chỗ phát tiết, đành phải móc ra một điếu thuốc dùng sức rút lấy, ta lườm hắn một cái, tại người khác văn phòng hút thuốc, tâm đắc lớn bao nhiêu, đừng quên chúng ta là trộm đi tiến đến. Muốn lưu lại dấu vết để lại bị người phát hiện liền không tốt. Mập mạp nghe ta vừa nói như vậy, biết mình sai, thế là liền đem tàn thuốc vừa bấm, nhét vào bàn làm việc cái gạt tàn thuốc bên trên. Ai, cái này Triệu Cầm Thú mặc dù cặn bã một chút, nhưng ánh mắt không sai, cái này cái gạt tàn thuốc thế nhưng là đáng tiền hàng, tối thiểu 5 vạn treo lên khả năng mua được. Mập mạp nhìn xem cái kia trước mắt cái này cái gạt tàn thuốc, nước bọt đều chảy ra. Đối loại người này, ta cũng không khách khí với hắn, đã đến, vậy liền tặc không đi không, đem nó thuận đi cũng không có vấn đề a. Mập mạp hướng ta hỏi. Ta phất phất tay, ra hiệu hắn tùy tiện, Triệu chủ nhiệm loại cặn bã này, mập mạp đem hắn văn phòng dọn đi ta cũng không có ý kiến. Ai, này sao lại thế này, cái gạt tàn thuốc thật nặng a. Mập mạp thấp giọng hô nói. Thôi đi, ngươi không phải không ăn cơm đi, một cái gạt tàn thuốc đều cầm không được, ta cười mắng. Không thích hợp. Cái này cái gạt tàn thuốc thật chìm, giống như cùng toàn bộ bàn làm việc liền cùng một chỗ. Mập mạp giải thích nói. Vậy ngươi liền toàn bộ bàn làm việc đều nâng lên không được sao? Một cái bàn có thể nặng bao nhiêu? Ta câu nói này chỉ là đùa giỡn một chút,
không nghĩ tới mập mạp còn làm thật, hắn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó nhếch lên mông lớn dùng sức nhấc lên kia cái bàn làm việc, nhưng hắn đem mặt đều nghẹn đỏ, kia cái bàn làm việc đều không nhúc nhích tí nào. Ta đi, ngươi không có như thế phế a, cái bàn đều nhấc không nổi. Ngươi đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh chính ngươi đến nhấc, cái đồ chơi này so ngũ chỉ sơn còn nặng. Mập mạp thở hổn hển nói. Ta nhìn mập mạp đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, không khỏi cũng lên lòng hiếu kỳ, đi trôi qua về sau, cũng cùng đứng người lên nhấc một chút, có thể phát hiện bàn làm việc không nhích động chút nào, ta cúi đầu xem xét, lập tức phát hiện trong đó mờ ám, cái này bàn làm việc cùng trên mặt đất là hợp thành một thể. Mập mạp hô to nói lớn mắng, cái này Triệu Cầm Thú có phải bị bệnh hay không, một cái bàn làm việc còn hàn chết trên mặt đất, là sợ người trộm vẫn là sao, làm sao như thế móc đâu. Ta lắc đầu, nói bàn làm việc không phải hàn chết, chính là cùng trên mặt đất liền cùng một chỗ. Mập mạp có chút không hiểu, cái này có cái gì khác biệt? Ý nghĩa lại ở đâu? Ta nói đương nhiên là có, nếu như bàn làm việc cùng trên mặt đất liền cùng một chỗ, vậy đã nói rõ, cái này văn phòng có mờ ám, nếu như ta không có đoán sai, nơi này nhưng có cái mật thất hoặc là lối đi bí mật. Sau khi nói xong, ta duỗi ra hai tay vịn cái gạt tàn thuốc, sau đó dùng sức xoáy dạo qua một vòng. Lập tức cả cái bàn làm việc liền có chút chấn động lên, đem ta cùng mập mạp giật mình kêu lên, hai người cấp tốc lui lại một bước. 10 giây qua đi, bàn làm việc hướng về phía trước chuyển vị một khoảng cách, trên mặt đất thêm ra một cái chỉ chứa một người đi vào cửa hang. Cái này Triệu Cầm Thú sẽ chơi, thế mà ở văn phòng làm loại đồ chơi này. Mập mạp nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào, vừa rồi hắn khẳng định là hướng phía dưới này đi. Sau khi nói xong, ta xuất chui vào trước. Nhưng cái kia cửa hang hơi nhỏ hơn, kiến tạo thời điểm đoán chừng là dựa theo Triệu chủ nhiệm hình thể tạo, mập mạp hoa sức chín châu hai hổ mới chui xuống dưới, miễn cưỡng chui sau khi xuống tới, toàn thân cũng bị xiết phải đỏ rừng rực, kém chút liền kẹp chết ở giữa. Chui vào về sau, ta còn tưởng rằng sẽ có thang lầu đi xuống dưới, không nghĩ tới là cái trực động, ta cùng mập mạp hai người cũng không biết là trượt xuống tới vẫn là đến rơi xuống, dù sao một đường đến cùng, mắt vừa mở khép lại liền cái mông. Trên mặt đất có một tấm thật dày bọt biển đệm, hẳn là vì phòng quẳng cho nên sớm đặt ở cái này, không phải từ kia trực động đến rơi xuống, cái mông trực tiếp liền có thể nở hoa. Tiểu ca, không thích hợp nha, ta nhớ được chúng ta giống như vừa rồi tại lầu 2, kia đào đất động không được thông qua lầu 1 sao. Cái này rất dễ dàng liền bị người phát hiện, mà lại lầu 1 đều là gian phòng, sao có thể đào một đầu rơi thẳng động. Mập mạp phủi mông một cái, đứng lên khắp nơi quan sát đến. Đây chính là Triệu chủ nhiệm thông minh địa phương, đào đất động đều là tại lầu 1 đào, cơ bản không có người tại lầu 2 đào, cho nên không ai nghĩ được, về phần cái kia trực động, ta đoán chừng là tại trên cây cột đào, người không nhìn thấy cái này phòng học lâu cây cột tương đối lớn sao. Đào cái một người qua trực động, hoàn toàn không có vấn đề. Ta trả lời. Mập mạp nhẹ gật đầu, minh bạch ta ý tứ. Ta cùng mập mạp đến rơi xuống về sau, phía trước chính là cái bằng phẳng thông đạo. Thông đạo trên vách tường có một ít đèn nhờ trên có dầu môi đèn, đại khái cách 1 mét liền có một chiếc. Ta đi theo dầu môi đèn đi thẳng, đi đại khái 5 phút đồng hồ, đột nhiên phát hiện phía trước có một cái lớn gian phòng kia cùng giáo đường có điểm giống, không có cửa, hai bên trái phải đều có một con đường, mà bên phải đạo hữu động tĩnh chuyển tới, có vẻ như có người. Ta cũng không có vội vã phía bên phải vừa đi, mà là quan sát tỉ mỉ lấy cái này như là giáo đường gian phòng. Gian phòng chung quanh trên tường có rất nhiều đồ án, những bức vẽ kia bên trên người có chút hít nhi không nên, thấy ta cùng mập mạp mặt đỏ tim run. Trừ những cái này nam nữ đồ án bên ngoài, tường bên trên nhất còn có một cái to lớn đồ án, cái này đồ án ta liền có chút xem không hiểu, mặc dù hắn bề ngoài cùng người đồng dạng, nhưng ta nhìn không ra cái này là nam hay là nữ, quỷ dị nhất chính là, hắn có hai cái khác biệt nam nữ khí quan. Tiểu ca, cái này đồ là cái nào đồ đần họa? Ngươi nói cái gì cũng không có ta còn có thể lý giải, không phải liền là thái giám sao. Nhưng hai cái đều có, vậy ta liền có chút xem không hiểu rồi. Hẳn là, đây là trong truyền thuyết tranh chiều tượng, mập mạp nhìn xem trên tường đồ án nói. Ta lắc đầu nói đó cũng không phải cái gì loạn thoa lên họa, loại này họa, họa phong quỷ dị, có rất đậm tông giáo tín ngưỡng, hoặc là cái gì giáo tín ngưỡng đồ đằng đều nói không chừng. Mập mạp nghe đột nhiên ai nha một tiếng, tiểu ca. Ngươi nói những cái này nam nữ biểu lộ, cùng vừa rồi chúng ta tại máy tính nhìn những cái kia muội tử biểu lộ có phải là không có sai biệt. Thật đúng là đừng nói, mập mạp dạng này nhấc lên, ta cảm giác rất giống, đặc biệt là Bạch Soán,
nàng cùng nơi này trên đồ án nam nữ biểu lộ gần như giống nhau như đúc. Trừ đồ án, gian phòng chính giữa còn có một cái vật chứa, cái này vật chứa không lớn, cùng những cái kia rót dầu để lọt thùng sắt đồng dạng, ta cùng mập mạp dò xét mắt nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy vết máu loang lổ vết tích, dưới đáy đã bị nhuộm thành tinh hồng nhan sắc, giống như trường kỳ bị huyết dịch ngâm qua đồng dạng. Đậu đen rau muống, cái đồ chơi này sẽ không phải là dùng để tế tự a? Thế nào nhiều như vậy máu? Nơi này chẳng lẽ là tà giáo căn cứ địa? Mập mạp nhìn xem để lọt thùng sắt phía dưới, không khỏi rụt rụt đầu, giống như có chút sợ hãi. Làm mập mạp nói tà giáo thời điểm, không biết vì cái gì, trong đầu ta thế mà hiện lên linh dị xã cái từ này, những vật này, có thể hay không cùng linh dị xã có liên quan. Nơi này quỷ dị như vậy, hai chúng ta lại suy nghĩ không thấu, đành phải dùng di động chụp được về sau, mang về cho Thi Ngôn tham tường, nói không chừng có thể toàn bộ nguyên cớ ra tới. Đem tất cả đồ án cùng thùng sắt chụp được đến về sau, ta cùng mập mạp không để ý đến gian phòng bên trái đạo, hai người cùng một chỗ vụng trộm sờ về phía bên phải đạo. Chúng ta càng chạy, nghe thấy động tĩnh lại càng lớn, ngay từ đầu chỉ có một ít mơ hồ thanh âm, đi một khoảng cách sau chúng ta nghe đến ba ba thanh âm, ngay từ đầu chúng ta không hiểu đây là cái gì âm thanh, về sau mới chậm rãi biết, đây là tiếng roi, nương theo lấy tiếng roi rơi xuống, còn có giọng của nữ nhân. Nữ nhân âm thanh nghe rất thảm, nhưng lại nương theo lấy một trận vui vẻ run rẩy, giống như bị roi rút, là đau nhức cũng vui vẻ lấy sự tình, ta cùng mập mạp nghe lại hít sâu một hơi, bởi vì loại kia roi rút đến thịt phát ra tới thanh âm, nghe người phía sau lưng phát lạnh, cái này mẹ nó phía trước đến cùng phát xảy ra chuyện gì. Ta cùng mập mạp xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, tiếp tục tiến lên, chẳng qua hai người tâm đều bị xách ngược lên, đi đường thời điểm thở mạnh cũng không dám một chút, một là cẩn thận, hai là khẩn trương. Lại ước chừng đi sau 3 phút, chúng ta liền nghe được Triệu chủ nhiệm thanh âm, hắn không ngừng phát ra ngân cười, sau đó điên cuồng mắng, ha ha, vui vẻ sao? Dễ chịu sao, lão tử hút chết các ngươi, chúng hàng đầu tư vị thế nào? Triệu cầm thú quả thật sự ở nơi này, đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ cảm giác, lại tới giết hại tiểu cô nương, cái đồ chơi này thật không phải là một món đồ, ta nhổ vào. Mập mạp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng hung dữ mắng. Ta chỉ phía trước, ra hiệu hắn tiếp tục đi, nhìn xem cái này Triệu chủ nhiệm đến cùng đang làm những gì. Chúng ta đi không có mấy bước, liền đến trong một phòng khác trước, nhưng gian phòng này có một cái đại cửa sắt, thanh âm ngay tại trong cửa sắt truyền tới. Ta nhẹ đụng nhẹ cửa sắt, phát hiện khóa chặt, căn bản đẩy không ra, bởi vì Triệu cầm thú tại, cũng không dám lỗ mãng để mập mạp cậy khóa, hai người núp ở cửa dưới đáy, lặng lặng nghe phía sau cửa động tĩnh. Ngay từ đầu cũng chỉ có roi quật cùng nữ nhân gào thảm thanh âm, về sau liền dần dần nghe được có người cùng Triệu chủ nhiệm đối thoại, cùng Triệu chủ nhiệm đối thoại chính là nữ nhân, khẩu âm đặc biệt, có vẻ như là cái người ngoại quốc. Triệu chủ nhiệm, tới đi đi đều là những cái này nữ, sư phụ ta nói lại không có chim non tử, hắn liền phải rút lui đối ngươi trợ giúp, không còn dùng hàng đầu trợ giúp ngươi. Ai ai ai, gọi ngươi sư phó đừng nóng giận, ta sẽ mau chóng đổi một nhóm, lúc đầu nha. Tìm hai học giáo bên trong cực phẩm mỹ nữ, không nghĩ tới bên người cùng một cái rất lợi hại tiểu tử, lúc đầu muốn diệt trừ hắn, không ngờ không có xính, bây giờ lại gây một thân phiền phức, Trương Hồ tiểu tử này đã bắt đầu đang điều tra linh dị xã, cái này người cũng không thể gây, có tiền có thế, thủ đoạn độc ác, không có lên trước chính là cái nhân vật hung ác, chờ phong ba qua đi, ta lại cho các ngươi làm nhiều mấy cái. Ngươi nói cái kia chuyện xấu tiểu tử, có phải là Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân? Ta trước đó điều tra, giống như tiểu tử này xác thực khai ra dạng này âm dương cửa hàng, mà lại bản lãnh của hắn còn không nhỏ. Hừ, lần trước hắn làm hư chuyện của ta, còn làm bị thương ta, khoản nợ này, ta sớm muộn phải tìm hắn tính, chuyện của hắn ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta, ngươi chuyên tâm giúp ta sư phó tìm nữ nhân đi. Đúng đúng, cái này đương nhiên ta tự nhiên biết. Đối thoại kết thúc về sau, ta nghe thấy gian phòng bên trong có cửa phòng mở thanh âm. Giống như gian phòng bên trong còn có cửa, ngoại quốc nữ nhân có vẻ như từ cửa rời khỏi, rất có thể cái kia cửa chính là lối ra, nếu như lại từ trực động bò lại đi, đoán chừng phải phí không ít lực. Ngoại quốc nữ nhân sau khi đi, Triệu chủ nhiệm lại lần nữa vung lên roi rút đánh lên, miệng bên trong còn mắng chửi, phi, túng cái gì lực, linh dị xã cái này ngạnh vẫn là lão tử nghĩ ra được, nếu không phải lão tử cho các ngươi cung cấp thuận tiện, ngươi đi đâu làm nhiều như vậy muội tử đi, nếu không phải cho ngươi sư phó mặt. Ta liền ngươi cũng rút, phi, còn hàng đầu. Triệu chủ nhiệm càng mắng càng ra sức, đánh cho cũng càng ngày càng ra sức,
nhưng những cái kia bị đánh nữ nhân, giống như làm cho rất thảm, lại hình như cực kỳ vui vẻ. Tiểu ca, vừa rồi cái kia ngoại quốc nữ nhân giống như nói người a, người thế nào còn cùng người ngoại quốc có khúc mắc? Mập mạp thấp giọng hỏi. Ta nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ, nàng vừa rồi xách tiểu tử kia chính là ta, hơn nữa còn cùng ta có khúc mắc, dự định tới tìm ta báo thù. Ta cau mày tự hỏi, ngoại quốc nữ nhân, hàng đầu, chẳng lẽ là... Trong đầu ta lập tức nhớ tới trước đó đến trong tiệm cái kia hộ khách, Liễu Đình. Liễu Đình cùng lão công không có mang thai hài tử, sau đó đưa tới trong nhà ức hiếp cùng đánh đập, lại về sau tìm cái Thái Lan nữ nhân hạ xuống đầu báo thù. Sự tình kết thúc về sau, Liễu Đình hạ tràng bi thảm, nhưng Thái Lan nữ nhân lại biến mất. Vừa nghĩ như thế tất cả mọi chuyện đều thuyết phục, nữ nhân này chính là trước đó Liễu Đình mời Thái Lan hàng đầu nữ nhân, nàng đích xác cùng ta có khúc mắc. Lần kia nàng kém chút liền đem ta cùng mập mạp cho giết, lần đầu giao thủ thời điểm, chúng ta đấu cái chia 5 năm, không nghĩ tới ở đây một lần nữa gặp phải nàng, hừ, nàng không tìm ta tính sổ sách, ta còn phải tìm nàng đâu. Trừ cái này Thái Lan nữ nhân, Triệu chủ nhiệm nói một chuyện khác cũng rất trọng yếu, đó chính là Linh Dị Xã. Nguyên lai Linh Dị Xã căn bản cũng không phải là đứng đắn gì câu lạc bộ, chỉ là hấp dẫn người một cái ngụy trang, mục đích đúng là vì ngoặt nữ nhân. Trách không được Linh Dị trường xã trường học không tra được, bởi vì hiệu trưởng ủy thác điều tra người, chính là Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm chính là sắp đặt Linh Dị xã một hệ liệt sự tình người, làm sao lại đem mình khai ra, lão hồ ly này, thật là giảo hoạt, chẳng những giảo hoạt, lá gan còn lớn hơn, thế mà nghĩ đến đối Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết động thủ, may mắn có ta đi theo, không phải hậu quả khó mà lường được, tưởng tượng các nàng cũng cùng Bạch Doãn đồng dạng gặp Triệu chủ nhiệm độc thủ. Sau đó cũng bị ghi chép thành video phóng tới trong máy vi tính tổn lấy, ta liền tức giận đến nghiến răng, kém chút đầu đều bị tức phải bốc lên thanh yên. Hận không thể lập tức thiến hắn. Có điều, không thể làm loạn, Triệu chủ nhiệm một người là không xong loại sự tình này, bên cạnh hắn còn giống như có người tài ba, vừa rồi nghe bọn hắn nói chuyện tựa như là cái kia Thái Lan nữ nhân sư phó, đoán chừng là cái nhân vật hung ác, làm không tốt hai chúng ta đều muốn đem mệnh nhét vào cái này. Ta chết không sao, trời một vẫn chờ ta đi cứu mệnh đâu. Sự tình ta đã biết rõ ràng hơn phân nửa, lúc này hẳn là rút, nhưng mập mạp không chịu đi, nói muốn nhìn một chút. Ta do dự một chút, dù sao hiện tại cũng chỉ có Triệu chủ nhiệm, nhiều nhất bị phát hiện liền nhanh chân chạy, nên vấn đề không lớn. Mập mạp thấy ta sau khi đồng ý, vội vàng ngồi xổm thân thể bắt đầu nạy lên khóa đến, chẳng qua lần này hắn nạy ra phải cực kỳ chậm, người cũng khẩn trương. Ta nhìn thấy tay hắn tại run nhẹ nhẹ, hắn nói lần đầu tiên trong đời có người ở bên trong còn cạy khóa. Qua đại khái 7-8 phút, mập mạp mới đem khóa cho cạy mở, chúng ta tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, sau đó hai cặp mắt nhét chung một chỗ đi đến ngắm lấy. Coi ta lần đầu tiên nhìn về phía bên trong thời điểm, lập tức kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều là không thể miêu tả hình tượng, trọng yếu nhất chính là ta còn chứng kiến Bạch Doãn. Vì sao lại dạng này? Đây quả thật là Bạch Doãn sao? Nhìn xem một màn này, trong lòng ta thật cảm giác khó chịu, chẳng qua có thể là Triệu chủ nhiệm dùng cái gì thủ đoạn để Bạch Doãn biến thành dạng này, nhớ tới ngày đó Bạch Doãn trên tay vết dây hằn, ta lập tức minh bạch nguyên do. Mau cứu nàng, mau cứu Bạch Doãn. Đột nhiên, câu nói này tại trong đầu ta chợt lóe lên, đây là vứt bỏ lầu dạy học thứ 9 ở giữa phòng học con quỷ kia đối lời ta nói, hắn nhiều lần xin nhờ ta cứu vớt Bạch Doãn, tăng thêm trước đó Triệu chủ nhiệm. Cái này sự tình đã 90% sáng tỏ, Bạch Doãn tuyệt đối là bị hắn dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn khống chế, cái này Triệu cầm thú, quả thật không phải là người, ta hiện tại thật muốn lao ra một quyền đánh vào trên mũi của hắn. Trừ Bạch Doãn, còn có ba cái muội tử, Triệu chủ nhiệm cầm roi tại hung hăng quật các nàng, mà nét mặt của các nàng rất cổ quái, nói không nên lời là cao hứng còn phải đau khổ, ta có chút buồn bực, liền loại này roi, rút một chút đoán chừng nước mắt đều có thể ra tới. Vì cái gì các nàng lại không khóc không náo, Triệu chủ nhiệm đến cùng đối với các nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là hàng đầu? Đúng vào lúc này, gian phòng bên trong lối ra cánh cửa kia kít một tiếng mở ra. Liền Triệu chủ nhiệm cũng bị giật nảy mình, hắn đánh cái run run hỏi, ai vậy, mẹ nó dọa lão tử, dọa ợ ra dám thường nổi sao? Ê a, đột nhiên một tiếng quái khiếu, từ ngoài cửa lăn tới đây một viên đen xì đầu người này tóc dài râu dài, mắt trợn trừng lên. Còn thở phì phò. Từ lão quái, ngươi tới làm gì, vừa mới không cùng ngươi đồ đệ nói xong sao? Triệu chủ nhiệm tức giận nói, đoán chừng vừa rồi cho cái này gọi từ lão quái dọa cho phát sợ, cho nên hiện tại có chút tức giận. Chẳng qua ta cùng mập mạp cảm thấy rất kỳ quái,
cái này chỉ còn một cái đầu người, chẳng lẽ còn sống? Cái này đến cùng là quái vật gì? Quá tà môn đi, Thái Lan hàng đầu có mạnh như vậy sao? Tà lão quái không nói gì, mắt của hắn liền bổ nhào bệnh mụn cơm đồng dạng, nháy mắt nghiêng nhìn về phía chúng ta, hắn há mồm nói một câu nói, nhưng ta nghe không hiểu, tựa như là tiếng Thái, chẳng qua ta minh bạch, chúng ta là bị phát hiện, trừ Triệu chủ nhiệm, liền Bạch Doãn cũng nhìn về phía chúng ta bên này. Hỏng bét, bị phát hiện, trong lòng ta lạc một chút, gian phòng bên trong viên kia gọi từ lão quái đầu người ta không biết lai lịch ra sao, ta cũng không có phần thắng hắn, nhưng đêm nay ta nhất định phải đem Bạch Doãn cứu đi, ta đáp ứng con quỷ kia, cũng đáp ứng chính ta. Nhưng ta còn không có lao ra, mập mạp đột nhiên liền ghìm ta cổ kéo lấy ta trở về chạy, ta muốn giãy giụa, nhưng hắn lại không cho ta bất luận cái gì giãy giụa cơ hội, cổ siết đến siết sao, liền cho ta một điểm thở không gian. Một lần nữa trở lại trực động phía dưới thời điểm, mập mạp mới buông ra ta, ta lập tức cùng núi lửa bộc phát đồng dạng đối với hắn quát, người mẹ nó ngăn đón ta làm gì, ta muốn cứu Bạch Doãn. Người này ta cùng với nàng không có đã gặp mặt vài lần, mới quen không lâu cũng không tính quen, nhưng không biết vì cái gì, ta chính là nghĩ liều mạng cứu nàng, có thể là vừa rồi hình tượng xúc động ta, cảm thấy nàng rất đáng thương. Tiểu ca, bình tĩnh một chút, nàng bộ dáng như hiện tại, nàng hy vọng ngươi thấy nàng sao. Nếu như ngươi bây giờ lao ra, nàng sẽ sụp đổ. Mập mạp nắm chắc cánh tay của ta, không để ta quá kích động. Mập mạp nói đúng, Bạch Doãn khẳng định không nghĩ ta gặp được nàng bây giờ, cái dạng này quá mất mặt, coi như ta cứu nàng, đoán chừng cũng sẽ sụp đổ sống không nổi. Ta tỉnh táo lại về sau, hai người ngựa không dừng vó bỏ lên, mặc dù quá trình có chút gian nan, đặc biệt là mập mạp, nhưng cuối cùng là chen đi lên, đường cũ trở về Triệu chủ nhiệm văn phòng. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy một viên đen xì đầu người từ trực động bên trên chậm rãi lăn tới. Nhỏ, tiểu ca, người, đầu người đi lên, mập mạp khẩn trương kêu, đã có chút ngữ bất luận lần. Ta lập tức phản ứng lại, trong tay gọi ra một tấm hoàng phù, thần hỏa giáng lâm, thiêu tẫn thế gian ma, thái thượng lão quân vội vã như ý lệnh. Lập tức hai ngón tay ở giữa hoàng phù phốc một tiếng liền dâng lên một cỗ kim hoàng sắc lửa. Đi chết đi, ta đem hoàng phù ném trực động. Sau đó cấp tốc xoay tròn cái gạt tàn thuốc, lập tức bàn làm việc liền khôi phục tại chỗ, đem trực động cho phong kín. Ta cùng mập mạp xoa xoa trên người mồ hôi, hai người đều thở ra một hơi dài, sau đó toàn thân mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất, viên này người sống đầu thật là dọa người, nếu để cho nó chui ra, còn không biết như thế nào đối phó nó, tốt nhất hiện tại liền đem nó thiêu chết trong động, cũng coi như giải quyết một đại phiền toái. Nhưng ta nghĩ quá đơn giản, đúng vào lúc này. Đột nhiên bàn làm việc dưới đáy phát ra phanh phanh tiếng va chạm, giống như có đồ vật gì muốn trong lòng đất phá đất mà lên đồng dạng. Thao, cái đồ chơi này còn âm hồn bất tán, mập mạp mắng chửi. Đừng quản nó, đi nhanh lên, cái đồ chơi này nhìn xem đều âm tà, còn không biết là vật gì, trước bảo trụ mệnh cứu trời lão đại, trượt. Nói xong ta dắt lấy mập mạp liền chạy ra ngoài, sau đó ba bước cũng làm hai bước đi xuống lầu. Chúng ta hạ giáo sư sau lầu. Đột nhiên mập mạp liền chỉ trước đó lầu 2 vị trí kia, ta ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến rụt đầu, bởi vì có người đầu chính bốc lên tia lửa gắt gao trừng mắt chúng ta, nó cũng không có xuống tới, ngay tại lầu 2 hành lang nổi lơ lửng, không biết còn tưởng rằng là ai cúi lưng xuống tại hành lang bên trên đi tới đi lui. Tiểu ca, hóa ra người kia hoàng phù chính là cho kia người sống đầu bỏng cái tóc. Mập mạp nói, không đốt chết nó, coi như nó gặp may mắn, lần sau bắt tới coi nó là cái bô. Thổi xong châu bò về sau, ta vội vàng lôi kéo mập mạp chuồn ra trường học, cái đồ chơi này hơn nửa đêm nhìn xem làm người ta sợ hãi, liền thừa một cái đầu người thế mà còn có thể thở, hàng đầu quả nhiên âm tà. Ra trường học về sau, hai ta thẳng đến cửa hàng của mình, đêm nay ta khẳng định là không còn dám về ký túc xá ngủ, phát hiện ngả ra đất nghỉ quen thuộc, ngược lại ở đây càng có cảm giác an toàn. Trở lại cửa hàng về sau, hai ta vội vàng đem ngủ được cùng như heo thi ngôn kéo lên. Sau đó đem trước đập tới đồ án cùng cái kia thùng sắt vật chứa cho nàng nhìn một cái. Thi ngôn dụi dụi mắt, đánh cái đại đại ngáp, mới mở to cặp mắt mông lung nhìn ta trên điện thoại di động đồ án. Cái này không nhìn không sao, xem xét người lập tức giật cả mình, lập tức liền tinh thần, buồn ngủ càng là tan thành mây khói. Cái đồ chơi này các ngươi đi đâu đập? À, nhìn ta đều lên cả người nổi da gà. Thi ngôn ghét bỏ đưa điện thoại di động quăng ra. Đặc biệt là nhìn thấy có nam nữ song khí quan bức kia đồ án, biểu lộ càng trở nên thần bí. Ta nhìn Thi Ngôn giống như biết một chút cái gì,
cũng không có che giấu, trực tiếp đem chuyện tối nay kỹ càng nói cho nàng. Thi Ngôn sau khi nghe, kìm lòng không được thở dài, nói những cô bé này thật đáng thương. Ta nói đáng thương đương nhiên đáng thương, nhưng ngươi phải nói cho ta các nàng làm sao có thể yêu, nói trắng ra chính là vì sao lại biến thành dạng này, Triệu chủ nhiệm cùng những cái kia người Thái Lan đến cùng tại trên người các nàng hạ thủ đoạn gì. Thi Ngôn nâng cầm lên, cau mày nói, hàng đầu sử dụng dược vật cùng trùng vật đều chỉ là phụ đạo tác dụng, chủ yếu vẫn là lợi dụng người thất tình lục dục, sau đó tiến hành dẫn đạo cùng kích phát, cuối cùng lại khống chế. Mà cái gọi là thất tình chính là chỉ, mừng, giận, buồn, vui, kinh, sợ, nghĩ. Lục dục thì là chỉ, muốn ăn, họ muốn, tình dục, lòng ham chiếm hữu, tò mò, tài năng xuất chúng muốn. Những cái này thất tình lục dục tại Thái Lan có đem đối ứng đồ đằng thần linh, các ngươi trên điện thoại di động đập tới cái kia đồ án, chính là họ muốn tà thần, cái kia thùng sắt chính là tế tự đồ vật, bên trong huyết dịch, đoán chừng chính là hiến tế cho muốn thần chim non tử máu. Thờ phụng muốn thần hàng đầu sư sẽ chăn nuôi hai loại trùng, loại này trùng tại chúng ta cái này xưng là không yêu sầu tử trùng, tại Thái Lan thì gọi muốn xuân trùng, loại này côn trùng một ngày 11 giờ đều tại sinh sôi, trùng cái mang thai đẻ trứng về sau, lại sẽ tiếp lấy không ngừng sinh sôi. Hàng đầu sư nhóm đem loại này trùng chăn nuôi tiến hành khống chế, sau đó tinh luyện thành hàng đầu, loại này muốn xuân trùng đồng dạng đều là một đôi, trùng cái hạ đến nữ nhân trên người, trùng đực thì hạ đến trên thân nam nhân. Trong nữ nhân loại này hàng đầu về sau, sẽ đối hạ trùng được nam nhân không ngừng sinh ra ỉ lại, đồng thời sẽ bị khống chế, nếu như không chiếm được thỏa mãn, thân thể sẽ gặp trùng cái gặm cắn, đến lúc đó trên cơ bản sẽ cùng sống không bằng chết, cực kỳ khó chịu, có đôi khi muốn thông qua quật đến làm dịu đau đớn. Nghe xong Thi Ngôn sau khi giới thiệu, ta cùng mập mạp đều cảm thấy không rét mà run, nếu như chúng loại này hàng đầu, kia nữ nhân này chẳng phải hủy sao. Cái đồ chơi này cùng Mai Thúy khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến Bạch Doãn hiện tại chính chịu loại này không phải người đau khổ, ta liền cực kỳ tức giận, trừ Bạch Doãn, còn có rất nhiều vô tội học sinh. Không được, tuyệt đối không được, loại này chuyện thương thiên hại lý, ta nhất định phải liều mạng ngăn cản, may mắn bị chúng ta phát hiện, không phải cái này Triệu Cầm Thú còn không biết muốn giết hại bao nhiêu vô tội thiếu nữ, các nàng đều vẫn là hoa quý tuổi tác, tất cả sự vật tốt đẹp đều vừa mới cất bước. Ta không thể để cho Triệu chủ nhiệm cùng hàng đầu đem các nàng cho hại, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Tiền Thi Mị chính là bị Triệu chủ nhiệm hạ hàng đầu hại, khi đó trên người nàng có kha đạt hại tử. Nàng căn bản không có khả năng tự sát. Hiểu rõ chân tướng sự tình về sau, ta một đêm đều không ngủ, nghĩ tới Triệu Cầm Thú, ta liền tức giận phải không được, cái này người thương thiên hại lý, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, chẳng qua bây giờ còn không phải động đến hắn thời điểm, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến nhà vệ sinh nữ. Đem trời đưa một cái đổi ra tới. Sáng ngày thứ hai tan học thời điểm, đột nhiên Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn vui buồn thất thường đem ta đưa đến một cái vắng vẻ nhà máy, đi vào ta liền thấy hai cái đại hán vạm vỡ đối ta trừng mắt mắt dọc. Ta còn tưởng rằng Trương Tiểu Mạn muốn trả thù ta, tìm hai người tại cái này nơi hoang vu không người ở đem ta cho làm, dọa đến ta nhanh chân liền chạy. Trương Tiểu Mạn vội vàng đem ta cho túm trở về, người cái thối thần côn chạy cái gì? Có phải là làm cái gì việc trái với lương tâm? Ta nuốt một ngụm nước bọt cầu xin tha thứ, Trương đại tiểu thư, ngươi tể tướng bụng có thể chống thuyền, ta bình thường đều là cùng ngươi tiểu đả tiểu nháo, không cần đến giết người diệt khẩu a. Về phần ngươi thao trường chuyện này, ngậm miệng, Trương Tiểu Mạn hung hăng giẫm ta một chân, lại nói đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Dọa đến ta một cái tay che chân, một con che miệng lại, không dám ở ấp úng, nhà nàng có tiền có thế, ta sợ. Một bên Lâm Tuyết lại cười đến không ngậm miệng được, nói cho tới bây giờ chưa thấy qua ta như thế sợ. Ngẫm lại cũng thế, trước kia đều là ta biến đổi pháp đến khi phụ nàng, chỉ chẳng qua sự tình lần trước hổ thẹn nàng về sau, tăng thêm lần này ba nàng Trương Hổ lại nhúng tay chuyện này, ta tạm thời cũng không muốn lại đắc tội nàng. Cùng ta tới, Trương Tiểu Mạn trợn mắt nhìn ta một cái về sau, liền đem ta đưa đến nhà máy một cái phá trong phòng, ta nhìn thấy bên trong có người bị trói tại trên ghế. Người kia còn bị băng dán cho phong bế miệng, mắt, nghe thấy có người sau khi đi vào, hắn liền ấp úng giãy giụa. Ta đi gần xem xét, phát hiện người này chính là trước đó linh dị xã người liên hệ, ải tử. Về sau chúng ta lại tìm hắn thời điểm, hắn thế mà phủ nhận cùng linh dị xã có quan hệ, đẩy chính là không còn một mảnh, chẳng qua Trương Hổ vẫn là phái người một mực theo dõi lấy hắn, để ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trương Tiểu Mạn thế mà đem hắn buộc đến nơi này tới. Cái này chết hải tử miệng thật cứng rắn,
Bản tiểu thư đánh đập hắn mấy lần, chính là không chịu nói ra linh dị xã bí mật. Trương Tiểu Mạn đối Ải Tử hung dữ mắng. Ta không khỏi một trận ác hàn, cái này Trương đại tiểu thư quả nhiên là cái bạo lực cuồng thêm xấu bụng nữ, người khác không nói, nàng thế mà muốn nghiêm hình bức cung, chẳng qua lấy nàng gia đình thực lực, đánh cũng liền đánh, cáo cũng cáo không tiến nàng, nhưng có một số việc tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nhưng không có chút nào để ý Trương Tiểu Mạn đánh đập hắn, linh dị xã chó săn, đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì. Ta cho Trương Tiểu Mạn nháy mắt, ra hiệu lần này để ta tới cậy mở miệng của hắn, Trương Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu ta tùy tiện, chẳng qua cuối cùng vẫn là thêm một câu, nhẹ tay điểm, đừng đánh chết rồi. Ải Tử nghe được câu này, cùng như giật điện giãy giụa, có vẻ như Trương Tiểu Mạn đánh cho hắn không nhẹ, hiện tại lại nghe nói muốn đánh, dọa gần chết, người không ngừng trên ghế giãy giụa lấy. Ta khinh miệt liếc mắt, ta cũng không phải cái bạo lực cuồng, cho là ta cùng ngươi giống như. Ta xé mở Ải Tử miệng cùng trên mắt băng dính, sau đó lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm nhìn. Ải Tử dọa đến trên mặt tái nhợt, vội vàng cầu xin tha thứ, các vị đại ca đại tỷ, ta chính là cái chân chạy, thật không biết linh dị xã sự tình, các ngươi tha ta được hay không? Dựa theo tối hôm qua thi ngôn nói sự tình, cái này cái gọi là linh dị xã khẳng định là nam tôn nữ ti, mà lại loại chuyện đó, Triệu chủ nhiệm khẳng định là sẽ không để cho người ngoài tham dự, không phải tiết lộ ra ngoài, vậy cũng không chính là mất chén cơm vấn đề, làm không tốt liền mệnh đều muốn ném. Lại nói, ai không muốn làm hoàng đế, có nhiều như vậy nữ nhân, Triệu chủ nhiệm làm sao lại cùng nam nhân khác chia sẻ đâu. Mà cái này Ải Tử thế mà có thể tham dự vào, nói rõ hắn cùng Triệu chủ nhiệm quan hệ xác định vững chắc không tầm thường. Nói đi, ngươi cùng Triệu chủ nhiệm quan hệ thế nào? Ta lạnh lùng mà hỏi. Ải Tử lập tức sửng sốt, sau đó lại cười hì hì làm dịu xấu hổ, Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm loại kia lãnh đạo trường học, làm sao có thể tham dự linh dị xã? Đây không phải là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, biển thủ sao? À, cái gì Triệu chủ nhiệm tham dự linh dị xã? Ta chỉ có điều gặp ngươi có đôi khi cùng chủ nhiệm đi có chút gần, cảm giác hai người các ngươi quan hệ không tầm thường, ngươi đây là. Ta trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh, cái này Ải Tử đã một chân dẫm vào ta sáo lộ bên trong. Chờ Ải Tử phát hiện thời điểm, đã trễ, nhưng miệng hắn là thật cứng rắn, vội vàng cười nói, ta chính là nói Triệu chủ nhiệm a. Triệu chủ nhiệm cùng ta có thể có quan hệ gì, hai chúng ta dáng dấp không hề giống, ha ha, làm sao có thể có quan hệ. Nếu như nói lời nói mới rồi là một cái hố, vậy ta liền không chỉ đào một cái hố, câu nói thứ hai cũng là một cái hố sâu, chỉ là Ải Tử còn không tự biết mà thôi, cái này liên hoàn hố nhưng bộ hắn không ít lời nói. Hắn đã nói cùng Triệu chủ nhiệm dáng dấp không giống, đó chính là hai người hẳn là có quan hệ máu mủ, không phải sẽ không cùng hình dạng dính vào quan hệ. Ta cẩn thận vừa so sánh, thật đúng là đừng nói, cái này Ải Tử giữa lông mày cùng Triệu chủ nhiệm thật là có mấy phần giống con chẳng qua thân cao có khoảng cách. Cho nên cũng không có hướng bên kia nghĩ. Chẳng qua theo ta được biết, Triệu chủ nhiệm đã sớm kết hôn, hắn là một đứa bé, nhưng là cái nữ nhi, hắn cũng không có nhi tử, chẳng lẽ là cùng Triệu chủ nhiệm có quan hệ thân thích? Không có khả năng, quan hệ thân thích hẳn là có rất ít người phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến bề ngoài phía trên đi. Ai? Thật đúng là đừng nói, người bộ dáng cùng Triệu chủ nhiệm dáng dấp quả thật có chút giống. Ta tiếp tục lạnh lùng nói, sau đó trùng điệp đè ép bả vai hắn, mỗi lần nói chuyện đều cho hắn làm áp lực. Ải Tử đầu đầy mồ hôi, không biết là bị hù vẫn là gấp, chẳng qua hắn tay cho chó chặt, không thể kịp thời lau mồ hôi, bộ dáng phi thường vất vả. Hồ, nói bậy, ta mới không bằng Triệu chủ nhiệm giống đâu. Ải Tử nói chuyện bắt đầu có chút đầu lưỡi lớn, rõ ràng lời nói của ta đối với. À, còn mẹ nó mạnh miệng, ngươi cho người ta bán còn không biết, Triệu chủ nhiệm đã sớm để ngươi cho hắn gánh tội thay, đồ đần, Trương Hổ là ai ngươi hẳn phải biết, còn không thẳng thắn tử rộng, ta sợ ngươi toàn thây đều không có. Ta lại ép ép bả vai hắn, cho hắn không ngừng làm áp lực, cái này hố, xác định vững chắc có thể đem hắn cho chôn. Không có khả năng, ta là con của hắn không có khả năng chôn ta, ngươi gạt ta. Ải Tử hô to gọi nhỏ nói. Người không ngừng trên ghế chuyển đến chuyển đi, muốn giãy giụa ra dây thừng trói buộc. Quả nhiên, cái này chết Ải Tử cùng Triệu chủ nhiệm kia vương bát độc tử có quan hệ lớn lao, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà là phụ tử, chẳng qua cũng thế, Triệu chủ nhiệm đồ chơi kia cũng không sinh ra vật gì tốt, sinh một cái giống như hắn hèn mọn Ải Tử cũng hợp tình hợp lý. Bên cạnh Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cũng lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, cái đồ chơi này thế mà là Triệu chủ nhiệm nhi tử.
nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nhao nhao đem ngươi chặt cho chó ăn. Trương Tiểu Mạn phiến hắn một to mồm, mạnh mẽ mắng. Vẫn là Trương Tiểu Mạn bá khí, cái này một to mồm trực tiếp đem ải tử phiến ngây ngốc, núp ở trên ghế ngoẹo đầu, cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng, sợ phải không còn dám hô to gọi nhỏ, nói chuyện cũng thỏ thẻ nhỏ giọng. Chậc chậc chậc, nếu như không phải Triệu chủ nhiệm đem ngươi bán, ta làm sao có thể biết Triệu chủ nhiệm cùng chuyện này có quan hệ, đúng hay không? Hiện tại thẳng thắn từ rộng cơ hội ta đã cho ngươi, Trương Hổ là ai ngươi hẳn phải biết, ai bảo ngươi đắc tội nữ nhi của nàng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, nếu không nói, vậy liền giữ lại cho Diêm Vương ra nói đi, dù sao xuống dưới về sau, ngươi có bó lớn thời gian. Ta cùng xã hội người đồng dạng, cho ải tử hạ cuối cùng thông cáo, hiện tại ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là nói, hoặc là chết. Ải tử cũng chịu không nổi nữa, cả người cùng chỗ này đồng dạng, mặt ủ mày trao, miệng rốt cục mềm nhũn ra, ta nói, các người muốn biết cái gì, cứ hỏi đi, chỉ cần không đem ta giết thế là được. Trong lòng ta thở ra một hơi dài, cháu trai này rốt cục chịu mở miệng, nhưng phí lão tử không ít lực, đào cái này đến cái khác hố. Không nói trước khác, ta đối với ngươi là Triệu chủ nhiệm chuyện của con cảm thấy rất hứng thú, ngươi nói trước đi cái kia đi. Ta hỏi, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn rõ ràng cũng rất muốn biết, khắp khuôn mặt là mong đợi biểu lộ, nữ nhân này a, quả nhiên bát quái là bản năng. Ải tử cũng không giấu giếm, hắn thở dài nói, mình là Triệu chủ nhiệm con riêng, là hắn cùng một cái học sinh sinh ra tới, bởi vì học sinh thể chất cùng dinh dưỡng vấn đề, suýt học sinh hạ hắn về sau, cũng dẫn đến thân thể của hắn không tốt. Phát dục không tốt, cho nên thân cao không thể đi lên, thành một cái ải tử. Ải tử còn nói với chúng ta Triệu chủ nhiệm là thế nào làm lớn người khác bụng sự tình. Khi đó Triệu chủ nhiệm vừa tới trường học thực tập, trong lớp có một cái gọi là Triệu nhân nữ học sinh dáng rất đẹp đặc biệt, người thủy linh, học tập lại tốt, vẫn là ban trưởng. Triệu chủ nhiệm thấy sắc khởi ý, cũng bất chấp tất cả, thậm chí quên đi mình là cái giáo dục người làm việc. Có một ngày ban đêm, hắn đem Triệu nhân đưa đến gian phòng, sau đó cho nàng trong nước hạ độc, cứ như vậy để người ta tiểu cô nương khi dễ. Xong việc về sau, Triệu chủ nhiệm nhìn qua đỏ thắm ga giường bắt đầu làm bộ làm tịch sám hối, kỳ thật một điểm hổ thẹn tâm đều không có, còn đối Triệu nhân giả tình giả ý, nói mình như thế nào thích nàng, đều là bởi vì dạng này mới khống chế không nổi chính mình. Triệu nhân chỉ là cái tiểu nữ hài, nàng đơn thuần cũng không biết mình nhưng thật ra là bị hạ độc, gạo nấu thành cơm về sau. Người cũng mơ mơ hồ hồ cùng Triệu chủ nhiệm. Về sau, Triệu nhân yêu đương về sau, liền vô tâm học tập, thành tích càng ngày càng kém, từ toàn lớp vị trí thứ nhất rơi xuống đến lớp học sau mấy tên. Cái này còn không phải điểm chết người nhất, càng kinh khủng chính là, Triệu nhân thế mà mang thai. Một cái học sinh mang thai, Triệu nhân biết ý vị như thế nào, duy nhất một con đường chính là đánh dụng, nhưng Triệu nhân từ nhỏ đã là thân thể yếu đuối, mà lại tuổi tác lại nhỏ, bác sĩ nói nếu như đánh dụng, về sau có thể sẽ không có cách nào lại mang thai. Nhưng sự tình đến trình độ này, nếu như Triệu nhân không đánh, hai người bọn họ đều muốn xong, đặc biệt là Triệu chủ nhiệm, một cái thực tập lão sư làm ra loại sự tình này bị phát hiện, vậy sau này khẳng định không có khả năng lại từ sự tình công việc này, bát cơm bảo đảm ném. Triệu chủ nhiệm suy đi nghĩ lại, cảm thấy Triệu nhân thảm điểm không quan hệ, phải đem chén cơm của mình bảo trụ, hắn cho Triệu nhân một khoản tiền. Gọi nàng đi địa phương khác đem hài tử sinh xong trở lại đọc sách. Triệu nhân không có cách, giấu giếm phụ mẫu cùng tất cả mọi người mang theo tiền tìm cái nông thôn địa phương ở lại, thẳng đến đem hài tử sinh mới chuẩn bị trở về trường học, mà sinh hạ đứa trẻ này chính là ải tử. Nhưng khi nàng trở lại trường học thời điểm, học tịch đã bị khai trừ, Triệu nhân đi tìm Triệu chủ nhiệm, nhưng cái này lòng muông dạ thú người thế mà không nhận nợ, còn tìm mới bạn gái. Triệu nhân tức không nhịn nổi. Nói muốn đem sự tình chọc ra, không nghĩ tới Triệu chủ nhiệm cực kỳ hèn hạ, trong tay hắn lại có trước kia hai người ân ái video, mỗi cái địa phương hắn đều chụp lại, nếu như những video này lưu truyền ra đi, không riêng gì Triệu nhân, liền cha mẹ của nàng cũng phải hổ thẹn. Rơi vào đường cùng, Triệu nhân cũng chỉ đành từ bỏ truy cứu, ôm lấy hài tử trở lại phụ mẫu bên người. Ngay từ đầu phụ mẫu không ngừng truy vấn Triệu nhân hài tử sự tình, còn có những ngày này đến cùng đi làm những gì. Hài tử phụ thân là ai? Triệu nhân không dám nói, cứ như vậy đem nước mắt nuốt vào trong bụng, phụ mẫu cũng thực sự cầm Triệu nhân không có cách nào, sách cũng không cách nào đọc, đành phải cho nàng tìm cái nhà chồng, tính cả hài tử cùng nhau gả quá khứ. Gả người này là cái hai cưới, cho nên hắn không chê Triệu nhân có hài tử,
cưới sau cũng rất đau ải tử cùng Triệu Nhân, cũng coi là lão thiên có mắt, để cái này bi thảm thiếu nữ đạt được một điểm hạnh phúc. Nghe xong ải tử tự thuật, ba người chúng ta đều giận đến trăm miệng một lời hô một câu, cầm thú. Cái này Triệu chủ nhiệm quá không phải người, một cái có được mỹ hảo tương lai hoa quý thiếu nữ cứ như vậy bị hắn giết hại, loại người này sao có thể làm lão sư, sao có thể làm lãnh đạo trường học. Coi như kéo hắn xử bắn 100 lần đều không đủ. Kia sau đó thì sao? Về sau ngươi tại sao lại cùng kia cầm thú phụ thân cùng một chỗ làm sằng làm bậy rồi? Hắn làm hại mẹ ngươi tử hai thảm như vậy, ngươi không giết hắn vì dân trừ hại. Ta đối ải tử hỏi. Ải tử nghe xong, ngay lập tức mặt liền đỏ đến cổ cây, hổ thẹn cúi đầu. Ải tử nói tiếp, sau lại tới đây học trung học về sau, thế mà trong lúc vô tình biết được cha đẻ của mình thế mà là Triệu chủ nhiệm, hơn nữa còn là tên hỗn đản, hắn làm sao đều nuốt không trôi một hơi này. Vừa nghĩ tới phụ thân của mình là cầm thú cũng không bằng gia hỏa, song quyền của hắn liền nắm thật chặt. Một đêm bên trên, ải tử cầm mấy khối tảng đá đi nện Triệu chủ nhiệm cửa sổ, không ngờ bị phát hiện về sau, thế mà cho Triệu chủ nhiệm bắt quả tang. Triệu chủ nhiệm hỏi hắn tại sao tới nện hắn cửa sổ. Có phải là muốn tìm cái chết, tiếp lấy đem ải tử đánh đập một trận, cũng tuyên bố muốn khai trừ hắn. Ải tử nghe xong liền hoảng, khai trừ học tịch cũng không phải đùa giỡn. Hắn vội vàng đem mình là Triệu chủ nhiệm nhi tử sự tình nói ra. Triệu chủ nhiệm loại này hồ ly, khẳng định không có lập tức tin tưởng, mà là bắt ải tử đi làm thân tử giám định, về sau chứng minh đúng là con trai ruột của hắn. Triệu chủ nhiệm có thêm một cái nhi tử về sau, tự nhiên là rất vui vẻ, hắn vạn vạn không nghĩ tới mình đứa con trai này thế mà chính mình tìm tới cửa, chính là dáng dấp có chút thấp. Ải tử ngay từ đầu cũng không có tha thứ Triệu chủ nhiệm. Thẳng đến Triệu chủ nhiệm đem hắn kéo vào linh dị xã. Linh dị xã quả thực chính là nam nhân thiên đường, tiến nơi đó, cùng làm hoàng đế không có khác nhau, từ khi có một nữ nhân hướng hắn lỗ mũi nhét vào một đầu côn trùng về sau, tất cả nữ nhân đều coi hắn là như thần. Ải tử vẫn luôn bởi vì thân cao vấn đề không chiếm được nữ hài hảo cảm, tự ti hắn chỉ có thể nhìn mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài lực bất tòng tâm, có đôi khi sẽ còn nhìn xem tiểu thị tần ảo tưởng một chút. Như thế rất tốt, mặc kệ là dạng gì nữ hài, hắn đều có thể nghĩ biện pháp đạt được. Chỉ cần ải tử coi trọng, liền nghĩ biện pháp kéo vào linh dị xã, sau đó ải tử muốn thế nào đều được, đây hết thảy, đều là phụ thân của hắn Triệu chủ nhiệm cho, nếu như không có hắn, mình vẫn là cái điều ti, hiện tại ải tử chẳng những không khí Triệu chủ nhiệm, còn đối với hắn tràn ngập kính nể chi tình. Lại về sau, Triệu chủ nhiệm cùng ải tử coi trọng trong trường học nhất nhân khí mỹ nữ, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết. Lúc đầu hai người bọn họ phụ tử còn rất kiêng kỵ Trương Hổ, nhưng sắc mê tâm khiếu bọn hắn, đã sớm đem Trương Hổ ném ra sau đầu, chính là muốn liều lĩnh đem trường học này hai đại mỹ nữ bỏ vào trong túi. Hai cha con bắt đầu chậm rãi hướng hai đại mỹ nữ ném ra ngoài cành ô liu, đưa các nàng dẫn dụ tiến linh dị xã. Nhưng sự tình xuất hiện ngoài ý muốn, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết tìm đến ta làm người giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, Triệu chủ nhiệm đành phải tìm đến cái kia Thái Lan nữ nhân. Sau đó cả mấy cái kiểm tra định đem ta dọa đi, không nghĩ tới chính là, chẳng những không có đem ta dọa đi, còn để ta cho từng cái phá giải. Hai cha con tức giận đến mặt đều phát xanh, cuối cùng Triệu chủ nhiệm mặt trầm xuống, quyết định muốn mạng của ta, thế là hắn phát động nhà vệ sinh nữ cục trong cục, muốn ta chết ở bên trong. Không nghĩ tới ta phúc lớn mạng lớn, thế mà không chết thành, còn ra tới phản cắn hắn một cái, Trương Hổ cũng bắt đầu nhúng tay chuyện này. Dọa đến ải tử những ngày này đều không dám đi linh dị xã, nhưng vẫn là cho Trương Tiểu Mạn buộc đến nơi này đến nghiêm hình bức cung. Quả nhiên không hổ là Triệu chủ nhiệm nhi tử, một đường chi đổi a. Ta mới vừa rồi còn đồng tình hắn gặp phải, không nghĩ tới tiểu tử này cũng không phải kẻ tốt lành gì, đi theo Triệu chủ nhiệm kia cầm thú làm sằng làm bậy, cái đồ chơi này cũng cùng hắn kia thú cha đồng dạng, không biết giết hại bao nhiêu vô tội muội tử. Ta bởi vì tối hôm qua theo dõi ải tử, cho nên phía sau hắn nói sự tình ta đều hiểu, nhưng Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết hai người lại có chút mơ hồ không rõ, có chút không biết rõ, chẳng qua nghe thấy hai người bọn họ phụ tử muốn đánh các nàng chủ ý. Hai người lập tức liền bùng nổ, liền bình thường tương đối văn tĩnh Lâm Tuyết cũng là tức giận đến giận sôi lên, nếu như không phải ta tại, hai người khả năng đã gặp nạn. Sau 3 phút, ải tử phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền biến thành mắt mũi sưng bầm đầu heo, lần này thật đúng là đánh cho cha đều không nhận ra. Hai nữ phủi tay, thở ra một hơi dài, một bộ thoải mái bộ dáng. Ta nên nói đều nói, làm sao còn muốn bị đánh. Ải tử nói chuyện đều có chút tốn sức,
bởi vì miệng bị đánh cho sưng thành lạp xưởng, nhìn thật sự là vô cùng thê thảm. Phi, dám đánh bản tiểu thư chủ ý, thật sự là không biết sống chết, đánh không chết ngươi tên cầm thú này, Thiên Lý Nan Dung. Chính là, không đánh ngươi làm sao cho hả giận. Hai vị mỹ nữ kia tiết xong phẫn sao? Tiết xong, hai nữ đồng thời nhẹ gật đầu, một mặt thoải mái, xem ra vừa rồi hoàn toàn chính xác đánh cho rất thoải mái. Cái kia có thể thả ta đi sao? Ải tử cười làm lành nói, chẳng qua hắn cười lên dáng vẻ càng giống đầu heo. Nghĩ hay lắm, người tới, đem hắn băm kéo ra ngoài cho chó ăn, đắc tội ta còn muốn còn sống, người có phải hay không quên ta là nữ nhi của ai rồi? Trương Tiểu Mạn cười lạnh nói. Trương Tiểu Mạn vừa dứt lời, hai cái đại hán vạm vỡ đi đến, mắt thấy liền thật muốn đem ải tử chơi chết kéo ra ngoài ném. Trương Tiểu Mạn càng như vậy bạo lực, ta liền càng cảm thấy mình trước kia đến cỡ nào không hiểu chuyện, đắc tội nàng nhiều lần như vậy, thế mà còn sống thật tốt, nếu như không phải mệnh ta lớn, đó chính là tổ tông phù hộ, chẳng qua bây giờ ải tử không thể chết, ta giữ lại hắn còn hữu dụng. Nữ ma đầu, không, Tiểu Mạn đồng học, ta cảm thấy trước giữ lại tính mạng của hắn tương đối tốt, ta đêm nay hữu dụng. Ta vội vàng ngăn cản nói. Có cái gì dùng, dạng này người cho chó ăn đều không ăn, còn có thể có cái gì dùng? Trương Tiểu Mạn hỏi. Ta nói hắn dù sao cũng là Triệu chủ nhiệm nhi tử, đêm nay dùng hắn đến dẫn dụ Triệu chủ nhiệm đến nhà vệ sinh nữ, cũng không thành vấn đề. Triệu chủ nhiệm lão bà chỉ cấp hắn sinh cái nữ nhi, cho nên đứa con trai này, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, tăng thêm hắn ỷ vào phía sau mình có hai cái Thái Lan hàng đầu che chở, tuyệt đối sẽ không sợ ta. Ta nói hết lời, mới rốt cục đem ải tử cho bảo đảm xuống dưới, Trương Tiểu Mạn tay nhỏ vung lên, hai cái đại hán vạm vỡ một lần nữa đem mắt mũi sưng bầm ải tử buộc về trên ghế. Ải tử nhặt về cái mạng về sau, hướng ta quăng tới cảm tạ ánh mắt, ta nở nụ cười gằn, ngươi có thể sống quá đêm nay rồi nói sau. Đêm nay đến cùng là cái gì tình huống chính ta cũng không biết, hoặc là một cái gió tanh mưa máu ban đêm, liền ngay cả chính ta có sống hay không qua được cũng khó nói, nhưng nếu như ta muốn chết, cũng nhất định đem Triệu chủ nhiệm kia cầm thú mang xuống. Đúng vào lúc này, đột nhiên điện thoại di động của ta vang, nhận xem xét là mập mạp tại đầu bên kia điện thoại nói lại kiếp sau ý, gọi ta mau đi trở về một chuyến. Thật sự là tất chó, thế nào gặp phải lúc này đến sinh ý, sự tình đều gom lại một khối, cáo biệt hai nữ về sau, ta liền vội vàng hướng cửa hàng đuổi. Nghe mập mạp nói trong tiệm lại kiếp sau ý, ta vội vàng đuổi trở về, mặc dù sự tình đều tiến đến một khối, nhưng mở cửa làm ăn được nói, không thể đem khách nhân hướng ngoài cửa đuổi, kỳ thật âm hành cùng bác sĩ khác biệt cũng không lớn, khả năng ngoài cửa khách nhân đang chờ cứu mạng đâu. Trở lại trong tiệm về sau, ta nhìn thấy một cái mang theo kính mắt nhã nhặn nữ hài tử ngồi tại trong tiệm, nàng gọi Trần Văn Uyển, là người sinh viên đại học, là bằng hữu giới thiệu đến, nàng còn nói bởi vì ta trong tiệm này không có chiêu bài, ở chung quanh đi quẩn lại tìm hồi lâu mới tìm được. Ta nghe xong lập tức cau chặt lông mày, nói mập mạp ngươi không bằng trước treo cái lâm thời trên biển hiệu đi thôi, không có chiêu bài rất khó làm ăn, cái này khách hàng là tìm được, cái khác còn không biết có bao nhiêu không tìm được mất hứng mà về. Mập mạp có chút khó khăn, hắn nói nghe nói qua lâm thời biển số xe, chính là chưa nghe nói qua lâm thời chiêu bài, cái này nên đi đâu làm đi. Không phải cầm tấm bảng treo cổng được, thuận tiện cũng dễ nhận. Ta nhẹ gật đầu, mặc dù keo kiệt điểm, nhưng tốt qua không có, vì khách nhân chỉ một chút đường cũng tốt, chẳng qua loại này chiêu bài, toàn bộ cửa hàng bê cách đều rơi một nửa. Trở lại chuyện chính, ta vội vàng hỏi Trần Văn Uyển gặp khó khăn gì, cần trợ giúp gì. Bản điếm quản âm mặc kệ dương, bảo đảm sinh tử, phải bình an. Trước kia còn không có nhiều như vậy lời kịch, nhập hành thời gian lâu dài, liền thỉnh thoảng sẽ nói ra một đôi lời tao lời nói, có lẽ về sau có thể coi như bổn điếm chiêu bài ngữ, giá trị đi lên, khách nhân tự nhiên cũng liền nhiều. Trần Văn Uyển chẳng những dáng dấp nhã nhặn, người cũng nhã nhặn, nói chuyện nhỏ giọng thì thầm, nghe được chúng ta lỗ tai ngứa, chẳng qua loại này muội tử cho người ta một loại rất nhu cảm giác, nhìn xem cũng là rất dễ chịu. Trần Văn Uyển ngay từ đầu còn nhăn nhăn nhó nhó, nói chuyện có chút không được tự nhiên, ngẫu nhiên mặt sẽ còn xuất hiện một vòng đỏ ửng, tựa như là gặp cái gì khó mà mở miệng vấn đề. Thời gian không đợi người, ta cũng không rảnh rỗi theo nàng ở đây hao tổn, ta nghỉ trưa đều không ngủ, chờ xuống còn phải trở về lên lớp đâu. Thế là ta liền bắt đầu hù dọa nàng, nói nếu như gặp phải cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình, vậy sẽ phải sớm một chút giải quyết, không phải đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Ta chỉ có thể giúp người sống, người chết ta nhưng giúp không được.
Trần Văn Uyển nghe xong sắc mặt đều trắng rồi, cũng không lo được xấu hổ, đem sự tình từng cái đạo ra tới. Chờ cái này muội tử đem sự tình giao phó xong về sau, ta mới hiểu được vì cái gì nàng xấu hổ, cái này sự tình còn thật có chút khó mà mở miệng. Trần Văn Uyển năm nay đọc đại nhị, cùng tất cả sinh viên đồng dạng, đại nhị đều gặp phải một cái vấn đề gì đâu. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là tìm đối tượng. Học đại học không có đối tượng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Mà lại bạn học chung quanh đều đang nói yêu đương, chỉ có một mình ngươi tản ra độc thân cẩu mùi thơm ngát, ngươi làm sao nhận được mỗi ngày gặm thức ăn cho chó. Trọng yếu nhất chính là, đại học chương trình học không có cao trung như vậy gấp, cũng nhiều ra rất nhiều thời gian, lấy ra yêu đương là không còn gì tốt hơn. Trần Văn Uyển ký túc xá hết thảy ở 4 người, đáng tiếc là cái khác 3 người đều có, liền thừa nàng một người cô đơn, cái này khiến nàng có chút buồn bực. Nàng cũng không phải là không ai truy, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, người cũng đẹp mắt, đồng thời giống nàng này chủng loại hình, cũng thụ nam sinh hoan nghênh, chỉ là vẫn luôn không có xác nhận ánh mắt, không có gặp người thích hợp, cũng không thể tùy tiện tìm người yêu đương a. Cái này không thành đùa nghịch mình lưu manh sao? Chẳng qua Trần Văn Uyển mặc dù khát vọng tình yêu, nhưng trong lòng cũng không phải rất gấp, duyên phận thứ này, giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, nó nên đến thời điểm, ai cũng ngăn không được. Thật đúng là đừng nói, cùng phòng đối tượng liền cho nàng giới thiệu lão đại nhóm, dáng dấp rất xoái khí ánh nắng, cũng phù hợp Trần Văn Uyển khẩu vị, vẫn là bản trường học người, về sau yêu đương không lao lực. Đôi bên gặp mặt về sau, cũng rất có cảm giác, cái này sự tình một tới hai đi cũng liền xong rồi. Sau khi chuyện thành công, cùng phòng đều rất vì nàng cảm thấy cao hứng, trước kia toàn bộ ký túc xá ra ngoài, tất cả mọi người có đôi có cặp, liền nàng một người lẻ loi hiu quạnh, về sau mọi người hợp lại kế, chuẩn bị cho nàng giới thiệu người bạn trai, miễn cho ra ngoài liền nàng một người cảm thấy xấu hổ. Khi đó cùng phòng bạn trai nói hắn có lão đại nhóm, trường học đội bóng rổ, xoái khí ánh nắng, vừa vặn phù hợp Trần Văn Uyển, kết quả vừa giới thiệu, thật đúng là thành, mọi người khổ tâm cũng coi như không phí công. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ đều là phát triển được nhanh chóng, tăng thêm Trần Văn Uyển thật vất vả mới tìm lấy một người bạn trai, cũng là phá lệ chân quý, rất nhiều chuyện đều là đối bạn trai ngoan ngoãn phục tùng. Bọn hắn kết giao hơn 10 ngày, bạn trai liền mang nàng đi mở phòng, lúc đầu Trần Văn Uyển là cự tuyệt, hai người mới không bao lâu, sử dụng bạo lực cũng quá nhanh, nhưng bù không được bạn trai quấy rầy đòi hỏi, Trần Văn Uyển cũng từ cự tuyệt biến thành ỡ mở, đến khách sạn về sau, hai người sự tình liền thành. Xong việc về sau, Trần Văn Uyển mới phát giác có chuyện không có làm, bạn trai không mang cái túi, hiện tại mình vẫn còn đang đi học, cũng không thể mang thai, cái này muốn cho người nhà biết, kia không nỡ đánh đoạn chân của mình. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng xuống dưới mua khẩn cấp thuốc uống, đoạn thời gian kia nàng một mực lo lắng bất an, lo lắng thuốc vô dụng, mình sẽ mang thai, chẳng qua sự tình vẫn là phát sinh ngoài ý muốn, mà lại cái ngoài ý muốn này nàng là vạn vạn không nghĩ tới, cũng là không thể nào hiểu được. Hài tử không đến, lại đến một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Nói đến đây, nàng đem cánh tay bên trên tay áo kéo lên, ta nhìn thấy cánh tay của nàng có một ít màu đỏ tím lốm đốm, mà lại phân bố lít nha lít nhít, nhanh đến khuỷu tay chỗ, đồng thời còn có trèo lên trên xu thế, nàng lại đem một cái tay khác tay áo kéo lên đến, cái tay kia nghiêm trọng hơn, đã qua khuỷu tay, hẳn là không lỗi thời ngày, liền sẽ bò lên trên bả vai. Ta cuối cùng đã rõ vì cái gì loại này ngày nắng to lúc tất cả mọi người tại lộ tay lộ ngực lộ đùi, mà Trần Văn Uyển lại xuyên kiện tay áo dài che che lấp lấp. Tiểu ca, những vật này tựa như là, mập mạp run lập cập hỏi. Thi Ban, bên cạnh Thi Ngôn không chút do dự đáp, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Mập mạp vỗ nhẹ cái bàn nói, thật đúng là mẹ nó là, ta còn tưởng rằng mình nhận lầm nữa nha, không dám nói thẳng. Ta hiểu Thi Ngôn bộ kia vẻ khó hiểu. Thì ban sẽ chỉ xuất hiện tại người chết trên thân, người sống là vạn vạn không có. Đúng vào lúc này, mập mạp đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đứng lên chỉ vào Trần Văn Uyển sợ hãi hô, quỷ. Quỷ, quỷ em gái ngươi a, cái này giữa ban ngày, cái này lớn mặt trời, người cũng không dám ra ngoài, còn quỷ, cút về ngồi, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Ta cười mắng. Mập mạp đành phải sờ sờ mũi, tỉnh táo ngồi xuống lại. Giống như miệng bên trong ăn đầu mướp đắng. Trần Văn Uyển cũng cười khổ mà nói mình không phải quỷ, chính là trên thân không hiểu thấu mọc ra thi ban, thế là tìm chúng ta hỗ trợ, gặp được loại này tà sự tình, tìm hiểu công việc người so tìm bệnh viện có tác dụng. Ta cũng có cùng Thi Ngôn đồng dạng hoang mang,
thì ban tuyệt đối không có khả năng tại người sống trong cơ thể mọc ra, còn càng ngày càng nhiều, đây quả thực là tà môn đến mức độ khó mà tin nổi. Ta hỏi Trần Văn Uyển, có thể hay không nàng người bạn trai kia là người chết? Trần Văn Uyển lắc đầu nói không giống, cái này người bạn trai là cùng phòng đối tượng giới thiệu, là hắn lão đại nhóm, xem như người quen giới thiệu a, vấn đề cũng không lớn, mà lại nàng cũng biết bạn trai ký túc xá, ở đâu ban, còn đi xem qua quả banh của hắn tranh tài, một người chết hẳn là sẽ không đi tham gia bóng rổ tranh tài a. Ta suy tư hồi lâu, lại đưa ra một vấn đề, có thể hay không bạn trai trước kia là sống? Chính là cùng nàng một đêm kia chết rồi. Trần Văn Uyển lại phủ định ta ý nghĩ, nếu như bạn trai thật chết rồi, kia nàng ngày thứ hai hẳn phải biết, nhưng nàng căn bản liền không nghe thấy bạn trai chết tin tức. Chiếu Trần Văn Uyển vừa nói như vậy, bạn trai hiểm nghi giống như thật cho bài trừ, ta lại hỏi nàng có hay không gặp được cái khác chuyện quỷ dị. Trần Văn Uyển lắc đầu, nói cũng không có, thì ban cũng là đêm đó qua đi mới bắt đầu mọc ra. Cái này để ta có chút đau đầu, nếu như bạn trai là người chết, kia cùng thi thể hắc hắc về sau, thật là có khả năng mọc ra thi ban, nhưng bạn trai lại là bình thường một người sống, nàng lại không có gặp được cái khác chuyện quỷ dị, làm sao có thể vô duyên vô cớ mọc ra thi ban, người sống là không thể nào mọc ra thi ban. Trần Văn Uyển nhìn ta dáng vẻ đắn đo, lập tức lo lắng, hỏi ta có thể hay không đem trên người nàng thi ban bỏ đi. Cái này thi ban khó coi lại buồn nôn, nàng cũng không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Ta nói biện pháp khẳng định có, nhưng muốn cho ta một chút thời gian, người sống giải thi ban đó cũng không phải là vấn đề nhỏ, có thể nói là chưa từng nghe thấy, ta phải tìm ra sự tình căn nguyên, biết rõ ràng trên người ngươi vì sao lại giải thi ban. Trần Văn Uyển nói xong, nhưng chỉ cho ta thời gian một ngày, ngày mai lúc này nàng sẽ lại đến, về phần phí tổn, nàng mặc dù là cái học sinh, nhưng phụ mẫu cho tiền tiêu vặt nhiều, tăng thêm mình chăm học kiệm công, nàng cũng biết ta chỗ này đại khái thu phí giá cả, nàng có thể cho chúng ta 1 vạn. Ta nhìn nàng là học sinh, tồn ít tiền không dễ dàng, vội vàng chặt một nửa, chỉ lấy nàng 5 ngàn. Trần Văn Uyển hơi kinh ngạc, nàng nói cho tới bây giờ chưa thấy qua ta loại này ngại nhiều tiền lão bản, ta cười cười, không nói gì thêm, tiền ai cũng chê ít, chỉ là có chút tiền nên kiếm, có chút tiền liền thiếu đi kiếm chút cũng không quan trọng, xem như cho mình thích chút ít âm đức. Trần Văn Uyển sau khi đi, Thi Ngôn trầm mặt nói, coi như bạn trai nàng là người chết, trên người nàng cũng không có khả năng có dạng này thi ban, nữ nhân này hoặc là đang nói láo, hoặc là chính là có cái gì chưa hề nói. Ta cùng Mập Mạp hai mặt nhìn nhau, vội vàng hỏi Thi Ngôn vì cái gì bộ dạng này nói. Thi Ngôn nói, thi ban cái đồ chơi này là trên thân người chết mới có, người sống trên thân sẽ rất ít xuất hiện, coi như bạn trai hắn là cái người chết, coi như cùng người chết ngủ sẽ mọc ra thi ban, nhưng loại này thi ban tuyệt đối sẽ tại 24 giờ trong vòng liền biến mất. Nhưng Trần Văn Uyển khác biệt, nàng thi ban còn tại không ngừng hướng trên thân dài, chuyện này phi thường kỳ quặc. Thi Ngôn vừa nói như vậy ta liền minh bạch, nói cách khác trên người nàng dài thi ban cùng bạn trai căn bản không có có quan hệ gì, hẳn là còn có sự tình gì khác, hoặc là chính là Trần Văn Uyển cố ý lừa gạt chúng ta, hoặc là chính là nàng mình còn có chuyện gì không nói, có thể là chính nàng không biết, cũng có thể là cố ý giấu giếm không nói. Đúng vào lúc này, Mập Mạp cũng nói một câu để ta khiếp sợ lời nói, hắn nói cô gái này bảo thủ giống như đều là giả vờ, nàng rất có thể là cái cực kỳ mở ra nữ nhân, cũng không có bề ngoài như thế nhã nhặn bảo thủ. Mập Mạp nói một câu để ta khiếp sợ lời nói, hắn nói cô gái này bảo thủ giống như đều là giả vờ, nàng rất có thể là cái cực kỳ mở ra nữ nhân, cũng không có bề ngoài như thế nhã nhặn bảo thủ. Ta ngây ra một lúc, sau đó hỏi chỉ giáo cho, Trần Văn Uyển nhìn xem nhã nhặn, nói chuyện cũng ôn nhu. Nghe chuyện xưa của nàng có vẻ như người cũng rất bảo thủ, sao là mở ra nói chuyện. Mập Mạp hỏi ta, có phát hiện hay không nàng một cái làm cho người đặc điểm. Ta hiếu kỳ hỏi là cái gì đặc điểm. Mập Mạp nói, Trần Văn Uyển lúc ngồi, hai chân dang rộng ra đường cong cực lớn, bình thường đến nói, tương đối bảo thủ nữ hài tử ngồi đều là hai chân trụng lại, đặc biệt tại người xa lạ trước mặt, còn có, Trần Văn Uyển tóc nồng đậm, một đầu mái tóc lại dài lại đen, đây là nữ nhân mạnh đặc thù. Ta sau khi nghe, kém chút cười đến đau xốc hông, cái đồ chơi này đến cùng là cái kia nghe được, tất cả đều là mẹ nó ngụy biện, chân chuyển hướng loại này lời nói vô căn cứ ta liền không nói, tóc nồng đậm cũng phải cõng nồi. Con gái người ta có một đầu tốt mái tóc, đây là người ta phúc khí, cái khác đều là nói nhảm. Thế nào biết lần này Thi Ngôn thế mà đứng tại Mập Mạp bên này, ta cực kỳ không hiểu, Thi Ngôn làm sao cũng sẽ tin loại này lời nói vô căn cứ.
chẳng lẽ là bị mập mạp làm hư rồi? Thi Ngôn lắc đầu nói, nàng đồng ý mập mạp thuyết pháp cũng không phải là bởi vì hắn nói những cái này ngụy biện, mà là từ tướng học bên trong suy luận ra, nữ nhân này hoàn toàn chính xác muốn so trong tưởng tượng mở ra. Ta nghe xong cái này sự tình còn có thành tựu, vội vàng gọi Thi Ngôn nói cho ta nghe một chút đi mặt gì tướng nữ nhân tương đối mở ra, miễn cho ta về sau đi lối rẽ, cưới cái Phan Kim Liên trở về liền không tốt. Thi Ngôn nói, nếu như từ tướng học góc độ phân tích, lỗ mãng nữ nhân có mấy loại. Dựa theo Thi Ngôn nói mấy cái, ta cẩn thận nhớ lại Trần Văn Uyển, phát hiện những cái này đặc thù nàng gần như tất cả đều có, kia nàng không phải liền là một cái. Ta lắc đầu, tướng học đồ vật, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, người tính cách hành vi cũng không hoàn toàn thụ tướng mạo chi phối, cùng xuất thân cùng hoàn cảnh sinh hoạt, còn có gặp phải cũng có quan hệ rất lớn. Trần Văn Uyển đến cùng là một cái dạng gì người ta không có hứng thú biết, ta liền muốn biết ở trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cùng Thi Ngôn cùng mập mạp thảo luận sau khi, ta liền trở về lên lớp, bởi vì sự tình quá nhiều, khi đi học cũng không có gì tâm tư, sau khi tan học ta lại chạy về trong tiệm, cùng mập mạp nói còn có một hồi lâu mới trời tối, không bằng đi trước trường học tìm Trần Văn Uyển tra một chút thi ban sự tình, có lẽ có tiến triển, ta đoán chừng vấn đề vẫn là xuất hiện ở bạn trai nàng trên thân. Lần này Thi Ngôn nói cũng muốn đi cùng, lúc buổi tối ba người cùng đi cứu trời một, ta nghĩ thầm ban đêm còn phải đối phó hai cái hàng đầu sư còn có kia Triệu chủ nhiệm, thêm một người nhiều phần lực, huống chi một cái Thi Ngôn đỉnh hai người mập mạp, ta là vui vẻ còn đến không kịp đâu. Khóa lại phía sau cửa, mập mạp liền mang bọn ta đi Trần Văn Uyển trường học, trước đó hắn thêm Trần Văn Uyển WeChat, cũng moi ra trường học địa chỉ, chính là bổn thị nào đó trường đại học, chẳng qua tướng đối với chúng ta mà nói vẫn có chút xa. Chúng ta đành phải đánh cái tích tích đi. Đi đến cửa trường học chúng ta làm bộ học sinh trượt đi vào, kỳ thật ba người chúng ta người cũng liền mập mạp lão điểm, tiến vào đi hoàn toàn không có vấn đề. Đi vào trường học về sau, mập mạp cho Trần Văn Uyển phát cái WeChat, nhưng chậm chạp chưa có trở về sau lại đánh mấy lần điện thoại, cũng không ai tiếp, mập mạp lập tức nhụt chí, đoán chừng lần này phải đi không được gì. Ta nói đổ cũng không đến nỗi, nếu không tùy tiện tìm người hỏi một chút, nhìn có người hay không nhận biết Trần Văn Uyển, ta nhìn xuống sân bóng, phát hiện có một đội người đang luyện cầu, xem bóng phục hình như là đội giáo viên, nàng cái kia nam bằng hữu không phải liền là đội giáo viên sao? Nói không chừng còn có thể gặp. Ta hỏi mập mạp Trần Văn Uyển bạn trai gọi tên gì biết không? Mập mạp cười khổ một cái, nói hắn là ăn âm hành cơm, cũng không phải cha hộ khẩu, muội tử kia không nói, hắn cũng không có ý tốt hỏi. Đã không biết vậy cũng chỉ có thể tìm vận may. Ta đi tới, hỏi một tiếng có người hay không nhận biết Trần Văn Uyển. Trên sân bóng không ai lên tiếng, bên ngoài sân ngược lại là có cái song đuôi ngựa muội tử đáp một tiếng, nói nàng nhận biết, hỏi tìm Trần Văn Uyển chuyện gì. Muội tử này cột song đuôi ngựa, thân cao không đủ 1m6, tướng mạo rất manh, lo ri âm, nhưng lại có hai cánh tay đều nắm không đến kia cái gì, bốn chữ có thể khái quát, đồng nhan cự nhũ. Chúng ta cùng cái này lo ri lôi kéo làm quen mười mấy phút. Mới biết được nàng gọi Lâm Manh, tất cả mọi người gọi nàng Manh Manh, mập mạp hèn mọn nhìn qua không nên nhìn địa phương, không ngừng nuốt nước bọt, nói nên manh địa phương manh, không nên manh địa phương thành thục, đây quả thực là thượng thiên ban ân. Manh Manh chính là Trần Văn Uyển cùng phòng, ban đêm cơm nước xong xuôi nhàm chán liền đến sân bóng bên cạnh đi dạo, thuận tiện nhìn xem soái ca. Ta nói ngươi không có bạn trai chưa, thế nào còn một người nhàm chán tiếp bóng trận đi dạo. Bạn trai đi chăn trâu à nha. Manh Manh có chút hiếu kỳ, nói lại không biết chúng ta, làm sao biết nàng có bạn trai. Ta vội vàng cười làm lành mặt nói cùng Trần Văn Uyển là bằng hữu, nàng trước đó cùng chúng ta nói qua, toàn ký túc xá đều có đối tượng. Manh Manh vừa nghe đến Trần Văn Uyển danh tự lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ, đồng thời về sau sự tình không nghĩ lại cùng chúng ta nói, còn bàn giao nàng vừa rồi trông thấy Trần Văn Uyển ra trường học đi, không biết lúc nào mới trở về, muốn tìm nàng hôm nào lại đến. Ta xem xét cái này Manh Manh giống như trên mặt tràn ngập xong việc đồng dạng, đặc biệt là liên quan tới Trần Văn Uyển, làm sao có thể bỏ được thả nàng đi, vội vàng kéo lại nàng. Dĩ nhiên không phải tay kéo, không phải loại này đùa nghịch lưu manh hành vi, để nàng hô một cuống họng, ta đoán chừng phải bị người treo ở khung bóng rổ bên trên, trường học cũng không phải đùa nghịch lưu manh địa phương, ta là dùng tiền đem nàng kéo lại. Ngay từ đầu nàng còn ớm ờ, về sau vội vàng đem ta cho 500 khối nhét vào trong túi. Sau đó ngách đầu lên hỏi chúng ta muốn biết cái gì. Ta vẫn là hỏi ra trước vấn đề, bạn trai ngươi đi đâu rồi?
ta cảm giác vấn đề này giống như cùng Trần Văn Uyển có quan hệ đồng dạng, không phải nàng cũng sẽ không nghe được. Trần Văn Uyển sắc mặt đều biến. Manh manh thở dài, nói nguyên bản các nàng ký túc xá ba người đều có bạn trai, về sau ba người đều thất tình, đây hết thảy đều là bởi vì Trần Văn Uyển, chính là nàng đem ba người bạn trai đều cướp đi. Ta nghe xong cái này sự tình thật đúng là mới mẻ, một người đem ba người bạn trai cho hết đoạt rồi. Mà lại nghe Trần Văn Uyển nói cảm giác cùng phòng tình cảm còn rất tốt, chẳng qua đến manh manh trong miệng, giống như không phải chuyện như thế, đào góc tường mối thù, đây chính là không đội trời chung. Ta nói các ngươi tìm bạn trai cũng quá không đáng tin cậy đi. Một người liền đào ba người các ngươi góc tường, đến cùng là cái gì chuyện? Manh manh vừa nhắc tới cái này sự tình, liền tức giận đến giận sôi lên, ta thậm chí cũng có thể cảm giác được trong mắt của nàng đều có hỏa tinh xuất hiện. Manh manh nói, các nàng ký túc xá ba người đều có bạn trai, bình thường nhìn Trần Văn Uyển lẻ loi hiu quạnh, một người ngốc ký túc xá rất nhàm chán, thế là các nàng ra ngoài sống phóng túng thời điểm, cũng sẽ tiện thể bên trên Trần Văn Uyển. Liền cứ như vậy hai đi, Trần Văn Uyển tự nhiên cũng cùng các nàng đối tượng lẫn vào rất quen, lúc đầu cái này cũng không có gì, một vòng người biết nhau, lại chuyện không quá bình thường. Có thể để manh manh các nàng không nghĩ tới chính là, Trần Văn Uyển thế mà nạy ra các nàng góc tường, đem bạn trai của các nàng từng cái cướp đi, càng làm cho manh manh giận chính là, cướp cái thứ nhất chính là manh manh bạn trai. Nếu không phải manh manh ngày đó lâm thời có việc về ký túc xá, đoán chừng hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Ngày đó manh manh thân thích kết hôn, thế là liền xin nghỉ về nhà uống rượu mừng, nhưng đến nửa đường mới phát hiện, thẻ căn cước rơi trong túc xá không mang. Manh manh xem xét thời gian còn kịp, vội vàng gọi xe về ký túc xá, nhưng vừa tới cửa túc xá liền nghe được tinh tế tiếng cười vui, giống như có người ở bên trong liếc mắt đưa tình. Hiện tại vẫn là thời gian lên lớp, đến cùng là ai tại trong túc xá? Chẳng lẽ là ai trốn học mang bạn trai về ký túc xá rồi? Nghĩ tới đây, manh manh mặt lập tức đỏ nửa bên, chẳng qua ngẫm lại còn đâm thẳng kích thích, nàng trước đó cũng mang qua bạn trai đi lên, mặc dù chỉ là hai người ôm cùng một chỗ nửa ngày, không làm cái gì tính thực chất không đứng đắn sự tình, nhưng ở ký túc xá loại địa phương này, hắc hắc. Manh manh vội vàng vung đi đầu óc ký ức, vỗ nhẹ trên mặt đỏ ửng, sau đó vụng trộm sờ đến bên cửa sổ ngắm lấy mắt đi đến nhìn. Cái này xem xét cũng không được, kém chút không có đem manh manh tức ngất đi. Bên trong đôi kia nam nữ thế mà là mình bạn trai cùng Trần Văn Uyển. Manh manh xem xét bị đội nón xanh, vội vàng vỗ cửa sổ, giống lớn một tiếng cẩu nam nữ. Hai người bị phát hiện về sau, dọa đến cuống quýt mặc vào quần áo, manh manh đi vào phiến bạn trai một bàn tay, chất vấn hắn tại sao phải cùng Trần Văn Uyển làm cùng một chỗ. Lúc đầu manh manh bạn trai là xấu hổ lấy cúi đầu không nói lời nào, không nghĩ tới Trần Văn Uyển ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, hừ, thật sợ. Không hề giống nam nhân. Manh manh bạn trai lập tức bị chọc giận, xoay tay lại liền phiến nàng một bàn tay, ngươi cho lão tử lăn, lão tử muốn cùng ai cùng một chỗ liền với ai cùng một chỗ, không cần ngươi quan tâm, dám phiến lão tử. Ta nhịn ngươi thật lâu. Càng làm cho manh manh sinh khí chính là, bạn trai thế mà không coi ai ra gì một lần nữa ôm lấy Trần Văn Uyển. Manh manh tức giận đến nước mắt cùng hồng thủy đồng dạng tràn ra, cũng không để ý tới nữa đôi cẩu nam nữ này. Cầm thẻ căn cước hất đầu liền đi, từ nay về sau, cùng bạn trai sự tình liền thổi, đương nhiên, manh manh cái này người bạn trai về sau cũng bị Trần Văn Uyển làm rác rưởi đồng dạng ném đi. Còn có túc xá hai người khác cũng thế, trong đó một cái gọi Mỹ Kỳ muội tử thảm hại hơn, nàng hiện tại đã không còn dám yêu đương, nghĩ tới một màn kia, nàng liền toàn thân run rẩy, manh manh mỗi lần ôm thật chặt nàng đều có thể cảm thấy nội tâm của nàng đau khổ. Đêm hôm đó Mỹ Kỳ cùng bạn trai đi xem phim. Trở về thời điểm nam sinh ký túc xá đã khóa cửa, cũng không thể để hắn ngủ đầu đường A. Thế là Mỹ Kỳ liền mang theo bạn trai nàng vụng trộm đi đến ký túc xá. Lúc đầu nữ sinh ký túc xá là không thể để cho nam sinh tiến vào, cho dù là bạn trai ngươi, nhưng những người khác cũng sẽ để ý, chẳng qua mọi người quen như vậy, những người khác cũng không nói gì. Nửa đêm thời điểm, Mỹ Kỳ đột nhiên tỉnh lại, nàng sờ một cái bên giường, phát hiện bạn trai không gặp. Lúc này đèn nhà cầu lóe lên. Nàng coi là bạn trai đang đi WC, nhưng qua mấy phút đều không trở về, lúc này Mỹ Kỳ vô ý thức hướng Trần Văn Uyển giường liếc qua, phát hiện nàng cũng không tại, Mỹ Kỳ lập tức cảm thấy có điểm không ổn. Nàng rón rén xuống giường, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhà vệ sinh bên cạnh. Cửa nhà cầu nửa đậy, bên trong có rất nhỏ động tĩnh, Mỹ Kỳ nhíu mày, sau đó chợt một chút mở ra cửa nhà cầu. Nhìn thấy một màn trước mắt,
nàng thiếu chút nữa ngất đi, mình bạn trai thế mà tại nhà vệ sinh cùng Trần Văn Uyển làm đến cùng một chỗ. Ngươi, các ngươi, Mỹ Kỳ che ngực, tức giận đến kém chút người liền đi qua. Bị phát hiện về sau, Mỹ Kỳ bạn trai nghĩ giải thích, thầm nghĩ xin lỗi, nhưng ở phát sinh trước mắt loại sự tình này, Mỹ Kỳ làm sao có thể tha thứ hắn, lúc ấy liền gọi hắn lăn. Mỹ Kỳ bạn trai lúc ấy liền có chút khó khăn, hắn nói phát sinh loại sự tình này hắn cũng không giải thích, nhưng chia tay có thể hay không ngày mai lại phân, hiện tại đêm hôm khuya khoát, nữ sinh ký túc xá đều khóa cửa, đây cũng là lầu 6, hắn đi như thế nào? Mỹ Kỳ khóc nói quản không được hắn nhiều như vậy, hiện tại liền phải lập tức, ngựa không dừng vó lăn. Không nghĩ tới lúc này Trần Văn Uyển đứng ra, đem Mỹ Kỳ bạn trai thu nhập xong nợ bên trong. Hai người này lúc này ban đêm liền ngủ lại với nhau. Nếu không phải nam nhân này là Mỹ Kỳ mình dẫn tới, Manh Manh đã sớm xuống dưới túc quản A-di nơi đó báo cáo, để hắn ngày thứ hai làm sao gặp người. Nói sau không cần nhiều lời, Mỹ Kỳ cùng cái này bạc tình bạc nghĩa bạn trai thổi, hắn tự nhiên đằng sau cũng cho Trần Văn Uyển làm rác rưởi đồng dạng ném đi, bọn hắn chỉ có điều đều là Trần Văn Uyển đồ chơi thôi. Chỉ là khổ Mỹ Kỳ, nghĩ tới một màn kia. Loại kia phản bội chán ghét cảm giác liền truyền khắp toàn thân, nàng nói cũng không dám lại tìm bạn trai, loại đả kích này một lần nữa nàng sẽ chết. Ta nghe xong hai cái đều nói xong, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng, ta coi là cái cuối cùng sẽ càng kình bạo, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng cái kia lại hơi có vẻ bình thản. Cái thứ ba nữ hài gọi Thư Nhã, nàng là Manh Manh ký túc xá xinh đẹp nhất, cũng là nổi danh giáo hoa, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, người cũng có khí chất. Rất nhiều người truy nàng đều không vào được mắt của nàng, cuối cùng bị đội giáo viên đội bóng rổ dài cho tù binh Phương Tâm. Ta nghe xong có điểm gì là lạ, Trần Văn Uyển nói nàng tìm bạn trai cũng là trường học đội bóng rổ, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Manh Manh nói là cái dám trùng hợp, bạn trai này cũng không phải nàng tìm, chính là nàng từ Thư Nhã trên tay giành được, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, buồn nôn. Ba người chúng ta nghe hai mặt nhìn nhau, hẳn là chúng ta đều bị nữ nhân này cho lừa gạt rồi. Ta vội vàng hỏi Manh Manh đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho chúng ta nói một chút, cái này Trần Văn Uyển mặc dù nói dáng dấp cũng không tệ, nhưng còn chưa tới chia làm mỹ nữ cấp bậc, cái này muốn từ giáo hoa trên tay đoạt bạn trai, cũng không phải chuyện dễ. Manh Manh nói cụ thể chuyện ra sao nàng cũng không biết, chính là đột nhiên có một ngày Thư Nhã bạn trai liền đề cập với nàng ra chia tay, Thư Nhã trở về khóc rất lâu, hỏi nguyên nhân cũng không nói, chỉ nói là Trần Văn Uyển nữ nhân này cướp đi bạn trai của nàng. Nàng còn nguyền rủa Trần Văn Uyển chết không yên lành. Hai ngày sau, Manh Manh các nàng quả nhiên nghe được Trần Văn Uyển cùng Thư Nhã bạn trai cùng một chỗ tin tức, Manh Manh còn chứng kiến bọn hắn kéo tay ở sân trường dạo bước, bộ dáng thân mật. Cái này còn thật là chuyện lạ, Trần Văn Uyển một cái tướng mạo không tính đặc biệt tốt, nhiều nhất nhìn qua có cỗ rất nhã nhặn khí chất, một nữ nhân như vậy, có thể một hơi cướp đi ba nam nhân. Vẫn là nói các nàng ba người bạn trai đều là khốn kiếp, không chịu được dụ hoặc. Cảm giác rất không có khả năng, dạng này tỷ lệ quá nhỏ, nhưng có một chút ta biết, Trần Văn Uyển khả năng lừa gạt chúng ta. Chẳng qua ta cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, đến ta trong tiệm khách nhân, lại có bao nhiêu cái là sẽ nói lời nói thật, nếu như không có che giấu một điểm bẩn sự tình, cũng sẽ không chọc cho bên trên việc lạ, người bình thường là không khai tà, trừ phi ngươi điểm đặc biệt lưng. Mập mạp lúc này xen vào một câu nói, Trần Văn Uyển đối với các ngươi như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền không có đối nàng trừng trị một chút? Mập mạp vừa nói như vậy ta mới nhớ tới, sự tình phát sinh ở nữ sinh ký túc xá, Manh Manh một phương này lại người đông thế mạnh, dạng này rất có thể phát sinh khó coi hình tượng. Chẳng qua mập mạp cái này cũng hỏi được quá thẳng, người nào chỉnh người còn nói cho ngươi. Cái này không phải là hỏi không sao. Nhưng Manh Manh vừa nghe đến cái này, thế mà biến sắc, lộ ra sợ hãi thần sắc, ta vội vàng hỏi làm sao rồi. Chẳng lẽ ba người các ngươi còn bị nàng một người khi dễ rồi? Manh Manh nói đây cũng không phải, chỉ là Trần Văn Uyển rất kỳ quái để người sợ hãi. Các nàng ba người thụ như thế lớn ủy khuất, khẳng định nuốt không trôi một hơi này, coi như vì mặt mũi, các nàng đều muốn đánh Trần Văn Uyển dừng lại. Ngay lúc đó xác thực là nghĩ như vậy, chỉ là về sau các nàng lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Trần Văn Uyển thật để người sợ hãi. Có thiên ban đêm. Ba người tổng cộng chờ Trần Văn Uyển ngủ về sau, liền đem chăn mền bịt kín, sau đó hung hăng đánh nàng một trận, coi như nàng cáo lão sư, coi như muốn xử phân các nàng cũng không quan tâm, chính là muốn xả cơn giận này, chừng trị một chút cái này không đàn bà không biết xấu hổ, không phải ba người ăn ngủ không yên.
Đến đại khái rạng sáng một lúc thời điểm, ba người nghe thấy Trần Văn Uyển phát ra đều tiếng hít thở, kết luận nàng đã ngủ, Manh Manh còn cố ý gọi một tiếng Trần Văn Uyển, cũng không trả lời, điều này nói rõ nàng thật là ngủ. Ba người một trận mừng rỡ, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên Trần Văn Uyển giường, Mỹ Kỳ cầm lấy Trần Văn Uyển chăn mền trên người, dự định đưa nó che kín Trần Văn Uyển đầu, sau đó hành hung một trận. Ngay tại lúc này, các nàng ba cái đồng thời dọa đến khẽ run rẩy, bởi vì Trần Văn Uyển mắt mở to, hơn nữa còn là trợn trừng lên, cùng nghiêu nhãn đồng dạng, đêm hôm khuya khoát, quái dọa người. Nhưng Trần Văn Uyển lại không giống tỉnh dậy, mắt trừng mắt trần nhà không nhúc nhích, trong lỗ mũi vẫn như cũ phát ra đều tiếng hô, Manh Manh nắm tay phóng tới trước mắt nàng lung lay, nàng không có phản ứng, cũng không có tỉnh, tựa như là ngủ đồng dạng. Thật là chuyện lạ, trên đời này nào có người mở to mắt ngủ. Manh Manh ba người vô ý thức sợ hãi, Mỹ Kỳ vươn tay ra thăm dò Trần Văn Uyển hơi thở, phát hiện người không chết rồi, ba người mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Trừ cái này, còn có một việc lạ, Trần Văn Uyển trên cánh tay có màu đỏ tím lốm đốm, ngay từ đầu Manh Manh hai người còn tưởng rằng là cái gì đặc thù bệnh ngoài da, về sau Thư Nhã nói đây là thi ban, trên thân người chết mới có đồ vật. Ba người đồng loạt rụt rụt đầu, không còn dám đi đánh Trần Văn Uyển, người sống trên thân có thi ban, cái này sự tình nghe đều có chút tê cả da đầu, ai còn dám động nàng. Ba người vốn định chút cơn giận, bất đắc dĩ Trần Văn Uyển cái này người rất cổ quái, cho nên nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không dám động nàng, kia ba nam nhân coi như rác rưởi đưa cho nàng đi, cái này sự tình cũng coi như đi qua, nhiều nhất về sau ba người đều xa lánh nàng. Có thể để ba người không nghĩ tới chính là, Trần Văn Uyển nhưng lại cho các nàng một hạ mã uy, cái này ra oai phủ đầu còn dị thường khủng bố huyết tinh. Ngày thứ hai mọi người nghỉ thời điểm, Manh Manh trở lại ký túc xá. Làm nàng mở ra ngăn tủ thời điểm, đột nhiên phát hiện một con đẫm máu đầu chó, con chó kia mắt còn gắt gao đạp Manh Manh, máu đem cửa tủ đều nhuộm đỏ. Manh Manh nhát gan, lại sợ huyết tinh, một giây không có qua liền bị ngất xỉu, may mắn hai người kịp thời đuổi tới đưa nàng đưa đi phòng y tế. Không cần phải nói, cái này sự tình khẳng định là Trần Văn Uyển cái này kỹ nữ làm, bất đắc dĩ không có chứng cứ, cũng không tiện nói gì, nhưng các nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trần Văn Uyển thấy ba người không có tìm nàng tính sổ sách, càng là làm trầm trọng thêm. Có một ngày ban đêm, Mỹ Kỳ đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa vượt lên giường, không nghĩ tới trong chăn có đầu rắn, may mắn là thảo hoa rắn, không có độc, không phải bị gặm một hơi, tính mạng đáng lo. Còn có Thư Nhã, cũng giống vậy lọt vào trả thù, nàng đồ trang điểm thế mà bị thoa lên nước ớt nóng, cay đến cả khuôn mặt đều sưng phù, hại nàng 2-3 ngày không dám đi lên lớp. Lần này ba người không nguyện ý, nổi giận đùng đùng tìm Trần Văn Uyển tính sổ sách, vốn còn nghĩ bỏ qua nàng, nhưng cái này kỹ nữ cho thể diện mà không cần, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bốn người đối chất túc xá thời điểm, Trần Văn Uyển lại không có chút nào hư các nàng, một bên thoa sơn móng tay, một bên nhếch miệng lên khinh miệt cười nói, đừng tưởng rằng đêm hôm đó ta không biết các người muốn đối phó ta chỉ là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, có cái gì không đúng. Nguyên lai đêm hôm đó nàng chỉ là vờ ngủ, chẳng lẽ những cái kia hiện tượng kỳ quái cũng là nàng đoán chừng lấy ra hù dọa người. Những cái kia thì ban tùy tiện đều có thể trang điểm ra tới. Nghĩ đến mình có khả năng trêu đùa, ba người lập tức khởi sướng dội đến, kéo lên Trần Văn Uyển tóc liền phải hướng nhà vệ sinh kéo. Trần Văn Uyển cũng không dãy dụa, liền làm như vậy cười, mắt gắt gao chừng mắt các nàng, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, còn có, trên người nàng lại xuất hiện thi ban, lần này trừ cánh tay. Trên mặt cũng bỏ đầy từng khối thi ban, nhìn xem phía sau phát lạnh. Mỹ Kỳ còn không cẩn thận đụng phải Trần Văn Uyển ngăn tủ cửa, đột nhiên một cái đầu người ùng ục một tiếng rớt xuống, đem ba người dọa đến quá sức, liền đầu người hình dạng thế nào đều không thấy rõ, sợ hãi kêu lấy chạy ra ngoài. Ba người chạy trốn tới dưới lầu gọi tới túc quản A-di, có thể lên đến lục soát một phen ký túc xá về sau, không phát hiện chút gì, túc quản A-di đi về sau, Trần Văn Uyển lại đối các nàng tà mị cười một tiếng. Biểu lộ tràn ngập khiêu khích. Ba người ban đêm cũng không dám ở ký túc xá, ra trường học ở một đêm nhà khách, về sau còn lục tục ra ngoài bên ngoài ở, rất ít trở về, coi như thật có sự tình, cũng là ba người ước định đồng thời trở về. Ban đêm lúc ngủ, ba người càng là sợ hãi chen một cái giường, các nàng minh bạch, nữ nhân này, các nàng không thể trêu vào, chỉ có thể tránh. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì bình thường nữ nhân, không phải biến TAI, chính là trong lòng vặn vẹo. Manh Manh sau khi nói xong, ta kìm lòng không được dùng mình một cái, Trần Văn Uyển cho ta ấn tượng đầu tiên là đặc biệt ôn nhu nhã nhặn,
mang theo cái kính mắt nói chuyện thỏ thẻ nhỏ giọng, nhưng nếu như manh manh nói đến là thật, vậy cái này Trần Văn Uyển chẳng những dâm đáng không muốn mặt, lại tâm lý vặn vẹo, ác độc vô cùng, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, quả nhiên lòng người so ác quỷ còn kinh khủng hơn. Ta lại hỏi manh manh, kia phát sinh những sự tình này trước đó Trần Văn Uyển là thế nào? Manh manh nhíu mày, trước khi nói Trần Văn Uyển giống như không dạng này, người nhã nhặn, cũng tốt ở chung, cùng các nàng cho tới bây giờ không có náo qua mâu thuẫn, bốn người chung đụng cũng tương đối hòa thuận, nhưng từ khi ba người đều tìm đến bạn trai về sau, Trần Văn Uyển giống như liền có chút sầu não uất ức, luôn cau mày, ngẫu nhiên sẽ còn xa lánh các nàng. Mập mạp dựng một câu, chẳng lẽ là lòng đố kỵ để Trần Văn Uyển biến thành dạng này? Đứa nhỏ này khẳng định không ăn ít thức ăn cho chó, không phải tâm lý sẽ không vặn vẹo thành dạng này. Ta cười khổ một cái, người thật chẳng lẽ lại bởi vì lòng đố kỵ trở nên như thế hoàn toàn thay đổi? Không có khả năng, lòng đố kỵ khả năng chỉ là cái kíp nổ, đem vặn vẹo cái kia nàng dẫn ra tới mà thôi. Đúng vào lúc này, manh manh đột nhiên dùng mình một cái, nàng nhìn thoáng qua nghiêng phía trên, lời nói cũng không dặn dò một tiếng liền chạy, ta nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, giống như vừa rồi nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ chơi. Chúng ta lần theo vừa rồi phương hướng của nàng tìm đi, phát hiện Trần Văn Uyển liền đứng tại cách đó không xa, ngoạn vị trừng mắt chúng ta nhìn, khóe miệng còn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhìn xem để người sợ hãi, cùng trước đó đến trong tiệm Trần Văn Uyển quả thực tưởng như hai người. Trông thấy manh manh hốt hoảng chạy trốn về sau, nàng từng bước một đi tới, lão bản, mặc kệ nàng nói gì với ngươi sự tình, đều không cần quản, đây là chuyện riêng của ta, ngươi phải có đạo đức nghề nghiệp, thu tiền của ta, đem ta thi ban chữa khỏi là được. Nói xong Trần Văn Uyển lấy ra 5.000 khối đưa đến trước mặt của ta, mập mạp vội vàng đè lại bờ vai của ta nói tiền này không thể thu, nữ nhân này là trừng phạt đúng tội, nàng khả năng giấu không ít dơ bẩn sự tình, không phải người sống trên thân sẽ không mọc thi ban. Những lời này là mập mạp ngay trước Trần Văn Uyển mặt nói, nhưng nàng nghe cũng không tức giận, chỉ là ta nở nụ cười nói, cũng không chỉ ngươi một nhà âm hành cửa hàng, ngươi cái này không được, ta liền đổi nhà khác, ngươi không phải nói một mực âm sự tình, không để ý tới dương sự tình sao. Ta tiền này, ngươi là kiếm, vẫn là không kiếm. Ta không để ý đến mập mạp, đem Trần Văn Uyển tiền nhận lấy, mập mạp có chút tức giận, hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, vạn vạn không nghĩ tới. Ta cùng mập mạp hai người trao đổi, yêu tiền hắn thế mà cự tuyệt thu tiền này, mà ta, hôm nay lại lựa chọn nhận lấy. Vẫn là lão bản biết điều, nói đi, ta cái này thi ban giải quyết như thế nào? Ngươi tìm đến ta, hẳn là nghĩ đến biện pháp đi. Trần Văn Uyển vẫn là thỏ thẻ nhỏ giọng, nói chuyện rất ôn nhu, cũng rất nhã nhặn, nhưng lại cho ta một loại cảm giác kỳ quái, như là xen lẫn trong bầy cừu bên trong sói. Ta cười cười, đem tiền cất trong túi. Nói loại sự tình này cũng cùng chữa bệnh đồng dạng, phải đem nguyên nhân bệnh tìm ra, không phải cái này thi ban, khó trị. Kỳ thật, ta căn bản liền sẽ không trị thi ban, không phải ta bản lĩnh không đủ, mà là trước đó ta trở về lật một chút Mao Sơn quỷ đạo, người sống trên thân căn bản không có khả năng giải thi ban, khẳng định là trên người nàng cất giấu cái gì việc lạ, chỉ cần đem việc lạ giải quyết, thi ban tự nhiên biến mất. Không sai, ta thu tiền của nàng, chính là vì bộ nàng, cái này nữ nhân trên người. Khẳng định còn cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Nhưng ta không nghĩ tới, Trần Văn Uyển biến sắc, nàng phất phất tay nói, nên nói ta đều nói cho ngươi, nếu như ngươi không có bản lĩnh trị thi ban, liền đem tiền trả lại ta, ta tìm nhà khác đi. Ta cười khẽ một tiếng nói, nếu như ngươi không nói thật, coi như ngươi tìm khắp thiên hạ tốt nhất âm hành cửa hàng, cũng trị không hết trên người ngươi thi ban, ta không phải hù dọa ngươi, đây là đại đại trung thực lời nói, còn có, tiệm chúng ta thu tiền về sau. Người thuê muốn trả lại tiền, chỉ có thể lui một nửa. Trần Văn Uyển thế mới biết chúng ta bộ, nàng tức giận đến sắc mặt đều biến, cắn răng nói trước hết để cho chúng ta trở về, nàng muốn suy tính một chút lại cùng chúng ta nói. Đã nàng không chịu nói, ta cũng không có khả năng buộc nàng, đành phải trước cùng mập mạp bọn hắn trở về, trước khi đi ta còn dọa hù nàng, nếu như thi ban trễ trị, rất có thể liền thật người sống biến người chết. Kỳ thật thi ban căn bản sẽ không tới chết, nhiều nhất khó coi một điểm. Rời đi Trần Văn Uyển trường học về sau, thì ngôn đối ta giơ ngón tay cái lên, nói ta cái này chiêu thật sự là cao, đem Trần Văn Uyển dắt, để nàng không thể không nói ra chân tướng, còn gọi mập mạp cùng ta học tập lấy một chút, điểm ấy xáo lộ cũng không biết, về sau làm sao hỗn âm hành. Mập mạp thở dài, ngửa mặt lên trời thét dài, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người, đem hai ta đều chọc cho cười ha ha.
Chúng ta lại đánh một bộ tích tích trở lại mình trường học, cái này lúc sau đã không sai biệt lắm 8 điểm, tiếp lấy chúng ta lại đi phá nhà máy đem ải tử nhận lấy. Ải tử tại mập mạp khống chế dưới, liền cùng một con chim cút đồng dạng, rụt cổ lại động cũng không dám động, cũng may mắn trời tối, trong sân trường người đi đường không chút chú ý chúng ta lặng lẽ bỏ lên trên lầu dạy học, đi vào nhà vệ sinh nữ trước. Hiện tại còn sớm, Kha Đạt cũng không đến, mấy cái phòng học đèn vẫn sáng, bên trong đoán chừng có người tại học tập, cho nên chúng ta còn phải chờ. Đợi đến đại khái 10 giờ hơn, tất cả phòng học đèn đều diệt, chúng ta mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, thì Ngôn Tiến nhà vệ sinh nữ dò xét một chút gió, bên trong cũng là không ai. Đúng vào lúc này, Kha Đạt tới, hắn nhìn thoáng qua chúng ta, lại liếc mắt nhìn ải tử, hỏi cái này là tình huống như thế nào. Ta kêu hắn không cần phải để ý đến, cái này người chỉ là cái thẻ đánh bạc, đợi lát nữa là hắn biết. Ta trước đó đã liên lạc qua Triệu chủ nhiệm, nói người muốn nhi tử liền đến nhà vệ sinh nữ, hẹn thời gian là 11 giờ, hắn cũng hồi âm hơi thở đáp ứng, đoán chừng không có chút nào hư ta, chỉ cần Triệu chủ nhiệm vừa đến, sự tình liền thành, trời một liền có thể bình an ra tới, nhưng sự tình sẽ thuận lợi như vậy sao? Ta không sợ Triệu chủ nhiệm, nhưng phía sau hắn kia hai cái Thái Lan hàng đầu sư nhưng không thể xem thường, ta lần trước còn ăn cái kia hàng đầu nữ nhân thua thiệt, đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ, lần này còn mang hộ bên trên sư phó của nàng, thật làm cho người đau đầu. Ta nói đợi chút nữa nếu là kia hai cái hàng đầu sư đến, nữ liền từ mập mạp tới đối phó, nam ta giải quyết, thì Ngôn che chở Kha Đạt cùng ải tử. Mập mạp rụt rụt đầu, một mặt không nguyện ý, nói đánh nhau hắn cũng tạm được, đấu pháp hắn không thể được, vài phút bị người đem đầu gọt cũng không biết. Ta kêu hắn đừng sợ, hàng đầu rất nhiều đều là mê hoặc lòng người đồ chơi, chỉ cần tâm chính, định lực đủ, coi như ngươi không phải là đối thủ, nàng cũng không làm gì được ngươi. Đương nhiên ta đây đều là lắc lư mập mạp, tình huống thực tế ta cũng không biết được, vì chính là không để hắn lâm trận bỏ chạy, còn chưa lên chiến trường liền sợ. Mập mạp ồ một tiếng, cũng không nói gì, cau mày giống như đang suy nghĩ cái gì, một hồi trên mặt hắn thế mà lộ ra cái dâm đãng nụ cười, có vẻ như nghĩ đến cái gì hèn mọn chủ ý. Kha Đạt chờ có chút không kiên nhẫn, hỏi lúc nào để hắn thấy tiền thi mị, không phải hắn muốn đi, hắn một cái nam lão sư hơn nửa đêm đứng nhà vệ sinh nữ trước, bị người trông thấy không tốt. Mập mạp đối hắn một câu, nói người ngủ nữ học sinh thời điểm đều không sợ người ta trông thấy, hiện tại đứng cửa nhà cầu trước mà thôi, cũng không phải đi vào, sợ cái chùy, gặp quỷ còn gấp làm gì, đêm hôm khuya khoát, nữ hài tử ai còn đến lầu dạy học đi nhà xí, không chê phải hoảng. Những lời này là đối phải Kha Đạt sinh không thể luyến, hắn sờ sờ mũi, không còn dám lên tiếng. Ta nhìn đồng hồ, đã 11:30, cái này Triệu chủ nhiệm thế mà vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Hẳn là không dám, con của hắn còn tại trên tay của ta đâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên không biết ai hô một câu, ải tử đâu? Mấy người chúng ta lập tức đồng thời nhìn về phía ải tử, nhưng ải tử nơi nào vẫn còn, hắn thật giống như đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lúc này 5 người biến thành 4 người. Ta rãnh, ải tử đâu? Một người sống sờ sờ ngay tại 4 người ngay dưới mắt biến mất. Ta nói, biểu lộ tràn đầy sự khó hiểu, mà lại người có chút hoảng, nếu như ải tử không có, dẫn không được Triệu chủ nhiệm ra tới, ngày đó một mệnh liền đông lạnh qua nước. Kha Đạt lúc này cũng hoảng, hắn vội vàng hô, cái này nhà vệ sinh có quỷ, thật có quỷ. Đừng ồn ào, nói nhảm, chúng ta chính là mang ngươi tới gặp quỷ. Mập mạp vội vàng quát bảo ngưng lại Kha Đạt, sợ thanh âm của hắn dẫn tới những người khác, đêm hôm khuya khoát lầu dạy học rất an tĩnh, một điểm thanh âm đều lộ ra rất đột ngột, đừng nói hô to gọi nhỏ. Lúc này thì Ngôn tỉnh táo nhất, nàng đối với chúng ta suỵt một tiếng, ra hiệu chúng ta chớ quấy rầy, giống như phát hiện cái gì. Mấy giây qua đi, nàng chỉ nhà vệ sinh, nói ải tử ở bên trong. Chúng ta không hiểu nhìn xem nàng, vừa rồi ải tử ngay tại bên người chúng ta, nếu như hắn tiến nhà vệ sinh chúng ta khẳng định biết đến, hắn không có khả năng tại chúng ta 4 người ngay dưới mắt một điểm động tĩnh đều không phát ra tới liền tiến nhà vệ sinh. Thi Ngôn không nói gì, một người trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh, nàng đằng sau còn cho chúng ta ngoắc ngoắc tay, ra hiệu chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào. Ta vốn là không muốn vào, nhưng lo lắng Thi Ngôn gặp nguy hiểm, ta không thể không dắt lấy hai người khác hướng trong nhà vệ sinh chui. Nhưng chân trước vừa bước vào, đột nhiên liền có một cái tay cho chúng ta một người quạt một bạt tai, ta mở mắt ra xem xét, phát hiện 3 người chúng ta đứng tại trên hàng rào, nếu như không phải một tát này đem chúng ta phiến tỉnh,
đoán chừng tất cả đều nhảy xuống, quẳng thành thịt nát. Chúng ta vội vàng từ hành lang hàng rào nhảy xuống tới, phát hiện ải tử vẫn còn, Thi Ngôn cũng tại, Mập Mạp cùng Kha Đạt có chút không nghĩ ra, nhưng ta rõ ràng chuyện gì xảy ra, vội vàng vỗ đầu một cái dưa, lớn tiếng hô câu, ta rãnh, lại lấy hàng đầu đạo. Nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì dị thường, vì sao lại mắc lừa, đồng thời không có chút nào tự biết. Thi Ngôn nhìn một chút trên mặt đất vừa rồi Kha Đạt rất tàn thuốc, sau đó gọi Kha Đạt thuốc lá lấy ra vừa nghe, lập tức nói, cái này khói bị người động tay chân, có hàng đầu hương vị, rút ra mùi khói có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Mập Mạp lập tức níu lấy Kha Đạt cổ áo mắng, tiểu tử ngươi muốn hại ta nhóm. Kha Đạt dọa đến sắc mặt đều biến, nói mình cũng không biết khói bị động tay chân, hắn không có nghĩ qua hại chúng ta. Thi Ngôn cũng nói không phải hắn vấn đề. Bởi vì vừa rồi hắn cũng thiếu chút nhảy xuống, hẳn là có người thừa dịp hắn không chú ý đặt bẫy. Ra cát bát quái, bốc cát hung, tính phong thủy, có thể biết đi qua, hiểu thông tương lai, không nghĩ tới ra cát ra người cũng tại, người tiểu tử này bên người còn có bực này cao thủ. Từ trong nhà vệ sinh bên cạnh truyền ra một thanh âm, nghe giọng nói liền biết, chính là đêm đó đối với chúng ta theo đuổi không bỏ người sống đầu. Ta ngây ra một lúc, không biết hắn nói tới ai. Chúng ta trong này cũng không có họ Gia Cát, chẳng qua hắn nói tiểu tử kia hẳn là ta. Ta cũng không quản được hắn nhiều như vậy, trực tiếp hỏi Triệu chủ nhiệm người đâu. Lại không đến liền đem ải tử ném xuống, để hắn về sau không có nhi đưa tiễn. Người sống nhức đầu cười nói, tiểu tử ngươi lần trước xấu đổ đệ của ta sự tình, lần này lại làm hỏng việc của ta, đêm nay coi như thần tiên đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu chủ nhiệm ngay tại trong nhà cầu nữ một bên, có gan liền vào đi. Hắc hắc, tiểu tử, dám đụng đến ta nhi tử thử xem, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Từ giữa bên cạnh truyền ra Triệu chủ nhiệm thanh âm. Mập Mạp nắm chặt nắm đấm, nghĩ xông đi vào, nhưng bị ta cho níu lại. Triệu chủ nhiệm nếu quả thật tại cái này, kia nhiệm vụ của chúng ta coi như thành, nhà vệ sinh nữ quỷ không còn sớm ra tới nha. Cái này nói rõ là bên trong hàng đầu sư đùa nghịch thủ đoạn, nghĩ dẫn chúng ta đi vào. Xem ra đêm nay Triệu chủ nhiệm là không dám tới. Chỉ là để cái này hàng đầu sư tới đối phó chúng ta, quả nhiên đầu kia tự tư lão ngân trùng tham sống sợ chết, ngay cả mình con ruột đều không để ý, ta tính sai. Tức giận đến ta không chỗ phát tiết, đành phải một quyền đánh vào hành lang trên hàng rào, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem cái này hàng đầu sư cho làm, nhìn có thể hay không đem Triệu chủ nhiệm dẫn ra ngoài, nhưng ta không biết bên trong có cái gì cạm bẫy, là tuyệt đối không thể đi vào. Có gan ngươi liền ra tới, ngươi cái Thái Lan lão. Tránh trong nhà cầu nữ có cái gì tiền đồ, chẳng lẽ các ngươi hàng đầu liền chút năng lực ấy. Triệu ta nhà vệ sinh nữ hô, hy vọng dùng phép khích tướng bắt hắn cho khí ra tới, nhưng lúc này nhà vệ sinh nữ không có động tĩnh, kia người chết đầu cũng không nói chuyện. Đột nhiên, ta nhìn thấy cửa nhà cầu nữ bên trên chui ra ngoài một gương mặt, là một tấm nữ nhân mặt, mặt mày dữ tợn, mũi bị gọt đến một nửa, cái khác khí quan coi như hoàn chỉnh, nhưng nhìn qua để người có một loại cảm giác không rét mà run. Một lúc bắt đầu chỉ là một tấm, về sau chậm rãi chui ra ngoài hai tấm, bốn tấm, mười cái, thẳng đến đem hé mở cửa đều chật ních, nhìn qua tựa như dán đầy phim kinh dị áp phích. Mỗi một khuôn mặt đều không giống, có đại nhân, tiểu hài, lão nhân, nam nhân nữ nhân, mỗi tấm mặt nhìn qua đều khủng bố như vậy, để người tê cả da đầu. Chúng ta năm người đều dọa đến lui về phía sau mấy bước, những cái kia mặt cũng không có làm sự tình gì, cứ như vậy dính sát cửa, sau đó đối chúng ta cười. Quỷ, quỷ a, Kha Đạt dọa đến lại kêu to một tiếng, sau đó nhớ tới Mập Mạp không để hắn gọi, lại bận rộn lo lắng che miệng của mình, nhưng trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu còn giống như trời mưa tuột xuống, sát đều lau không khô chỉ toàn. Ta cũng có chút mơ hồ, đây đều là cái gì đây đồ chơi? Nữ quỷ sao, nhưng nhà vệ sinh nữ quỷ không phải cho trời chấn động ở sao? Ba ngày kỳ hạn không tới, các nàng hẳn là lại còn không ra tới. Đúng vào lúc này. Đột nhiên ải tử đi về phía trước mấy bước, sau đó đưa tay đi bắt cửa nhà cầu bên trên mặt. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi có phải là muốn tìm cái chết? Mập Mạp chửi mắng một câu, sau đó liều mạng muốn đem ải tử lôi trở lại, nhưng ải tử liền cùng một con trâu đồng dạng, không biết cái kia tán phát ra lực lượng, tay dùng sức bắt trở lại một gương mặt, sau đó ở trước mặt cỗ đồng dạng bỏ vào trên mặt của mình. A, a, cứu ta, mặt của ta đau quá. Ải tử đột nhiên quỳ xuống. Bụng mặt đau khổ kêu thảm. Dựa vào, cháu trai này, mau cứu hắn. Ta cùng Mập Mạp liền vội vàng xông tới, một người đem hắn đè xuống đất, một người liều mạng đi dắt hắn mặt,
nhưng mặt kia tre phải so nhựa cao su còn gấp, xé nửa ngày đều xé không hạ. Hắc hắc, hắc hắc, thân thể, ta muốn sống người thân thể. Đột nhiên gương mặt kia có bản thân ý thức đồng dạng, phát ra khiến người dùng mình thanh âm. Nhanh, mau đưa mặt kéo xuống đến, đây là thi mặt, nếu như nó khống chế ải tử thân thể vậy liền xong, nghĩ lại kéo xuống đến, vậy sẽ phải chờ ải tử chết sau. Thi Ngôn ở bên cạnh lo lắng nói. Mặc dù không biết thi mặt là cái gì, nhưng nghe Thi Ngôn ngữ khí, nếu như không kéo xuống đến, kia ải tử liền xác định vững chắc xong đời, ta chỉ là muốn dùng hắn đến uy hiếp Triệu chủ nhiệm, thật không nghĩ qua lấy mạng của hắn. Ai không biết nương là nữ nhân, vậy cũng phải xé thành xuống tới, cái đồ chơi này hút quá gấp, không có cách nào xé. Mập mạp nói, đích thật là dạng này, dùng man lực là không có cách nào, chỉ có thể nhìn có hay không xảo kinh. Ta hỏi mập mạp, mặt sợ nhất cái gì? Mập mạp suy nghĩ một giây đồng hồ sau mới hồi đáp, phiến nó a, phiến nó không thương a. Vậy khẳng định phải sợ. Phiến nó, đó chính là sợ bàn tay chứ sao? Thế là ta nổi lên lực, mạnh mẽ vừa đi vừa về phiến ải tử mấy bàn tay, ải tử mặt lập tức phát ra vài câu tiếng kêu rên, thanh âm cùng ngựa đồng dạng, quỷ dị không nói lên lời. Ta xem xét có hiệu quả, tát đến càng ra sức, càng phiến càng lớn lực, ải tử cùng gương mặt kia đồng thời không ngừng phát ra tiếng kêu rên, phiến hai mươi mấy cái bàn tay về sau, gương mặt kia nửa trái bộ có rõ ràng chóc ra, mập mạp nắm lên chóc ra bộ phận, chợt kéo một cái, trực tiếp đem cả khuôn mặt cho giật xuống đến. Nhanh ném đi, Thi Ngôn hô. Mập mạp vô ý thức rời khỏi tay, đem gương mặt kia ném xuống đất, gương mặt kia bay nhảy mấy lần, liền chỗ này, biến thành một tấm nhăn da, cùng cao su giống như. Chúng ta nhìn về phía chúng Triệu ải tử, phát hiện hắn đã sớm hoàn toàn thay đổi, mặt đã máu thịt be bét, nhìn qua có chút thê thảm, người khác càng là hôn mê bất tỉnh nhân sự. Ta khuyên hàng đầu sư không phải cùng Triệu chủ nhiệm một bọn sao. Thế nào còn đối ải tử động thủ đây? Chẳng lẽ hắn nghĩ diệt khẩu ải tử? Thi Ngôn lắc đầu, nói không phải, cái này thi mặt bản thân liền có mê hoặc người tác dụng, nếu như một mực cùng nó mặt đối mặt, vậy liền sẽ bị mê hoặc, ải tử vừa rồi đoán chừng nhìn chằm chằm vào nó nhìn, cho nên chúng chiêu, hẳn là thuộc về ngộ thương. Mê hoặc, ta đột nhiên nhớ tới Kha Đạt, vừa rồi hắn giống như một mực không nói chuyện, có vẻ như có chút không đúng. Ta vội vàng hướng Kha Đạt nhìn lại, phát hiện kính mắt của hắn rơi trên mặt đất, mặt của hắn trở nên thanh tú rất nhiều, tay không ngừng vẩy lấy trên cổ tóc, nhưng hắn là tóc húi cua tóc ngắn, nơi nào như vậy tóc dài cho hắn vẩy. Ai, không đúng, kia trương thanh tú mặt không là của hắn, kia là một tấm nữ nhân mặt, hỏng bét, tiểu tử này thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm cũng trúng chiêu. Mập mạp cùng Thi Ngôn cũng phát hiện, Thi Ngôn nàng càng là thở dài một hơi, xong, gương mặt này đã triệt để chiếm lĩnh Kha Đạt thân thể, nghĩ kéo đều kéo không xuống. Mập mạp bất chấp tất cả, xông đi lên liền phải kéo, nhưng mười mấy giây sau hắn lại lui trở về, ta hỏi thế nào rồi? Hắn nói kia Kha Đạt mặt đã không có bất luận cái gì lỗ hổng, không có địa phương bắt đầu, giống như mặt chính là sinh trưởng ở cỗ thân thể này bên trên đồng dạng. Vậy làm sao bây giờ? Ta hỏi, Kha Đạt thân thể đã bị khống chế, nhưng ta cũng không thể đem hắn giết đi. Quan tòa sẽ tin tưởng lời ta nói sao? Thì ngôn nghĩ mấy giây, nhưng về sau chém đinh chặt sắt nói. Đem hắn đánh ngất xỉu, về sau lại nghĩ biện pháp. Mập mạp nhẹ gật đầu, đi lên chính là một chân, sau đó hướng đầu hắn dưa dùng sức chùy, không đầy một lát Kha Đạt liền ngất đi, thấy hai ta nghẹn họng nhìn chân chối, ta nói ngươi dạng này cũng không sợ làm ra nhân mạng. Mập mạp nói hắn cũng không phải giống trên TV đại hiệp, biết điểm huyệt, lại hoặc là trực tiếp tại gáy đến một chút liền có thể đánh ngất xỉu, hắn sẽ chỉ đem người đánh ngất đi. Ta nói có đạo lý. Lớn không được ngồi tù ta đưa cơm cho ngươi, tại đi nào đó bảo mua cái trinh cao mang cái gì phòng thân, ngồi tù cũng tự tại. Mập mạp đối ta liếc mắt, sau đó mắng câu dãy người mỗ mỗ cái gấu. Thi Ngôn nói, chờ Kha Đạt tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền triệt để không phải Kha Đạt, lại nghĩ đánh ngất xỉu hắn liền không dễ dàng như vậy, mà lại phải cẩn thận, thi mặt cái đồ chơi này quỷ giọt vô cùng. Ta hỏi đến tột cùng cái gì là thi mặt, cái đồ chơi này nghe đều chưa từng nghe qua. Không phải là hàng đầu đặc thù đồ chơi. Thi Ngôn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lần này đem ta làm cho mộng, kia rốt cuộc là có còn hay không là. Thi Ngôn nói, thi mặt hiện lên tại là Thái Lan hàng đầu đặc thù một môn tay nghề, nhưng nó trước kia lại là chúng ta nơi này, về sau không biết làm sao thất truyền, cũng không biết làm sao truyền đến Thái Lan đi, cái đồ chơi này hiện tại người biết đã không nhiều. Kia rốt cuộc cái gì là thi mặt đâu?
Cái gọi là thi mặt cũng không phải đơn thuần thi thể mặt, mà là tại người còn lại cuối cùng một hơi thời điểm, đem cả khuôn mặt hoàn chỉnh lột bỏ đến, trên đường cũng không thể tắt thở, nếu như tắt thở vậy liền phí công nhọc sức, nhất định phải chờ lột bỏ đến mới có thể chết, vậy cái này khuôn mặt chính là sống. Sống mặt sẽ một lần nữa tìm túc chủ, khi nó hoàn toàn bao trùm túc chủ mặt mình thời điểm, vậy nó liền sẽ khống chế túc chủ thân thể, trở thành thân thể chủ nhân chân chính. Đương nhiên, bình thường sẽ đặt tại một cái lớn bình thủy tinh bên trong dùng hàng đầu đặc biệt phối phương nước nuôi, nó trong nước thời điểm là trạng thái ngủ đông, rời đi nước sau liền sẽ điên cuồng tìm túc chủ, không phải liền cùng trên đất gương mặt kia đồng dạng, hoàn toàn khô héo, thi ngôn chỉ trên đất vừa rồi tấm kia khô héo mặt. Đúng vào lúc này, bám vào cửa nhà cầu bên trên mặt cũng tất cả đều khô héo lấy rớt xuống, biến thành rúm gió một tấm vỏ khô, nhìn xem có chút buồn nôn, xem ra những cái này tìm không thấy túc chủ mặt cũng nhịn không được. Toàn bộ khô héo. Ta nói cái này tà dị đồ vật là ai nghĩ ra được, quái kinh khủng, nghe mặt đều đau. Thi ngôn nói chân chính sáng tạo cái này cửa tà thuật người đã không thể nào biết được, nhưng nàng lại tin đồn qua một cái cố sự. Lại nói tại cực kỳ lâu trước kia, có một đứa bé sau khi sinh liền dáng dấp cực xấu, cha mẹ của hắn đều ghét bỏ hắn, thế là đem hắn vứt bỏ tại rừng núi hoang vắng. Về sau bị một cái hòa thượng miếu lão hòa thượng thu dưỡng. Hòa thượng sau khi lớn lên tướng mạo chẳng những không có cải thiện, ngược lại càng ngày càng xấu, tới này tòa miếu bái tế người trông thấy hắn không phải bị dọa chạy, chính là quỳ xuống đất nôn mửa, cứ thế mãi, rốt cuộc không người nào nguyện ý tới này tòa miếu bái tế. Tiểu hòa thượng rất thương tâm, rõ ràng mình không có sai, tại sao phải bị thế nhân chán ghét. Chẳng qua lão hòa thượng lại không có để ý, hắn an ủi tiểu hòa thượng nói, tướng mạo chỉ là một bộ thân xác thối tha, chỉ cần thiện tâm. Một ngày nào đó người sẽ thấy ở trên thân thể ngươi đẹp. Tiểu hòa thượng sau khi nghe, rất là cảm động, mỗi ngày đều cần cù niệm kinh, còn xuống núi làm việc tốt, nhưng chính là không chiếm được người khác tán thành, còn thường xuyên hỏng bét đến người khác đánh chửi cùng xua đuổi, cái này khiến hắn càng ngày càng uể oải. Thẳng đến về sau, xuất hiện một vị xinh đẹp cô nương, triệt để điên đảo nhân sinh của hắn. Vị này xuất hiện cô nương xinh đẹp gọi Tiểu Mạn, là đi đường thời điểm ngẫu nhiên trải qua hòa thượng miếu. Mặc dù hòa thượng miếu không tiếp đãi nữ thí chủ, nhưng trời đã đen, một cái cô nương ra đi đường là thật không an toàn, lão chủ chỉ động lòng trắc ẩn, thế là liền thu lưu Tiểu Mạn một đêm, hy vọng nàng sáng sớm ngày mai sớm rời đi. Tiểu hòa thượng chính vào tuổi dậy thì, nhìn thấy cô nương tự nhiên khó mà kềm chế tâm hồn rung động, hơn nữa còn là một cái như thế xinh đẹp cô nương, càng làm cho tiểu hòa thượng kích động chính là, vị này Tiểu Mạn cô nương thế mà không ngại tiểu hòa thượng tướng mạo, nàng nói tâm ác hiền hòa nhiều người đi. Những người này tâm đen phải cùng một khối than đồng dạng, dáng dấp đẹp hơn nữa lại như thế nào? Còn không bằng mặt buồn nôn thiện người, cần gì phải chú trọng một bộ thân xác thối tha? Tiểu hòa thượng rất là cảm động, hai người giấu giếm lão chủ trì kề đầu gối nói chuyện lâu, nói, hai người đều động tình, nửa đêm canh ba, củi khô lửa bốc, tiểu hòa thượng dù thụ lão chủ trì nhiều năm dạy bảo, không thể gần nữ sắc, nhưng qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có nữ nhân không chê hắn tướng mạo. Tiểu hòa thượng triệt để mê thất chính mình. Hai người trong phòng xong việc về sau, lúc này liền quyết định bỏ trốn, có ôn nhu hương, hòa thượng này còn làm tới làm gì. Nhưng bỏ trốn đòi tiền, về sau sinh hoạt cũng muốn tiền, cũng không thể còn dựa vào tiểu hòa thượng hóa duyên A. Tiểu Mạn hợp lại kế, liền giật dây tiểu hòa thượng đi trộm trong miếu dầu vừng tiền, mặc dù tiểu hòa thượng đến về sau, trong miếu hương hỏa thảm đạm, nhưng cái này dù sao cũng là trăm năm lão miếu, tồn lấy dầu vừng tiền cũng không ít. Có tiền này, hai người cuộc sống sau này coi như có dựa vào. Tiểu hòa thượng ngay từ đầu là kiên quyết không chịu, nhưng cái kia chịu được ôn nhu gió bên tai, mấy cái vừa đi vừa về người liền mềm nhũn ra, dựa vào từ nhỏ tại trong miếu lớn lên ưu thế, hắn rất nhanh liền trộm trong miếu tất cả dầu vừng tiền, sau đó cùng Tiểu Mạn bỏ trốn. Tiểu hòa thượng còn duyên về sau, coi là từ đây liền có thể vượt qua an ổn vui vẻ thời gian, thật không nghĩ đến, cái này Tiểu Mạn chính là cái chính cống đại lừa gạt. Nàng chẳng những lừa gạt tiểu hòa thượng tất cả tiền, còn lừa gạt tiểu hòa thượng tình. Tiểu hòa thượng đại khái còn duyên một tháng sau, Tiểu Mạn liền mang theo hắn trộm ra tất cả tiền cùng nam nhân khác bỏ trốn, thời điểm ra đi trên bàn lưu lại một tờ giấy, trên tờ giấy viết, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút mình như thế nào, loại chó như ngươi đều không gặm mặt, nhìn xem đều muốn ói, tâm lại thiện cũng khiến người chán ghét, ta chính là coi trọng các ngươi trong miếu dầu vừng tiền mới thông đồng ngươi, ha ha, vóc người xấu. Đầu óc cũng không tốt làm, nhanh đi chết đi. Đừng lãng phí lương thực. Tiểu hòa thượng lúc này mới phát hiện mình bị lừa,
ngồi xổm góc tường khóc một ngày hắn vẫn là tức không nhịn nổi, vì nàng, tiểu hòa thượng phản bội nuôi lớn mình lão chủ trì, rời đi hòa thượng miếu, thậm chí không tiếc còn duyên cùng với nàng bỏ trốn, có thể đổi đến chỉ có phản bội cùng lừa gạt, một hơi này, làm sao nuốt được. Tiểu hòa thượng hoa thời gian 3 tháng tìm được tiểu mạn, nhưng tiểu mạn ỷ vào bên người có nam nhân khác bảo hộ, căn bản liền mặc sắc tiểu hòa thượng, nhưng nàng không biết, tiểu hòa thượng từ nhỏ đi theo lão chủ trì tập võ, người bình thường há lại đối thủ. 2-3 lần liền đem tiểu mạn nam nhân đánh ngã, lúc đầu hắn không muốn động sát tâm, nhưng cái này nam nhân thế mà thừa dịp tiểu hòa thượng không chú ý thuận tay liền cầm lên bên cạnh đao bổ củi, còn chặt tổn thương tiểu hòa thượng cánh tay, tiểu hòa thượng không thể nhịn được nữa, trực tiếp liền đem người nam kia cho chặt. Tiểu mạn nhìn thấy tiểu hòa thượng giết người về sau, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, cả người run rẩy rẩy, cùng con chó đồng dạng cầu tiểu hòa thượng không muốn giết nàng. Tiểu hòa thượng cười lạnh một tiếng, nói ngươi có thể tùy ý khi dễ một người thiện lương, nhưng ngày nào người thiện lương không còn thiện lương, vậy ngươi liền quỳ xuống cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Tiểu hòa thượng không có ý định giết tiểu mạn, nhưng hắn muốn trừng phạt nàng, hắn muốn đem nàng mặt cho tươi sống lột bỏ đến, để nàng thể nghiệm một chút xấu xí nhân sinh, để nàng thử một chút mỗi ngày đều bị người chế giễu cùng ghét bỏ hạ tràng. Nhưng khi tiểu hòa thượng đem tiểu mạn mặt lột bỏ đến về sau, nàng không chịu được đau đớn, thế mà trực tiếp ợ ra rắm, tiểu hòa thượng đành phải mang theo nàng gương mặt kia ra về trong miếu. Tiểu hòa thượng trở lại trong miếu về sau, phát hiện không có bất kỳ ai, những sư huynh đệ khác đều đi hết, cũng không có người đến tế bái, trong miếu chẳng những quạnh quẽ, còn khắp nơi đều là cho bụi, mạng nhện, có vẻ như thật lâu không người ở đồng dạng, biến thành hoang miếu. Tiểu hòa thượng tìm a tìm a tìm, tìm nửa ngày, hắn mới trong phòng phát hiện lão chủ trì thi thể, nguyên lai lão chủ trì đã viên tịch. Dầu vừng tiền bị trộm sạch, miếu cũng duy trì không đi xuống, tan đàn xẻ nghé, đám người tất cả đều rời đi, chỉ có lão chủ trì trông coi căn này lão miếu, cũng không biết hắn là chết đói, vẫn là chết bệnh, hoặc là chết già. Lão chủ trì đã sớm gần đất xa trời, bất kỳ cái gì tình huống cũng có thể phát sinh, đã không có khí lực lại xuống núi hóa duyên, người lão, cũng một thân là bệnh. Chủ trì, là ta có lỗi với ngươi a. Tiểu hòa thượng giống to một thân, quỳ xuống đất ôm đầu khóc giống, nhớ tới mình đến về sau, liền không cho trong miếu mang đến qua may mắn, hiện tại còn làm hại hòa thượng miếu đóng cửa, lão chủ trì chết mất, mình thật sự là nghiệp chướng nặng nề, nghĩ đến đây. Tiểu hòa thượng liền hận đến dùng đầu mãnh lực đi đập dưới mặt đất, trọn vẹn cho lão chủ trì đập đủ 100 cái khấu đầu, đầu của hắn cùng trên mặt đất đều dính đầy máu. Cái này 100 cái khấu đầu, là báo đáp ngươi dưỡng dục tri ân, còn lại, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho ngươi tại báo đáp ngươi. Tiểu hòa thượng đối cái này lão chủ trì bi thống nói, đúng vào lúc này, hắn phát hiện lão chủ trì trước mặt viết 4 chữ, chỉ là cho bụi che lại, không dễ dàng phát giác. Tiểu hòa thượng xóa đi cho bụi. Mới nhìn đến trên đất 4 chữ lớn, quay đầu là bờ. Tiểu hòa thượng cười khóc một canh giờ, cuối cùng trong mắt đều khóc ra máu đỏ tươi đến, cũng không biết là máu vẫn là nước mắt, hỗn lại với nhau nhỏ xuống trên mặt đất. Thật xin lỗi, chủ trì, ta đã giết người, kiếp này là không quay đầu lại được, phụ lòng kỳ vọng của ngươi, thật rất xin lỗi, ta nhất định phải giết sạch những cái kia mặt hiền tâm lạnh ác người, bọn hắn không xứng có được gương mặt xinh đẹp, bọn hắn đáng chết, tất cả đều nên xuống địa ngục. Tiểu hòa thượng sau khi nói xong, lại đập 50 cái khấu đầu, lần này đập phải càng vang, đập xong liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tiểu hòa thượng đem lão chủ trì chôn, sau đó liền rời đi hòa thượng miếu, bởi vì giết người, bị quan phủ truy nã, hắn đành phải mang theo từ tiểu mạn cầm trong tay trở về dầu vừng tiền tìm một chỗ mai danh ẩn tích sinh hoạt. Về sau có một lần, quan phủ người kém chút liền bắt được hắn, may mắn hắn lập tức nghĩ ra, đem tiểu mạn ra mặt dán tại trên mặt của mình. Sau đó mặt kia ra thế mà kéo không xuống. Tiểu hòa thượng vừa chiếu tấm gương, mình mặc dù biến thành nữ nhân mặt, lại thanh tú rất nhiều, không còn xấu xí, hắn cảm thấy dạng này rất thú vị. Những ngày tiếp theo, hắn khắp nơi lột người sống ra mặt, lột thời điểm hắn dùng hết biện pháp không để người kia chết, chờ đem ra mặt lột bỏ đến về sau, hắn mới cho người kia một cái thống khoái. Tiểu hòa thượng hôm sau liền đổi một gương mặt, quan phủ cũng không làm gì được hắn, đây chính là thi mặt ban sơ nguyên hình. Về sau tiểu hòa thượng lại học tập các loại tà thuật, đem tà thuật dung hợp đi vào, liền hình thành hiện tại loại này thi mặt. Thi ngôn vừa mới nói xong, trong nhà cầu nữ mặt liền truyền ra người sống đầu tiếng cười. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, không nghĩ tới còn có người biết cổ xưa như vậy sự tình, bội phục, bội phục. Người sống đầu cười đến cực kỳ quỷ dị,
nghe được chúng ta nổi da gà tất cả đứng lên. Bớt nói nhảm, nhanh lên gọi Triệu chủ nhiệm tới, không phải ta xông đi vào đem ngươi sọ não đều đạp nát rơi. Ta đe dọa. Ta không nói sao, Triệu chủ nhiệm sẽ không đến, cái này nhà vệ sinh nữ nữ quỷ cùng hắn có thù, cục trong cục vẫn là ta giúp hắn bày, không phải hắn cái kia sống được đến bây giờ, hắn muốn tới nơi này, xác định vững chắc cửu tử nhất sinh. Người sống đầu thao lấy một hơi sứt sẹo hán ngữ nói, hắn nói đến không lao lực, nhưng chúng ta nghe được tốn sức, may mắn chúng ta cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Xem ra Triệu chủ nhiệm thật sự là không dám tới, nhưng nếu như không có hắn, trời một liền về không được, cái này trường học cũng là muốn máu chảy thành sông, đến lúc đó hắn phủi mông một cái đi, giữ lại toàn trường thầy trò cho hắn thường nợ, cái này cũng quá không công bằng. Không được, ta đêm nay nhất định phải đem hắn cho bắt tới, oan có đầu nợ có chủ. Hắn gieo xuống tội nghiệt, để chính hắn đến hoàn lại, đã việc này đầu người không chịu ra tới, vậy liền để hắn tiếp tục ở lại, chúng ta đi đem Triệu chủ nhiệm tìm ra. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của ta đinh phải vang một tiếng, ta mở ra xem, là đến một đầu tin nhắn, cái số này lúc trước cho ta phát qua tin tức, chính là đêm đó tại nhà vệ sinh nữ gửi tới, nói có người muốn hại ta, gọi ta chạy mau, nhưng đây là cái số xa lạ, ta không biết. Ta mở ra tin nhắn xem xét. Tin nhắn viết, Triệu chủ nhiệm tại lầu một thứ nhất ở giữa phòng học trốn tránh. Trong lòng ta đại hỉ, nếu như đây là sự thực, vậy ta bây giờ lập tức liền xuống đi đem Triệu chủ nhiệm cho túm đi lên, người này đến cùng là ai, nhưng giúp đỡ đại ân, chẳng qua không thể rất cao hứng, cũng có thể là cạm bẫy, phải cẩn thận là hơn, nhưng lần trước cái số này gửi tới tin nhắn không có gạt ta, lần này hẳn là cũng sẽ không có giả a. Lúc này trong nhà vệ sinh bên cạnh người sống đầu đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn hung hăng mắng, họ Bạch nữ nhân kia, thế mà xấu ta chuyện tốt, có phải là Triệu chủ nhiệm hôm nay không có cho ăn no nàng? Họ Bạch, là Bạch Doãn, cái số này chủ nhân là Bạch Doãn, là nàng trong bóng tối nhắc nhở ta. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh bên cạnh sàn nhà phát ra ha 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 tiếng vang, giống như có đồ vật gì muốn cút ra đây đồng dạng. Hỏng bét, việc này đầu người muốn ra tới, hắn muốn ngăn cản chúng ta đi tìm Triệu chủ nhiệm. Lúc này Thi Ngôn đột nhiên từ bên hông móc ra một cây tiểu đao, sau đó đại phong xa lật một cái, chúng ta còn không có kịp phản ứng liền chui tiến nhà vệ sinh nữ, đồng thời đem cửa nhà cầu cho chăm chú đóng lại. Đi mau, ta đến ngăn chặn cái đồ chơi này, các ngươi đi tìm Triệu chủ nhiệm. Đây là Thi Ngôn lưu lại câu nói sau cùng. Thi Ngôn cái này người không đơn giản, ta hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của nàng, phân phó mập mạp xem trọng ải tử cùng Kha Đạt về sau, liền vội vàng vọt xuống dưới. Đi vào lầu dạy học lầu 1, ta nhìn thấy thứ nhất ở giữa phòng học cửa sổ có bóng người hiện lên, ta không hề nghĩ ngợi, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng học đen xì một mảnh, ta cái gì đều thấy không rõ, nhưng vẫn là cả gan đi đến. Triệu chủ nhiệm, ta biết ngươi ở đây, ra đi. Ta cố ý hô một câu, Triệu chủ nhiệm nghe vô ý thức sẽ phát ra động tĩnh, lại hoặc là bởi vì khẩn trương sẽ lộ ra chân tướng. Ngay tại lúc này, đột nhiên một cái băng lãnh đồ vật chống đỡ phía sau lưng của ta. Trong lòng ta lạc một chút, mẹ nó, vạn vạn không nghĩ tới, cháu trai này lại có thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.